Thứ ba người áo đen hừ lạnh một tiếng, cách không dò xét đại thủ. Triệu Bân hai mắt nhắm lại, nhìn chằm chằm chính là người này sau lưng dị tượng, là một vòng trắng lóa mặt trời, dị tượng này hắn gặp qua, nguyên nhân chính là gặp qua, ánh mắt mới phá lệ băng lãnh, đã biết đối phương lai lịch. Mặt trời lặn thần giáo. Triệu Bân không nói chuyện, Vân Thương Tử thay hắn nói. Tuyệt sẽ không nhìn lầm, tuyệt đối là mặt trời lặn thần giáo cường giả, này truyền thừa, tu công pháp giống nhau, dị tượng chính là chứng minh tốt nhất, mặt trời cổ xưa dị tượng, chính là nó công pháp diễn hóa. Nếu là mặt trời lặn thần giáo, vậy liền không có gì kỳ quái. Lúc trước giao dịch lúc, mặt trời lặn thần tử cũng tại Tiên Vũ Các. Cái kia đạo màu đen tiên phù, mặt trời lặn thần tử nhất định nhìn thấy, lúc này mới phái hộ vệ tại nửa đường chặn giết, cũng chính là cái này giết người cướp của tên vở kịch, đoạt một đạo màu đen phù, đỉnh hắn kiếm thật nhiều năm đâu. Oanh! Thứ ba người áo đen đại thủ đã đến, nghiền tinh không ầm ầm. Triệu Bân tốc độ kinh hồng, sớm một cái chớp mắt thoát ra vùng tinh không kia. Đúng là một cái hố hư cảnh. Thứ hai người áo đen cười có phần âm trầm, đã từ khí tức nhìn ra Triệu Bân tu vi. À không đúng, nói cho đúng là nửa bước động hư, bởi vì tiểu tử kia động hư khí uẩn không thế nào ổn định, cũng chính là hoặc là mới tiến cấp không bao lâu, hay là đè ép động hư thiên kiếp không có độ. Hắn rất kinh ngạc, tiểu tử này dám một thân một mình đến mua vực môn. Đồng dạng kinh ngạc, đệ nhất đệ nhị người áo đen cũng có, bọn hắn coi là đối phương chí ít chuẩn tiên vương, bây giờ mắt to nhìn lên, mới biết bọn hắn nghiêm trọng đánh giá cao đối phương nội tình, quá ngoài ý muốn. Ta đột, ngắn ngủi nháy mắt, Triệu Bân đã vọt lên tận trời. Tam đại chuẩn tiên vương đều cười lạnh, càng thuộc thứ nhất người áo đen tốc độ nhanh nhất, tới một tòa tiểu kim tháp, như một vệt kim quang xuyên thẳng hạo vũ, biến như núi khổng lồ, chuẩn tiên vương chi uy hoành bầy cửu tiêu. Triệu công tử một bước không có đứng vững, bị ép một trận lảo đảo. Cũng không đợi hắn đứng vững, thứ hai người áo đen liền tế một đầu xiềng xích. Thứ ba người áo đen tốc độ tuy chậm một chút, nhưng kia hàng là cái nhân vật hung ác, tay nhặt huyết sắc kiếm khí, tại tinh không vạch ra một đạo đỏ bừng độ cong, kiếm ngân vang âm thanh chói tai, kiếm uy cực kỳ bá đạo. Siêu! Triệu Bân đi đứng liền trơn tru, đã thuấn thân thoát ra trấn áp. Tam đại chuẩn tiên vương nhìn lông mày trao lên, con hàng này thủ đoạn không cạn. Trò mèo! Thứ ba người áo đen vung cánh tay lên một cái, màu bạc tiên biển tịch thiên quyển địa. Hắn là lưu lại tay, liền sợ một chút mất tập trung nhi đem động hư cảnh diệt. Cũng nguyên nhân chính là hắn lưu lại tay, mới cho Triệu Bân cơ hội, huy kiếm vạch ra một đạo óng ánh tinh hà, mạnh mẽ bổ ra tiên biển, chỉnh chuẩn tiên vương đều phiền muộn, lại mẹ nó đánh giá thấp hắn. Phong! Vẫn là thứ nhất người áo đen đại thần thông, thi không gian phong cấm. Còn tại trên nhảy dưới tránh Triệu Bân, tại chỗ bị cấm không thể động đậy. Sao không chạy? Chết cũng sẽ không tiện nghi các ngươi. Triệu Bân quát to một tiếng, tại chỗ tự bảo. Ba người áo đen sửng sốt một chút, có chút vội vàng không kịp chuẩn bị, đều chuẩn bị bắt được kia hàng nghiêm hình ti a tấn đâu. Chưa chừng có thể nảy ra bí mật, chưa từng nghĩ đối phương là cái cương liệt tử, lại mẹ nó tự sát. Trên thực tế, Triệu Bân cũng không có như vậy nghĩ quẩn. Nếu là diễn không đủ thật, như thế nào lừa qua ba người này? Sự thật cũng chứng minh, con hàng này diễn kỹ lại tinh xảo một điểm, ba tôn chuẩn tiên vương đều tin là thật, đều đặt kia phiền muộn đâu. Ba chuẩn tiên vương sửng sốt để một cái hố hư tự bạo, có chút mất mặt. Người chết rồi, thần tử quản chi là không tiện bàn giao. Là chúng ta chủ quan, thần tử nên sẽ không trách tội. Thần tử là bực nào bản tính, người hẳn là rõ ràng minh bạch. Ba đầu người đỉnh đầu đặt kia nói thầm, chính tính toán thế nào lắc lư thần tử. Người hoàn toàn chính xác chưa bắt được, hắc phù cũng không có, là bọn hắn làm việc bất lợi. Những lời này, thần ở vĩnh hằng giới bên trong Triệu công tử, nghe là thật thật, thật đúng là tiểu tử kia, chơi rất cao a. Tại Tiên Vũ Các hào bất động thanh sắc, quay đầu liền cho hắn chính ba chuẩn tiên vương. Chờ đó cho ta. Triệu công tử một tiếng thầm mắng, tùy theo khoanh chân ngồi xuống. Vì trò xiếc diễn đủ rõ ràng, đại giới cũng đầy đủ thảm thiết, thân thể máu thịt nói tự bạo liền tự bạo, nhưng hắn Triệu Bân máu cũng không thể chảy vô ích, phải tìm người nào đó lấy điểm lợi tức, chuyện này không xong. Ngoại giới, ba chuẩn tiên vương đã đi. Làm việc bất lợi, cũng trở về giao nộp. Thấy ba người từ từ đi xa, Vân Thương Tử mới thở dài một hơi, như ba người mưu đủ lực tại cái này cùng chết, chắc chắn là một trận huyết chiến, một cái làm không tốt,
sẽ còn rước lấy cái khác mặt trời lặn thần giáo người. Tiểu tử ngươi thật được a, Vân Thương Tử một tiếng thổn thức. Liền hắn cái này đồng đội đều không nghĩ tới, này hàng nhưng vẫn nổ làm như vậy giòn. Cho nên nói, vị này là người làm đại sự, bởi vì hắn đối với mình đầy đủ hung ác, như vậy tự bảo, người bình thường cũng không có phách lực này, nếu không thế nào nói vĩnh hằng một mạch người, đều là nhân vật hung ác đâu. Răng rắc, răng rắc, cốt nhục va chạm thanh âm, vang đầy vĩnh hằng giới. Là Triệu Bân tại tái tạo thể phách, có trường sinh quyết chống đỡ, thân thể mới tái sinh cũng chỉ vấn đề thời gian, không được hoàn mỹ chính là, hắn nguyên thần bởi vì hắn tự bạo, giờ phút này đã nhiều một đạo ám thương. Không gian tùy thân chính là diệu. Vân Thương Tử cũng không có nhàn rỗi, tàn hồn tại vĩnh hằng giới bay tới bay lui. Đây là hắn lần thứ nhất vĩnh hằng giới, so hắn tưởng tượng bên trong càng thêm huyền diệu, thật sự như một mảnh đại thế giới, lại tự thành một càn khôn, đây vẫn chỉ là gà mờ vĩnh hằng, nếu là không thiếu sót tất nhiên càng bất phàm. Tình báo, cũng rất trọng yếu. Nguyên kho tử cái này một lời nói chân thành. Nếu như, kia ba chuẩn tiên vương biết con hàng này là vĩnh hằng tiên thể, sợ sẽ không dễ dàng như vậy liền rời đi, chắc chắn thủ tại chỗ này, chờ Triệu Tử Long ra ngoài, hết lần này tới lần khác bọn hắn không biết, mới bị dao động. Hô! Chẳng biết lúc nào, Triệu Bân mới chậm rãi mở mắt. Trường sinh quyết cực bá đạo, thân thể đã tái tạo. Hắn không có lập tức ra ngoài, mà là lấy cái kia đạo màu đen phù, cẩn thận từng ly từng tí giải nó cấm chế, một tôn quái vật khổng lồ tùy theo hiện ra, là một tòa kình thiên cửa lớn, huyền cấp truyền tống vực môn. Oa! Người nào đó như cái đầu nhà quê, vô ý thức ngửa đầu nhìn. Từ nhập tiên giới, hắn vẫn là đầu về khoảng cách truyền tống vực môn gần như vậy, quả nhiên đại khí bàng bạc, lập dưới cửa hắn, tựa như một con nhỏ châu chấu, dù là động hư tu vi, cũng là cảm thấy áp lực. Nhìn trên đó khắc họa bí văn, mỗi một đầu đều là đạo tắc, tạo cửa người ít nhất là đạo hư cảnh. Bình tĩnh chút, Vân Thương Tử lo lắng nói. Đây là cái việc cần kỹ thuật, Triệu Bân vòng quanh vực môn đổi tới đổi lui, khi thì còn sau lưng đập vỗ, không biết cái gì cái chất liệu rèn đúc cửa này, cứng rắn dị thường, dùng để nện người nên rất tốt dùng. Chớ nhìn, đem đóng dấu khắc vào đi, Vân Thương Tử nhắc nhở. Không dám, Triệu Bân tâm niệm vừa động. Lưu lại một đạo dấu ấn nguyên thần. Truyền tống vực môn tuy tốt dùng, nhưng cái đồ chơi này cũng là cực kỳ hao tổn tiên lực. Ta không có tiền, Triệu Bân hít sâu một hơi, không quên nhìn một chút chính mình còn sót lại mấy trăm tiên thạch, chớ nói dùng vực môn truyền tống, liền thúc dục số lẻ đều không đủ, đây là trái chứng đau vấn đề. Chẳng qua, cái này cũng không thắng được hắn. Không có tiên thạch, hắn có sao trời chi nguyên. Cổ tinh bản nguyên, đồng dạng có thể thôi động vực môn. Siêu. Nhưng gặp hắn vung tay lên, dẫn dắt sao trời bản nguyên, rót vào vực môn. Sau đó chính là khắc họa không gian tọa độ, chủ yếu là hiếu kỳ, nghĩ trước thử một lần. Ngươi chính xác bại gia a, Vân Thương Tử một tiếng mắng. Lời này cũng không giả, dùng sao trời bản nguyên thôi động truyền tống vực môn, cũng không liền bại gia mà. Triệu công tử không để ý đến, tay mắt lanh lẹ, tại vực môn bệ đá khắc xuống không gian vị trí. Ông! Vực môn ông run lên, không gian thông đạo nháy mắt bắc. Mà thân ở trong đó hắn, cũng là nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Không hổ là truyền tống vực môn. Trong thông đạo, Triệu Bân trên dưới trái phải nhìn nhìn. Vực môn rất cứng rắn, vực môn khung thông đạo cũng giống vậy rất kiên cố, chỉ cần không phải cố ý phá hư, cơ bản không có gì cái vấn đề, hắn là đi một đường nhìn một đường, cũng là một đường càng xem càng hiếm có. Hắn lại hiện thân nữa. Đã là sâu trong tinh không, ước chừng đoán chừng một phen, chừng 300 vạn dặm lộ trình, vực môn cũng chỉ dùng 3 năm cái chớp mắt, chỉ lần này tốc độ liền không phải trận đài cùng tinh không trận có thể so sánh. Tiền không có phí công hoa, Triệu Bân cười ha ha. Huyền cấp vực môn đều nhanh như vậy, thần cấp vực môn chẳng phải là vượt ngang tinh vực. Đáng tiếc hắn không có nhiều tiền như vậy, phải ăn cướp bao nhiêu tiên vương khả năng góp đủ. Nghe lão phu một lời. Sao trời bản nguyên tuyệt không thể lại dùng. Vân Thương Tử nói rất đứng đắn, nội tình hùng hậu cũng không thể phá của như vậy. Không cần hắn nói, Triệu Bân cũng trong lòng hiểu rõ, lần này cũng chỉ là thử một lần. Không cần sao trời bản nguyên, vậy cũng chỉ có thể dùng tiên thạch, hắn cái này người nghèo rất mồng tơi phải ý nghĩ làm ít tiền, mặt trời lặn thần tử cũng không tệ, đây chính là một cái đáng tiền con tin, báo thủ kiếm tiền hay không lầm. Tiểu tử ngươi, không cần thiết làm loạn. Không có tiên thạch,
cầm cái gì thôi động vực môn? Triệu Bân nói, lại từ tinh không trở về. Ngồi mài đao cũng không làm mất kỹ thuật đốn củi, có tiên thạch cái gì đều dễ làm. Vân Thương Tử tàn hồn run lên một cái, lại có một loại linh cảm không lành, hắn góp nhặt nhiều ngày hồn lực, sợ là lại muốn hao tổn sạch sành xanh, gặp con hàng này kiếm chuyện, hắn đều sẽ đi theo một khối vui vẻ. Đêm, Thương Miểu Thành phồn hoa như gấm. Được hắc bào Triệu công tử, như một cái du khách ghé qua bóng người ở giữa, một đường đều ở bên trái nhìn nhìn phải, tựa như là đang tìm vật gì, tìm cái gì đâu. Tất nhiên là tìm cái kia giống con tin người tài. Ân, cũng chính là mặt trời lặn thần tử. Hắn là đến báo thù, cũng là đến kiếm tiền. Vận khí của hắn có vẻ như không ra thế nào tốt, đi qua rộng rãi phố dài, cũng chưa thấy tên kia bóng người, làm không tốt đã không tại tòa thành này, hay là, tìm cái thoải mái mà, uống hoa tửu đâu. Ta như hô một cuống họng, kia hàng có thể hay không ra tới. Triệu Bân thăm dò tay nói. Đừng, lão phu cái này cẩn thận lá gan chịu không được. Trong tay áo Vân Thương Tử có chút sợ. Tòa thành này cũng không phải bình thường thành, có không ít hắn tình nhân cũ, cái này như ra một chút cái gì sơ suất, hắn cũng không cần về nhà, tại cái này có thể thăng thiên, vẫn là trộm đạo sở làm tương đối tốt. Nhìn cho ngươi sợ, Triệu công tử còn tại trái nhìn nhìn phải. Bắt cóc tống tiền mà, sao có thể quang minh chính đại, hắn thích dở trò. Hai người chính nói lúc, đối mặt gặp được mới 9 người, chính là Tàng Thiên Các lão đạo, mới mấy ngày không gặp, lão gia hỏa kia tinh thần, gọi là một cái tỏa sáng, liền khí uẩn đều biến không ra thế nào đồng dạng. Hấp thu vĩnh hằng bản nguyên máu, nên được một trận tạo hóa. Vân Thương Tử ngữ khí không thế nào hiền lành, rất có xúc động mà chửi thề. Ngẫm lại cũng thế, hắn cùng Tàng Thiên lão đạo có khúc mắc, từ không thể gặp kia hàng tốt, như hắn khôi phục, như đến tìm con hàng này đánh nhau. Sợ là đánh không lại hắn, dù sao bị vây ở cấm khu 800 năm. Quay lại, ngươi cũng cho ta thả một chút máu. Vân Thương Tử ý tứ sâu xa nói. Bái cá biệt tử, vẫn là có thể, Triệu công tử cũng là một mặt thâm trầm. Làm can, loạn bối phận. Vân Thương Tử tàn hồn run lên, mặc dù Đại La Thánh chủ bối phận rất cao, nhưng không thể cùng con hàng này thành anh em kết bái. Hắn còn muốn lấy đem tiểu tử này, chiêu làm hắn cháu rể đâu. Đi đâu? Triệu công tử còn tại tìm, lần lượt cửa hàng tìm. Không có cách, nơi này rất nhiều cửa hàng, đều là tự mang che lấp lực lượng. Đã là có che lấp, bên ngoài tất nhiên là cảm giác không đến, phải đi vào đi dạo một vòng. Đạo hữu, dạo phố đâu? Đường đi chỗ ngoặt, Triệu Bân bên cạnh thân nhiều một người. Là cái đại mỹ nữ, tiên vũ các áo tím nữ tiên vương. Triệu Bân nghe trao lên lông mày, hắn cái này toàn thân che cực kỳ chặt chẽ. Này nương môn nhi cũng có thể nhận ra. Đúng, khẳng định nhận không ra, không phải trên đường cái nhiều người như vậy, vì mà tìm hắn. Tuy là cũng hoặc, Triệu Bân vẫn là về một tiếng. Vực môn đã hoàn hảo dùng, áo tím nữ tiên vương khẽ nói cười một tiếng. Đạo hữu cái này nhận thức bản lĩnh, quả nhiên không tầm thường. Triệu công tử cười cười, vẫn như cũng nghĩ không ra, đến tột cùng là nơi nào ra chỗ sơ suất, thậm chí bột đá che lấp. Đối phương đều có thể đem hắn nhận ra. Có thể nể mặt uống một chén. Áo tím nữ tiên vương lại cười một tiếng. Lão đầu nhi, nàng ý gì? Triệu Bân truyền âm cho Vân Thương Tử. Ta bấm ngón tay tính toán, nàng sợ là coi trọng ngươi. Vân Thương Tử nói có phần đứng đắn. Triệu công tử không nói gì, một tay luồn vào trong tay áo, một phát bắt được Vân Thương Tử tàn hồn. Hắn trong tay áo quá mức âm u cô quạnh, có phải là nên đem con hàng này xách ra tới? Phơi nắng mặt trăng. Đừng làm rộn, Vân Thương Tử chết dắt lấy không ra. Phơi mặt trăng cũng phải tiến hành cùng lúc đợi, này nương môn nhi cũng không dễ chọc. Triệu Bân còn tại trong tay áo một trận chơi đùa, kém chút cho Vân Thương Tử bóp nát. Đạo hữu, áo tím nữ tiên vương hô kêu một tiếng. Uống rượu, cũng phải có cái lý do đi. Triệu Bân cười nói. Xuyên phận hai chữ nhưng đủ. Hẹn gặp lại. Không bằng ta bên đường hô một tiếng. Đại La Thánh Chủ. Đi cái kia uống. Triệu công tử một cái bá khí xoay người, lại trơn tru gãy trở lại. Xem đi, này nương môn nhi bản lãnh lớn đâu. Sợ là sớm đã xem thấu hắn chân dung. Không đi rồi, áo tím nữ tiên vương cười nhìn Triệu Bân. Có người mời uống rượu. Triệu công tử lại thăm dò lên tay. Yên tâm, ta cũng vô ác ý. Áo tím nữ tiên vương cái thứ nhất bước chân. Triệu Bân tùy theo đuổi theo. Cũng chắc chắn vị này không có ác ý, nếu là muốn thu thập hắn, sớm tại Tiên Vũ Các, hắn liền bị cầm xuống,
làm sao đến mức chỉnh như vậy phiền phức, đối phương tìm hắn nhất định có ẩn tình. Đương nhiên, Vân Thương Tử đánh giá cũng rất trọng yếu. Tiên Vũ Các có đạo đức nghề nghiệp, không làm ra ba lạm sự tình. Nhiều năm không thấy, nàng tầm mắt cao như vậy sao? Vân Thương Tử một tiếng nói thầm, còn nhớ kỹ năm đó, hắn lắc lư vị này lúc, vừa lắc lư một cái chắc, nếu không phải năm đó nàng tầm mắt thấp, cũng sẽ không nhìn nhầm, bây giờ có thể nhìn thấu Triệu Tử Long chân dung. Ngẫm lại, liền cũng thoải mái. 800 năm năm tháng quá lâu, hắn bị nhốt cấm khu, những người khác cũng không có nhàn rỗi. Giấu ở ngươi trong tay áo người, nên một tia tàn hồn. Áo tím nữ tiên vương ung dung cười một tiếng, nói xong không quên nhìn thoáng qua Triệu Bân ống tay áo. Sớm tại con hàng này lần thứ nhất đi Tiên Vũ Các lúc, nàng đã có phát giác, mà lại còn là cảm giác quen thuộc, làm sao đối phương có che lấp, mỗi lần muốn nhìn lén, đều bị một cỗ lực lượng quỷ dị cản hồi. Hắn là đồ nhi ta, gặp ách nạn, Triệu Bân lại chứng chạc đàng hoàng nói hưu nói vượt. Lời này, áo tím nữ tiên vương tất nhiên là không tin, hắn có thể cảm giác ra. Đối phương hồn lực viễn siêu thái hư, cũng chính là nói, vậy ít nhất là một tôn chuẩn tiên vương cấp tàn hồn, này sẽ là tiểu bối chi đồ. Triệu Bân không nói, nàng cũng không truy vấn ngọn nguồn. Ngược lại là Vân Thương Tử, cho chính mình nhỏ tàn hồn, lại khỏa một tầng bột đá. Đối phương nhận ra Đại La Thánh Chủ, còn chưa nhận ra hắn, hắn phải giấu chặt chẽ. Không lâu, áo tím nữ tiên vương nhập một tử lâu, thật sự mời Triệu Bân uống rượu. Triệu Bân nhìn thoáng qua bảng hiệu, trên đó chữ viết cứng cáp hữu lực, rượu này lâu lão bản rất bất phàm, tử lâu nhiều như vậy, mà áo tím nữ tiên vương cứ đem hắn đưa đến cái này, hơn phân nửa là có thâm ý khác. Ai nha? Mới vừa vào tử lâu, Triệu Bân liền mắt tránh tinh quang. Hắn tìm nửa đêm người, ngay tại tử lâu này bên trong. Trừ mặt trời lặn thần tử tên kia, còn có thiên tộc thánh nữ, hắn còn nhìn thấy kia ba tôn chuẩn tiên vương, đều núp trong bóng tối. Phương vị không tồi, khoảng cách mặt trời lặn thần tử không xa, là xứng chức hộ vệ. Tiểu tử, tìm ngươi thật lâu, Triệu Bân cười lạnh một tiếng. Đi ngang qua phương kia lúc, hắn còn cần thiên nhãn cho đối phương làm cái đánh dấu. Đợi áo tím nữ tiên vương sự tình, trở lại tìm tiểu tử này tính toán nợ cũ. Đi vào, chớ nói lung tung. Áo tím nữ tiên vương thẳng vào tầng thứ 9, trong lúc đó vẫn không quên khuyên bảo. Triệu Bân ngừng hoài nghi. Nhìn nữ tiên vương cái này thần thái, liền biết người hắn muốn gặp có lai lịch lớn. Tầng thứ 9 trong tử lâu thành một giới, chính là một mảnh u tĩnh khu rừng nhỏ, tu thân dưỡng tính nơi tốt. Đánh thật xa, liền thấy một cái thanh niên áo trắng, đang ngồi ở bờ sông câu cá. Hắn khí uẩn rất không tầm thường, lại vẫn viễn siêu nữ tiên vương, mạnh đến sâu không lường được. Là hắn, Vân Thương Tử một tiếng kinh dị. Làm sao, ngươi lại nhận ra, Triệu Bân hỏi. Tất nhiên là nhận ra, hắn là cùng ngươi sư tôn cùng thế hệ phân. Bối phận không trọng yếu, có phải là Đại La Tiên Tông cửu gia? Hắn sớm đã không hỏi thế sự, cũng lười tham dự các đại phái tranh chấp. Vân Thương Tử lo lắng nói cùng áo tím nữ tiên vương lời giống vậy, đừng nói lung tung, hắn tính tình không thế nào tốt. Ta lại không ngốc, Thương Miểu Thành, 9 tầng tử lâu. Áo tím nữ tiên vương một bước tiến lên, đối thanh niên áo trắng hành lễ. Sư thúc muốn tìm người, ta cho mang đến. Nói, nàng còn thuận tay đem Triệu công tử túm bên trên trước. Thanh niên áo trắng buông xuống cần câu, như quỷ mị đứng dậy. Xin ra mắt tiền bối. Triệu Bân cũng có phần hiểu cấp bậc lễ nghĩa, thuận tiện còn dò xét một phen thanh niên áo trắng, chính xác tiên phong đạo cốt phong thần như ngọc, tìm không được nửa chút tu sĩ khí tức, chợt nhìn tựa như phàm nhân, nhưng chính là người như vậy, lại cùng bất niệm thiên cùng thế hệ, như thế nội liếm. Nên trở lại nguyên trạng, cặp kia mắt dù bình tĩnh như nước, lại bừng tỉnh giống như một mảnh tinh không, bao quát ngàn vạn đại đạo. Hắn đang nhìn, thanh niên áo trắng cũng đang nhìn. Đại lão tính như nước lặng, để hắn rất mất tự nhiên. Người này thật đáng sợ, tựa như bí mật gì đều giấu không được. Có thể hay không mượn Mặc Thiên Ban chỉ xem xét. Đủ 3 năm giây lát, mới nghe thanh niên áo trắng ung dung cười một tiếng. Triệu Bân dù không thế nào tình nguyện. Nhưng vẫn là lấy ban chỉ. Thanh niên áo trắng tiếp nhận, nhìn ban chỉ thần thái có chút hoảng hốt. Thế nhưng là hàng nhái, áo tím nữ tiên vương hỏi. Là Mặc Thiên Ban chỉ không thể nghi ngờ, thanh niên áo trắng trả lời. Nghe chi, áo tím nữ tiên vương vô ý thức bên cạnh mắt nhìn Triệu Bân, ánh mắt còn có phần kỳ quái, ngoại giới lưu truyền sôi sùng sục,
Đại La Tiên Tông chọn cái hậu bối làm trưởng giáo, nàng còn không thể nào tin được, bây giờ nhìn thấy Mạc Thiên ban chỉ, mới chính thức vững tin, tiểu tử này chính là Đại La Thánh Chủ. Muốn nói Đại La Tiên Tông cũng thật sự là tâm lớn, lại thả hắn một người ra tới tản bộ. Đại La Tiên Tông nhiều như vậy cừu ra, liền không sợ hắn đi đến nửa đường thăng thiên rồi. Nàng bắt đầu minh bạch, vì sao tiểu tử này đi mua truyền tống vực môn, hơn phân nửa là dùng để chạy trốn, bởi vì dọc đường rất nhiều tinh không trận, đều có cường giả chấn giữ, tựa như Thương Miểu Thành, không biết giấu bao nhiêu mặt trời lặn thần giáo người, như thế, mua cái vực môn chạy trốn, vẫn rất có cần thiết. Hắn sẽ không cho ta đi, Triệu Bân truyền âm một tiếng. Hắn, là một cái muốn mặt người, Vân Thương Tử lo lắng nói. Nói hồi lâu, hắn đến tột cùng là vị nào? Lúc Minh, trong truyền thuyết cửu huyền thần thể. Chưa từng nghe qua, Triệu công tử một tiếng ho khan, chẳng qua nếu là thần thể, hẳn là nghịch thiên huyết thống, nên hắn đạo hạnh quá nhỏ bé, đến nay cũng không cảm thấy đặc thù huyết mạch, hoặc là đối phương ẩn tàng. Năm đó hồng hoang hỗn chiến, liên diệt bát đại thánh địa ngoan nhân. Chính là hắn. Bát đại thánh địa, Triệu Bân nghe giật mình, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Dám xưng thánh địa, cái nào không phải nội tình hùng hậu, cái nào không có tiên vương tỏa chấn, như thiên trì, xác nhận nhất hạng chót loại kia, liên diệt bát đại thánh địa truyền thừa, vị này đến tột cùng đổ bao nhiêu tiên vương a? Thi cốt chồng chất thành núi, máu tươi chảy tràn thành sông. Hắn có thể tưởng tượng hình ảnh kia, nên vô cùng huyết tinh. Nghe sư tôn nói, hắn còn từng cùng thần làm qua một trận, hiểm đem thần minh đả diệt vô vọng biển. Vân Thương Tử tiếp tục nói, hắn từ ngày đó liền biến mất không còn tâm tích, không nghĩ, lại cái này Thương Miểu Thành. Tiên giới nhiều ngoan nhân na, Triệu Bân nghe thổn thức chặt lưỡi. Cho dù thần minh tại tiên giới bị áp chế, nhưng cảm ngộ cùng nội tình vẫn còn ở đó. Như bực này tồn tại lại suýt nữa bị đả diệt, có thể thấy được vị này có bao nhiêu đáng sợ. Này ban chỉ, ngươi ở đâu ra, Lúc Minh hỏi. Sư bá cho ta, Triệu công tử nói chứng chạc đàng hoàng. Hắn ở nơi nào? Sư bá không để lộ ra. Ngươi không nói ta cũng đoán ra. Phàm giới. Sư bá thần long thấy đầu mà không thấy đuôi, có thể thật đi phàm giới. Triệu Bân ý rất nghiêm, che giấu cũng rất tốt, trường sinh tiên sự tình cũng không thể nói lung tung, tỉnh lại cho Đại La Tiên Tông gây phiền toái. Vật này, cho ta mượn 3 ngày vừa vặn rất tốt. Cái này, không dám. Không đợi Triệu Bân nói hết lời, áo tím nữ tiên vương liền giúp hắn đáp ứng. Cũng không đợi Triệu công tử có cử động, liền bị áo tím nữ tiên vương cưỡng ép túm đi. Tiền bối, ngươi không thể dạng này. Triệu Bân sắc mặt đen một điểm. Không mượn không, áo tím nữ tiên vương phật tay nhét đến một cái túi đựng đồ. Nếu không thế nào nói tiên vũ các chủ, ra tay chính là xa xỉ, 5 triệu tiên thạch nàng cái này nói cho liền cho là mượn Mạc Thiên ban chỉ thù lao, kia cũng không phải bình thường ban chỉ, trong đó có bí mật. Đương nhiên, loại kia bí mật người bình thường không giải được. Cho dù giải phải mở, đối người bình thường cũng không có gì công dụng. Các ngươi cũng đừng quỵt nợ, Triệu Bân trơn tru thu túi chữ vật. Nghèo a, hắn phải thấy tiền sáng mắt a. Ai bảo vực môn là đốt tiền vật chút đấy. Tiên vũ các có đạo đức nghề nghiệp, áo tím nữ tiên vương khẽ nói cười một tiếng. Lúc Minh, là bị cầm tù ở đây a. Vân Thương Tử đột nhiên một câu. Triệu Bân nghe nhíu lông mày, áo tím nữ tiên vương cũng là xinh đẹp lông mày khẽ nhăn mày, lại nhìn phía Triệu Bân ống tay áo, giấu tại trong đó kia tia tàn hồn, hẳn là một cái lão gia hỏa, mà lại đầu còn rất tốt dùng. Không sai, nhà nàng sư thúc là bị cầm tù ở đây. Việc này chưa có người biết, xem như cái cao độ cơ mật. Về phần là bị ai cầm tù, từ cũng không khó suy đoán. Thật sự là cầm tù. Vân Thương Tử đầu dễ dùng, Triệu Bân từ cũng không ngốc. Nhìn áo tím nữ tiên vương thần thái, liền biết việc này làm thật, cái này mẹ nó liền có chút dọa người, Lúc Minh thế nhưng là cùng thần minh làm qua cầm chủ, đúng là bị cầm tù hắn nhất định là một tôn thần. Tiên giới chế tài người, Vân Thương Tử lo lắng nói. Anh hùng hiểu biết cơ bản là giống nhau, Triệu công tử không phản bác. Chỉ có không bị tu vi áp chế thần, khả năng trấn áp Lúc Minh. Nhìn chung toàn bộ tiên giới, có tư cách đó cũng chỉ tiên giới chế tài người. Hai người rất hiếu kỳ, Lúc Minh đến tột cùng làm cái gì, lại gây thần minh ra tay, là bởi vì bát đại thánh địa. Hay là cùng thần minh đánh nhau, vô luận là cái kia, đều đầy đủ chứng minh hắn cực kỳ khủng bố. Việc này, không cần thiết đối với người ngoài nói. Nữ tiên vương nhạt nói,
là nhắc nhở cũng là cảnh cáo. Tiên Vũ Các tại Thương Miểu Thành mở tiệm, hơn phân nửa là bởi vì nàng sư thúc, tốt xấu bọn hắn một mạch truyền thừa, dù sao cũng phải có người trông coi, về phần khi nào giải cầm tù, chế tài người bên kia cũng không có cho ra minh xác kỳ hạn. Không có cách nào. Sư thúc năm đó làm động tĩnh quá lớn. Yên tâm, thủ khẩu như bình. Triệu Bân cười nói, đương nhiên sẽ không ra ngoài nói linh tinh. Nhưng, như đối phương không giảng võ đức, hắn không ngại tìm một chút sự tình làm, cái gọi là không giảng võ đức, chính là Mạc Thiên ban chỉ, sau 3 ngày hắn sẽ đến lấy, trơn tru cho liền ngươi tốt ta tốt mọi người tốt. Tửu lâu tầng thứ 3, Triệu Bân chạy tới uống rượu. Cũng là không phải đến uống rượu, bởi vì con tin ở đây. Áo tím nữ tiên vương chưa khô liên quan, như gió ra tửu lâu. Bên này, Triệu Bân đã tìm một cái vị trí gần cửa sổ ngồi xuống, ta chắc cách đó không xa bàn rượu, chính là mặt trời lặn thần tử, nó đối diện ngồi chính là thiên tộc thánh nữ, vẫn như cũ thần sắc trong trẻo lạnh lùng. Ngươi chớ làm loạn, Vân Thương Tử truyền âm một tiếng. Ta là người không có đầu óc, Triệu Bân cười cười. Mặt trời lặn thần tử 3 tên hộ vệ ở đây, đồ đần mới tại cái này động thủ. Hai người chính nói lúc, lại có một người từ phía dưới đi tới, mắt to một nhìn, đúng là Phệ Tiên Lão Vu, vòng nhìn thoáng qua, liền thẳng đến mặt trời lặn thần tử cùng thiên tộc thánh nữ, giống như là ước định cẩn thận. Lão gia hỏa kia thần thái, cũng không làm sao đẹp mắt. Cũng đúng, quê quán bị tịch thu tâm tình có thể tốt mới là lạ. Thế giới này, thật sự là nhỏ a. Triệu Bân trong lòng thổn thức, lại cái này đụng vào Lão Vu. Tục ngữ nói tốt. Không phải oan gia không gặp gỡ, Phệ Tiên Lão Vu về sau, còn có 2 cái người quen biết cũ, chợt nhìn là 2 cái lão giả, kỳ thực là một nam một nữ, chỉ có điều dùng biến thân thuật. Đen trắng song sát, Triệu công tử một tiếng nói thầm. Ta thế nào không nhìn ra? Vân Thương Tử nhỏ giọng nói. Ta dùng bản nguyên cho 2 người liệu qua tổn thương, có thể ngửi ra một tia khí tức. Triệu Bân nhấp một miếng rượu, là mắt thấy đen trắng song sát ngồi tại cách đó không xa. Còn nhỏ bé không thể nhận ra nhìn thoáng qua Lão Vu. Vẻn vẹn cái ánh mắt này nhi liền đủ rồi, kia 2 tuyệt đối là đen trắng song sát. Rất hiển nhiên, 2 người là theo chân Lão Vu tới, muốn lật tính nợ cũ. Phệ Tiên Lão Vu đến nhanh đi cũng nhanh, trước khi đi, còn để lại một cái màu đen túi chữ vật, Triệu Bân nhìn không thấu, không biết bên trong cái gì, theo hắn đoán trước, nhất định là bất phàm chi vật. Phệ Tiên Lão Vu chân trước vừa đi. Đen trắng song sát liền đi theo. Đáng nhắc tới lúc, 3 người đi ngang qua Triệu Bân lúc đều nhìn thoáng qua. Còn tốt Triệu công tử che chặt chẽ, chớ nói đen trắng song sát, liền nói hư cảnh Lão Vu cũng không nhìn ra, chỉ cảm thấy hắc bào nhân này có chút quen mặt, tựa như ở đâu gặp qua, chưa chừng là người quen. Khôi phục nhanh như vậy. Triệu Bân nhìn nhiều hắc sát liếc mắt, cái kia thổn thức chặt lưỡi. Lúc trước, hắc sát thế nhưng là băng nửa cái nguyên thần. Lúc này mới bao lâu a? Không ngờ khôi phục trạng thái đỉnh phong, hơn nữa nhìn nó khí uẩn, nghiễm nhiên đã đến bình cảnh, thời khắc đều có thể thăng cấp đến thái hư tu vi. Song sát xa không phải ngươi nghĩ đơn giản như vậy, Vân Thương Tử nói. Triệu Bân chưa đi, còn nhìn chằm chằm hắn chọn tốt con tin, mặt trời lặn thần tử. Cũng không biết vì sao, Lão Vu sau khi đi, thiên tộc thánh nữ liền biến phá lệ khẩn trương. Nàng khẩn trương. Là đối Lão Vu lưu lại màu đen túi chữ vật, nàng nên rất muốn trong đó chi vật, thậm chí cái này 2-3 cái nháy mắt, đều dị thường thất thố, nhìn mặt trời lặn thần tử đều nhếch miệng lên. Muốn vật này, liền đi linh vườn chờ ta. Mặt trời lặn thần tử đứng lên, phất tay áo nghênh ngang rời đi. Thiên tộc thánh nữ chui trong mắt, ngọc thủ nắm trắng bệch. Triệu công tử thả chén rượu, chân chu đuổi theo mặt trời lặn thần tử, khi đi ngang qua thiên tộc thánh nữ lúc, hắn còn theo mắt nhìn như vậy liếc mắt. Vị tiên tử này biến có điểm lạ, tựa như thụ lớn lao ủy khuất. Lão đầu nhi, linh vườn ở đâu? Triệu Bân hỏi một câu. Không xa, ngoặt 2 cái ngoặt nhi chính là. Vân Thương Tử trả lời. Mặt trời lặn thần tử ra tử lâu liền đi hắn phương, nên có chuyện quan trọng xử lý. Triệu Bân không cùng theo, trực tiếp đi mặt trời lặn thần tử trong miệng linh vườn. Tiểu tử kia mới vừa nói, chờ một lúc sẽ đi linh vườn. Hắn đặt kia ôm cây đợi thỏ thuận tiện, nói cái gì cũng phải đem hắn buộc. Linh vườn, chính là một tòa u tính tiểu biệt uyển. Thừa dịp ánh trăng, chính thấy hạ nhân quét dọn đình viện. Triệu Bân trộm đạo chui vào, đi cái kia cẩn thận từng ly từng tí, bởi vì tòa này biệt uyển khắp nơi đều là cấm chế. Một bước đi không tốt liền sẽ rơi trong hố, có như thế để phòng, nhất định là mặt trời lặn thần tử nơi ở.
nhìn một vòng, suy đoán của hắn hoàn toàn chính xác. Bởi vì cái này biệt uyển bên trong, có không ít mặt trời lặn thần giáo người. Lão Phu nhớ kỹ, nơi đây lệ thuộc thiên tộc, Vân Thương Tử lo lắng nói. Bây giờ sợ là đổi chủ, Triệu Bân tìm một chỗ, độn địa giấu kín. Có chút sự tình, hắn không cần đến hỏi, liền có thể đoán ra hai ba phần, thiên tộc hơn phân nửa thật xuống dốc đến liền biệt uyển đều đổi chủ mặt trời lặn thần giáo, nhìn thiên tộc thánh nữ thần thái, nên không giả. Nhanh nhanh nhanh, thần tử không lâu liền đến. Đang khi nói chuyện, không ít nha hoàn thành đội đi đến. Triệu Bân giấu che giấu, mắt thấy nha hoàn nhập một tòa lầu các, nên tại sớm làm bố trí, xem ra, mặt trời lặn thần tử vẫn là cái giảng cứu người, nghỉ ngơi chi địa, phải cho hắn chỉnh thật xinh đẹp. Cái này, làm sao có ý tứ? Triệu Bân rất tự giác chuyển chỗ ngồi. Bọn nha hoàn vừa bố trí tốt lầu các, hắn chân sau liền xông vào, vẫn như cũ là thuật độn thổ, vẫn như cũ che cực kỳ chặt chẽ, liền chờ mặt trời lặn thần tử trở về, gõ hắn hai cái ám côn có thể trực tiếp đánh ngã. Chưa không lâu nữa, liền thấy có người tiến lầu các. Là một đen một trắng hai lão giả, đều là chuẩn thiên vương. Hai người sau khi đi vào, liền trên dưới trái phải quét lược, nhìn có phần nghiêm túc, dù sao thần tử chỗ ở, cũng không thể sai lầm, vạn nhất có gây rối người giấu giếm, bọn hắn cũng tốt sớm bắt tới. Có thể tìm ra ta, lão tử theo họ ngươi. Triệu Bân ổn ép một cái, toàn thân che kín không kẽ hở. Hắn nói cũng không phải khoác lác, hai chuẩn tiên vương thật sự không có phát giác hắn. Cho dù là phản độn địa chi pháp, cũng không có đem hắn bước đi ra, trộm đạo chuyện như thế, hắn tại phàm giới thường xuyên làm. Siêu, siêu, kiểm ti a qua về sau, hai chuẩn tiên vương liền tế mảng lớn phù chú. Đều là cao giai che lấp phù, thần tử cái kia lúc không thích bị quấy nhiễu. Này cũng giúp Triệu công tử một tay, cũng bớt đi chờ một lúc có động tính, rước lấy mặt trời lặn thần giáo người, ra hỏa hắn đã chuẩn bị tốt, thu thập cái động hư cảnh, một gậy đầy đủ. Không được lại bù một côn. Hai chuẩn tiên vương cuối cùng nhìn thoáng qua, quay người rời đi. Hai người tuyệt không đi xa, đều giấu ở lầu các cách đó không xa. Như bọn hắn, âm thầm còn giấu không ít, ai bảo người nào đó là thần tử đâu. Tương lai mặt trời lặn trưởng giáo, hộ vệ làm nhiều chu đáo chặt chẽ, chớ nói chuẩn tiên vương, dù là tiên vương tiến đến cũng giống vậy bị truy. Đến, một cái nháy mắt, Triệu Bân tinh thần tỉnh táo. Nhưng... đến cũng không phải là mặt trời lặn thần tử, mà là thiên tộc thánh nữ. Hắn không vội, thiên tộc thánh nữ đều đến, tiểu tử kia còn xa sao. Cửa phòng một tiếng kẹt kẹt, thiên tộc thánh nữ như gió đi vào, nàng nên vừa tắm rửa qua, thậm chí mái tóc, còn dính lấy một chút giọt nước, chiếu đến tinh huy lòe óng ánh ánh sáng, càng sấn mộng ảo ý cảnh. Ý tứ này a, Vân Thương Tử một tiếng nói thầm. Thiên tộc thánh nữ đến mặt trời lặn thần tử chỗ ở, sợ là muốn bán mình na. Hắn khó có thể tưởng tượng, cái này 800 năm năm tháng, thiên tộc đến tột cùng nghèo túng đến mức nào, mà ngay cả trong tộc thánh nữ đều như vậy hèn mọn, hắn trong trí nhớ thiên tộc, thế nhưng là một mạch cường đại truyền thừa. Một màn này, giống như đã từng quen biết a. Triệu Bân cũng tại nói thầm, nhớ lại phàm giới sự tình. Năm đó, Mộng Điệp cũng là thân bất do kỷ sao không tự làm chủ bản thân được bị xem như đồ chơi đưa cho hoa đều, nàng khi đó thần thái, cùng thời khắc này thiên tộc thánh nữ. Không có sai biệt, nhỏ yếu bóng lưng, tiềm ẩn một vòng thêm mỹ. Còn tốt, Mộng Điệp không có để heo ủi. Đêm đó ở đây, cũng không chỉ hắn một người, còn có ma tử cùng Nghiêm Khang, kém chút đem hoa đều nổ chết. Nếu không phải Nghiêm Khang đem tên kia một gậy chơi lên trời, hắn cùng ma tử có thể đem kia hàng đánh thành cho. Ai, tàn khốc thế đạo a. Vân Thương Tử một tiếng thở dài. Thở dài sau khi, hắn còn có một loại lo lắng gia tộc của hắn. Hắn mất tích 800 năm, không biết trong tộc như thế nào, phải chăng cũng bị ức hát yêu ta. Gặp qua thần tử. Bên ngoài, truyền đến hạ nhân hành lễ âm thanh. Là mặt trời lặn thần tử trở về, cũng không biết chạy cái kia sóng một vòng, toàn bộ đều tinh thần tỏa sáng, chưa chừng ăn tê dần túi thuốc bổ, toàn thân đều nóng hôi hổi, rất có vài phần anh tư. Tiểu tử, ra ra chờ ngươi thật lâu. Triệu Bân cười lạnh một tiếng, đánh hồn roi đã xách ra tới. Mặt trời lặn thần tử vừa tiến đến, trong phòng bầu không khí liền biến. Triệu công tử che cực kỳ chặt chẽ, hẳn là không thế nào lạnh, nhưng thiên tộc thánh nữ, sợ là xuyên có chút ít, thấy mặt trời lặn thần tử tiến đến, gương mặt tái nhợt một điểm, thân thể mềm mại cũng từng đợt run lên. Thật mê người nữ tử hương.
Mặt trời lặn thần tử u cười, mặt mũi tràn đầy hài lòng. Thiên tộc thánh nữ từng bước một lui lại, hắn thì từng bước ép sát, không có tới gần một bước, nụ cười trên mặt, liền nhiều một vòng dâm. Ta, đây là một cái mỹ nhân nhi, hắn tối nay liền dựa vào vị này tiêu khiển. Đem thánh linh cho ta, tối nay ta chính là ngươi. Thiên tộc thánh nữ thối lui đến bên giường, cưỡng ép ngừng lại thân thể mềm mại run rẩy. Còn chưa để ta tận hứng, liền muốn thánh linh. Mặt trời lặn thần tử bước chân chưa ngừng, lại càng cười càng âm trầm, con ngươi đã có phiếm hồng, khó nén dâm uế chi quang, tựa như một đầu ác lang, tiếp cận một con dịu dàng ngoan ngoãn con cừu nhỏ. Tại Triệu Bân xem ra, có vẻ như là một con lợn cùng một viên rau xanh càng xác thực. Tiền bối, cái gì là thánh linh? Triệu Bân thuận miệng hỏi một câu, liền chờ một cái thời cơ thích hợp. Chỉ cần lực đạo đầy đủ, bảo đảm một gậy quật ngã mặt trời lặn thần chư. Thánh linh chính là một loại kỳ vật, là từ thánh thể bản nguyên thai nghén, hoặc là nói, nó tiền thân chính là thánh thể bản nguyên, thánh thể chia rất nhiều loại, nó chỗ dựng dục thánh linh, từ cũng có cao thấp khác biệt. Vân Thương Tử ung dung nói, như lão phù đoán không sai, thiên tộc thánh nữ như vậy muốn thánh linh, nên muốn cứu thiên tộc thánh tử, tiểu tử kia trời sinh chính là cái quái thai, bình thường lúc mạnh đến mức không còn gì để nói, không bình thường lúc, thỏa thỏa ma bệnh, bây giờ hơn phân nửa đã bị mài dầu hết đèn tắt. Triệu Bân nghe đầy dẫy mới lạ. Thánh thể hắn có chút nghe thấy, thánh linh vẫn là đầu về nghe nói. Đã là thánh thể bản nguyên diễn hóa, tất có thần kỳ lực lượng. Không phải, thiên tộc thánh nữ cũng sẽ không chính mình đưa tới cửa. Tới đi tiểu mỹ nhân. Cầu ngươi, cho ta thánh linh. Đem ta hầu hạ tốt, bản thần tử tự sẽ cho ngươi. Một bên khác, mặt trời lặn thần tử đã như ác lang một loại nhào tới. Thiên tộc thánh nữ thì gần như cầu khẩn, đã là mặt mũi tràn đầy nước mắt trôi tràn. Đường đường một mạch thánh nữ, như thế hèn mọn, quả thực thê lương, chỉnh Triệu công tử đều nhìn không được. Kết quả là, hắn mang theo đánh hồn roi liền ra tới. Thiên tộc thánh nữ thấy chi, bỗng nhiên khẽ giật mình, cái này trong phòng lại còn có người thứ ba. Mặt trời lặn thần tử phản ứng cũng không chậm, thông suốt chuyển thân. Đối mặt, liền thấy một cây hắc thiết côn. Thẳng đến hắn chán nhi đập tới. Đoàng! Như bực này tiếng vang, phá lệ êm tai. Phía sau một tiếng hét thảm, nghe cũng là tặc thoải mái. Mặt trời lặn thần tử bị một gậy đánh có chút mộng, như ăn say rượu, tại nguyên chỗ một trận lảo đảo. Triệu công tử thấy chi? Ai nha, con hàng này rất chống đánh a. Xét thấy con hàng này da dày thịt béo, hắn lại trơn tru bổ một côn. Cùng với một tiếng hét thảm, này hàng ầm vang ngã xuống đất. Từng đợt run rẩy, trong miệng còn phun liên tiếp bọt trắng. Liền cái này, tiểu huynh đệ của hắn còn dị thường cứng chắc. Triệu công tử có phần khéo hiểu lòng người, một chân đạp xuống. Một chân này không quan trọng, cứng chắc vị kia nháy mắt thành một đống. Vân Thương Tử một tiếng chặt lưỡi, chớ nói thân thụ, nhìn xem đều mẹ nó đau. Siêu! Triệu Bân lấy một sấp phong ấn phù, cho mặt trời lặn thần tử trên thân dán tràn đầy. Song chính là bôi bột đá. Ngăn cách người sống khí, nhẹ nhõm thu nhập vĩnh hằng giới. Cái này một phiếu làm tặc thuận lợi, trước cùng sau cũng chỉ ba lượng giây lát, vẫn là đánh lén thực dụng nhất, đối phương không có chút nào phòng bị, hai cây gậy trực tiếp quật ngã, như chính diện đánh nhau, phải phế không ít tay chân. Có lẽ là hắn tay chân quá trơn tru, chính là thiên tộc thánh nữ đều không có thế nào kịp phản ứng. Cái này là thần thánh phương nào, lại tàng tại mặt trời lặn thần tử ngủ phòng, mà lại không bị phát giác. Thấy Triệu Bân muốn đi, nàng bận bịu hoảng một bước tiến lên, túm Triệu Bân ống tay áo, ngữ khí là cực điểm cầu khẩn, đạo hữu. Ngươi có thể hay không đem thánh linh cho ta, nhà ta đệ đệ. Chờ lấy nó cứu mạng. Ta. Mang nàng đi. Không đợi Triệu Bân nói hết lời, liền bị Vân Thương Tử một câu đánh gãy. Xong việc, hắn lại bổ nửa câu sau, tạm thời coi là lão phu thiếu ân tình của ngươi. Thiên tộc sợ không phải đối ngươi có ân, Triệu Bân hỏi. Năm đó, nếu không phải thiên tộc tiền bối chỉ điểm, ta cũng tiến không được tiên vương, ân tình này lão phu phải trả. Vân Thương Tử chậm rãi nói, tu sĩ chúng ta giảng nhân quả, chúng đích cũng nên có như thế vừa báo. Cho ta thánh linh, ta bồi đạo hữu một đêm. Thiên tộc thánh nữ dáng vẻ hèn mọn, chết sát lấy Triệu Bân ống tay áo không thả. Ta, có nàng dâu, Triệu Bân một tiếng ho khan, tùy theo một cái phất tay áo, đem thiên tộc thánh nữ đưa vào mộng đẹp. Lại là một mảnh phong ấn phù, lại là một tầng bột đá, mời vào vĩnh hằng giới. Ta phải lưu cái chữ đầu.
Triệu Bân sách bút, ở trên tường một phen rồng bay phượng múa. Đơn giản là thời gian, địa điểm cùng giá cả, phải lấy tiền chuộc người. Mây kho tử thấy chi, tàn hồn không khỏi run lên, thời gian cùng địa điểm hắn căn bản không nhìn, liền nhìn giá cả, thật dài một chuỗi nhì a. Vẻn vẹn giá cả đều như vậy dọa người, kia đến bao lớn một ngọn núi. Chẳng qua ngẫm lại cũng đúng. Mặt trời lặn thần giáo là có tiền. Quý nhất gói phục vụ. Triệu công tử tiện tay ném phủ bút, lại trốn vào lòng đất. Bên ngoài, khắp nơi đều là mịt mờ khí tức, ước chừng đoán chừng, chuẩn tiên vương liền có 7-8 cái, còn có thái hư cảnh, cũng là vừa nắm một bó to, vậy cái này tòa nhỏ vườn cùng lầu các, phòng chính là kín không kẽ hở. Thần tử trong phòng, sao cái không có tiếng chút đấy? Cả phòng đều là che lấp phù, người có thể nghe thấy mới là lạ. Hơn nửa đêm, đám lão gia này cũng là có ý tứ, hộ vệ lúc vẫn không quên nói nhảm, có mấy cái như vậy, lỗ tai còn thụ thẳng lăng lăng, liền kém ngồi xổm góc tường, nữ tử kiều. Ngâm nên rất dễ nghe. Cái này đến một đạo. Lại cho ngươi ba đạo. Dưới lòng đất tiềm hành Triệu công tử, mang theo tê dần túi bạo phù, đi đến đâu áp vào đâu. Khó được đến một chuyến, phải làm cho bọn nhóc con này cũng náo nhiệt một chút, nổ ngươi cái bay đầy trời. Tiểu tử ngươi thật được a, Vân Thương tử thổn thức không thôi. Đầy sân đều là chuẩn tiên vương, sững sờ không một người phát giác này hàng. Bởi vậy có thể thấy được, tiểu tử này giấu kín bản lĩnh, có bao nhiêu huyền ảo. Hẹn gặp lại. Đủ dùng một canh giờ, Triệu công tử mới thoát ra tòa này linh vườn. Từ đầu đến cuối, đối phương cũng không phát hiện có người đi vào chạy một vòng. Bạo. Triệu Bân trong lòng một quát, dẫn bạo chôn ở trong đó bạo phù. Nói nổ liền nổ. Vốn là yên tĩnh tường hòa nhỏ vườn, bỗng nhiên ầm ầm một mảnh. Trong tiếng ầm ầm, còn kèm theo kêu thảm, cũng không phải là mỗi cái hộ vệ đều nội tình hùng hậu, cũng có nhiều như vậy cái đạo hạnh nông cạn người, cũng không biết cái nào cùng cái nào, tại chỗ liền bị nổ lên trời, cũng trách Triệu công tử đại phách lực, dùng tất cả đều là cao giai phù, mà lại số lượng khổng lồ, nổ người quỷ khóc sói gào. Ai? Là ai? Ồn ào tiếng hét phẫn nộ, vang lên theo. Đầy viện hộ vệ, đều chạy tại kia chửi mẹ đâu. Chớ nói thái hư cảnh, liền chuẩn tiên vương đều đầy bụi đất. Nếu sớm có phòng bị, từ sẽ không như vậy chật vật, vấn đề là, quỷ hiểu được phía dưới chôn lấy địa lôi, a à không đúng, hẳn là thủy lôi, bởi vì mỗi một đạo phù nổ tung nháy mắt, đều có nước mưa đầy trời chút xuống, cũng không đúng, đây không phải là nước mưa, cái kia hẳn là. Nước tiểu, cái kia mùi vị a. Phù này không sai. Triệu công tử cười hắc hắc, tất cả đều là kiệt tác của hắn. Hắn nhiều khéo hiểu lòng người, cho người ta lần lượt tắm rửa một cái. Tình huống như thế nào, sao lớn như vậy ầm ầm. Nên bạo phù tiếng vang, số lượng rất khổng lồ. Là mặt trời lặn thần giáo linh vườn, sợ không phải có người đánh lén. Có lẽ là động tính quá lớn, thậm chí phố dài tụ đến ô ương bóng người. Thương Miểu Thành là cấm ẩu đấu, mặt trời lặn thần giáo đây là bị người khô sao. Ầm, linh vườn chỗ sâu, một đám hộ vệ đã đá văng lầu các cửa phòng. Nhiều như vậy bạo phù mở nổ, vậy khẳng định là có người trà trộn vào đến. Vào phòng nhìn lên, thần tử người không có, cũng không thấy thiên tộc thánh nữ bóng dáng, chỉ lưu trên tường mấy dòng chữ, viết siêu siêu vẹo vẹo, càng thuộc cái kia giá cả, một bút dừng lại đều viết phá lệ ngay ngắn. Đáng chết! Chúng mạnh cùng kêu lên hét to, nóc phòng đều cho người ta chấn lật ra đi. Càng thuộc chuẩn tiên vương, mặt mò cái kia nóng lên a. Nhiều như vậy người nhìn chằm chằm, vẫn là bị chui chỗ trống, đây là tại đánh mặt của bọn hắn, trước mắt bao người, thần tử bị bắt đi, quả thực mất mặt. Có ý tứ tiểu ra hỏa. Như thế một tiếng cười, truyền lại từ một tử lâu tầng thứ 9. Tất nhiên là lúc mình đang cười, hắn tuy bị cầm tù, nhưng tu vi cùng tầm mắt vẫn còn, có thể xuyên thấu qua này màn ngăn, trông thấy cái kia đạo tài năng xuất chúng nhỏ bóng lưng, đừng nói. Rất có hắn năm đó mấy phần nước tiểu tính. Hắn chưa lộ ra, cũng lười đi lộ ra. Đối mặt trời lặn thần giáo, hắn nhìn xem cũng khó chịu. Đêm đó, nếu không phải tiên giới chế tài người cưỡng ép nhúng tay, hắn sẽ liền mặt trời lặn thần giáo cũng cùng nhau thu thập, đặc biệt là cái kia lão tạp mao, ngày xưa còn bày hắn một đạo, thù này hắn nhớ rõ. Đừng chờ bản tôn ra ngoài. Lúc Minh một câu cô quạnh, tiếp tục nghiên cứu Mặc Thiên ban chỉ. Là hắn đánh giá thấp Trường Sinh Tiên, khắc xuống đóng dấu chính xác bất phàm, hắn nghiên cứu nửa đêm cũng không có giải khai, ngược lại là có thể cưỡng ép phá diệt đóng dấu,
nhưng làm như thế, Mạc Thiên Ban chỉ cũng sẽ đi theo hủy diệt. Cũng không sao. Hắn có nhiều thời gian. Bên này, Triệu Bân đã chui vào một gian khách sạn, khóa chặt cửa phòng, còn đã làm nhiều lần cấm chế, lúc này mới trốn vào Vĩnh Hằng Giới. Mặt trời lặn thần tử nên có không ít bí bảo. Vân Thương Tử cười nói. Tiểu bảo bối, Triệu Bân đã xoa xoa tay xẹt tới, cười rất không bình thường. Cái gọi là tiểu bảo bối, tất nhiên là chỉ mặt trời lặn thần tử, đây chính là cái cục cưng quý giá, toàn thân trên dưới đều là bảo. Phía sau hình tượng, liền không thế nào hài hòa, người nào đó dở trò, tại mặt trời lặn thần tử trên thân, một trận tìm kiếm, chỉ cần có thể lấy đi, cho dù là trang sức, cũng tuyệt đối không thể khí. Cái này đều con tôm nhỏ, chân chính đáng tiền, ở đây hàng tử phủ bên trong. Khả năng có chút đau, nhịn một chút. Triệu công tử xách ra Long Uyên, muốn cậy mở con hàng này tử phủ. Nhưng, mặt trời lặn thần tử phủ, có một cỗ lực lượng thần bí che lấp, cũng hoặc là thủ hộ chi pháp, nảy ra một hồi lâu, mệt quá sức, lại sửng sốt không có cậy mở. Hắn không tin tà, mang theo kiếm lại là một trận chơi đùa. Hắn cái này chơi đùa không sao, nhưng cho mặt trời lặn thần tử đau xấu, cho dù tại đang hôn mê, cũng kêu rên không ngừng, đau mặt đều vặn vẹo, trong miệng nhả không còn là bọt trắng, mà là bọt máu. Trong hiện thực phát sinh cái gì hắn không biết, nhưng hắn làm tuyệt đối là cái ác mộng. Chân kỳ quái, Triệu Bân hung hăng cào đầu. Phá tử phủ không khó, nhưng ở không làm thương hại trong đó bảo vật điều kiện tiên quyết phá vỡ, thật sự muốn kỹ thuật hàm lượng, nếu là dùng sức mạnh, quỷ hiểu được muốn hủy bao nhiêu bảo bối. Chơi đùa thật lâu, cũng chưa thấy chống nổi. Bất đắc dĩ, hắn nhìn về phía một bên Vân Thương Tử. Ngươi mới nhớ tới lão phu, Vân Thương Tử tàn hồn lơ lửng, vừa nói chuyện gọi là cái có giá trị. Ngươi biết như thế nào mở ra? Triệu Bân ánh mắt lóe lên một cái. Phàm mặt trời lặn thần giáo người, đều có tử phủ thủ hộ chi pháp, nếu không phải đại thần thông giả, dùng sức mạnh là không được. Vân Thương Tử ung dung nói, phá này thủ hộ không khó, điều kiện tiên quyết là tiến hắn tử phủ. Ngươi không nói sớm, Triệu Bân lúc này mở tiên nhãn. Hắn cuối cùng đồng lực, miễn cưỡng nhìn thấy tử phủ một góc. Nhìn thấy một góc liền đầy đủ, hắn một cái thuấn thân độn đi vào. Sau đó, liền nghe trong đó đinh linh ầm tiếng vang. Xong việc, liền thấy Triệu Bân lại bị ném ra tử phủ. Đi vào một chuyến, hắn hình thái cũng không thế nào đẹp mắt, toàn thân nhiều máu khe, chật vật dị thường, quỷ hiểu được mặt trời lặn thần tử phủ bên trong, cất giấu một tòa khủng bố sát trận, hiểm đem hắn thân xác đánh thành tro. Trông thấy cái gì? Vân Thương Tử cười nói. Một tòa sát trận, rất nhiều cấm chế, Triệu Bân che lấy eo nói. Ta cũng không nói xong, ngươi liền hướng bên trong vọt, ngươi không chịu chùy ai chịu chùy. Ngươi nhà chính là không phải muốn nói, không nghe lão nhân nói. Ăn thiệt thòi ở trước mắt. Tiến hắn tử phủ cũng phải phân phương pháp, chớ mang thân xác, cần nguyên thần xuất khiếu. Vân Thương Tử nói. Triệu Bân không động, tiện tay xách ra bầu rượu. Chừng một hồi lâu, cũng không thấy hắn động đậy. Ngươi ngược lại là tiến na. Vân Thương Tử mắng một câu. Lần này nói xong rồi. Triệu Bân tiện tay ném bầu rượu, một cái nguyên thần xuất khiếu. Lần thứ hai tiến mặt trời lặn thần tử phủ. Đừng nói, lúc này rất an toàn. Cái gọi là sát trận cùng cấm chế, dù tại vận chuyển, nhưng lại chưa công phạt hắn, muốn nói mặt trời lặn thần giáo người cũng thật tài năng xuất chúng, cả bực này thủ hộ chi pháp, như lúc trước không biết, như cái thằng này là một tôn thái hư cảnh, hắn lúc trước hơn phân nửa đã bị giết hết. Không có sát trận cùng cấm chế uy hiếp ta, hắn mới đứng vững nhìn bốn phương. Nếu không thế nào nói là thần tử, cái này tử phủ tạo chính là huyền diệu, mây mù lượn lờ, sấm sét vang dội, còn có một vòng huyết sắc mặt trời, treo cao hư vô, trừ đây, còn có núi non san sát, có trường xuyên tung hoành, từ nhỏ không được đạo âm, thật sự là một mảnh mênh mông đại thế giới. Nhưng nhìn thấy kia vòng huyết sắc mặt trời, Vân Thương Tử lo lắng nói. Rất tròn, Triệu Bân nói, đầu ngón tay quanh quẩn lôi điện. Không cần Vân Thương Tử nhắc nhở, hắn cũng đã nhìn ra phá thủ hộ chi pháp cháo môn. Chính là kia vòng huyết sắc mặt trời. Phá! Triệu Bân một cái phật tay, lôi đình kiếm mang sông tiêu mà đi, bổ diệt mặt trời. Đang hôn mê mặt trời lặn thần tử, lại là rên lên một tiếng, có người tại hắn tử phủ bên trong làm quái, không khó thụ mới là lạ, trận này ác mộng, làm càng thêm chân thực, toàn thân trên dưới đều đau dữ dội, muốn tỉnh lại là tỉnh không tới. Đều là của ta. Triệu Bân đại thủ một lần,
đem tử phủ bên trong bí bảo, tất cả đều cuốn ra ngoài. Cái này không phải chân tàng, đây rõ ràng là một tòa bảo tàng, binh khí, bí quyển, đan dược, phù chú, dược thảo. Cái gì cần có đều có, mà lại tất cả bất phàm, lấy ra đi đều có thể bán cái giá tốt. Lão đại, ngươi lại soái. Long Uyên cười ha ha, thân kiếm ong ong thẳng run. Chừa chút cho ta, đừng cái gì đều nuốt, Triệu Bân một bên lựa bí quyển vừa nói. Đúng vậy, có chủ nhân mệnh lệnh, Long Uyên bỗng nhiên tinh thần tỉnh táo, đáng sợ kiếm uy hoành bày, không biết bao nhiêu binh khí bị nghiền tan nát, trong đó tinh túy, đều bị dung nhập thân kiếm bên trong. Thanh kiếm này có ý tứ, Vân Thương Tử tàn hồn phiêu đi qua, vòng quanh Long Uyên đổi tới đổi lui. Xéo đi. Hắc. Một cái tàn hồn một thanh kiếm, rất có vật lộn xúc động. Kết cục mà, tất nhiên là không khó đoán trước, Vân Thương Tử sợ. Hoặc là nói, hắn nhìn thấy càng vật có ý tứ, lại phiêu về Triệu Bân kia. Cái gọi là càng vật có ý tứ, là một bộ bộ cổ xưa bức tranh, mỗi một phó đồ bảo tồn hoàn chỉnh, Triệu công tử hiếu kỳ, tiện tay mở ra một quyển, đập vào mi mắt chính là hương diễm hình tượng. Ân, động thái bản hàng Tết. Trong đó nhân vật nữ chính, Triệu Bân chưa thấy qua. Nhưng, trong đó nhân vật nam chính, nhìn xem rất quen mặt. Thật, mẹ nó có tư tưởng a. Câu nói này, là Triệu Bân cùng Vân Thương Tử chăm miệng một lời. Không trách bọn hắn như thế, chỉ vì trong bức họa nhân vật nam chính, đúng là mặt trời lặn thần tử. Rất hiển nhiên, con hàng này điên loan đảo phượng lúc, đem cái kia hình tượng, đều cho chụp lại. Vì mà chụp được tới, tám thành là đợi ngày sau chậm rãi thưởng thức. Sự thật cũng đúng như bọn hắn suy đoán, hiện trường trồng chất như núi bức tranh, trong đó nhân vật nữ chính không mang giống nhau, hoặc một hai cái, hoặc ba năm cái, hoặc một đoàn, nhưng nhân vật nam chính mà. Chỉ có con hàng này một cái, toàn mẹ nó HD, quỷ hiểu được cái thằng này hô hố bao nhiêu phụ nữ đàng hoàng. Cái này ham mê, chính xác tươi mát thoát tục, Vân Thương Tử thổn thức chặt lưỡi. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, quỷ hiểu được mặt trời lặn thần tử chơi như vậy lòe loẹt. Nhìn xem đều mệt mỏi, Triệu Bân vuốt một cái máu mũi, trong đó có như vậy một bộ đồ Tết, hắn còn chuyên môn số một chút, phải có hơn mấy chục cái nhân vật nữ chính, thật không nhìn ra, con hàng này còn rất bền bỉ. Đem những này lấy ra đi bán, hẳn là rất đáng tiền. Ta là chính nhân quân tử tới, ngươi đừng làm loạn. Lại là cái này một già một trẻ, rõ ràng đang nhìn, lại nói chứng chạc đàng hoàng. Có lẽ là hai người nhìn quá mê mẩn. Thậm chí sau lưng nhiều một bóng người xinh đẹp, hai người đều toàn vẹn không biết, người kia không phải Lá Lan, cũng không phải Đại La Thần Nữ, mà là Thiên Tộc Thánh Nữ. Cũng không biết nàng như thế nào phá phong ấn, chính lung lay đi tới. Có lẽ là vừa tỉnh ngủ, nàng có chút mơ hồ, đi một đường nhìn một đường, toàn cảnh là mê mang. Đợi đi ngang qua bị phong mặt trời lặn thần tử lúc, nàng bỗng nhiên sững sờ. Chào đón Triệu Bân, nàng lại là sững sờ. Đợi đi lên trước, vậy thì không phải là sững sờ vấn đề, gương mặt xoát một chút đỏ. Đây là cái gì cái cục diện, cái này tốt đẹp thanh niên, cùng cái này một sợi lão bối tàn hồn, là đang nhìn hiện trường trực tiếp sao? Còn có, trong này nhân vật nam chính, nhìn xem thế nào như vậy quen mặt lạc. Này, quét, hoàng, tiên lôi nhảy ra làm quái, một cuống họng gào to vang dội. Cái này âm thanh gào to đến quá đột ngột, kinh hãi Triệu công tử một trận nước tiểu rung động. Ngay lập tức thăm dò lên đồ Tết, vốn muốn đem tiên lôi níu qua đánh một trận, nhưng thấy Thiên Tộc Thánh Nữ lúc, hắn kia lông mày nháy mắt chọn lão cao. Vị này lúc nào phá phong ấn? Còn có, thoa khắp nàng toàn thân bột đá, đều bị đánh tan, có người sống khí lộ ra, vĩnh hằng giới vì mà không cho nàng ném ra. Vân Thương Tử cũng bồn chồn. Vĩnh hằng giới không dung vật sống a. Như hắn, là ngăn cách người sống khí, mới bị dẫn vào. Ta nói. Ngươi cái này vĩnh hằng giới là tàn thứ phẩm đi, Vân Thương Tử nói. Là không thế nào hoàn chỉnh, Triệu Bân ánh mắt kỳ quái. Từ hắn mở vĩnh hằng giới, vẫn là đầu hẹn gặp lại vật sống ở đây tồn lưu. Đương nhiên, bị ngăn cách người sống khí không tính, tựa như Lá Lan cùng Man Vương bọn hắn. Vị này ngược lại tốt, vì mà có cái này đặc quyền. Sợ không phải ngươi vĩnh hằng giới, đối mỹ nữ đặc thù chiếu cố. Đại La Thánh Nữ cũng là dung nhan tuyệt thế. Bị ném ra bao nhiêu hồi. Hai người đặt kia lẩm bẩm, bởi vì chuyện này bản thân liền rất tà dị. Nhìn Thiên Tộc Thánh Nữ, đã cõng qua thân, vẫn là chui trong mắt, gương mặt ửng đỏ, đều lan tràn đến cái cổ, một người nhìn cái kia còn tốt,
nếu là nhiều người, ai là nữ ai xấu hổ. Tối nay, ánh trăng không tồi. Vân Thương Tử rất cơ trí, quay đầu chui vào Triệu Bân trong tay áo. Mắt không thấy tâm không phiền, bên ngoài người, người nào thích ai xấu hổ. Ta tưởng rằng tranh sơn thủy đâu. Triệu Bân vuốt một cái máu mũi, nói chứng chạc đàng hoàng. Xong, trồng chất thành núi bức tranh, đều bị hắn thu nhập tử phủ. Nhìn lén đồ Tết bị bắt được chân tướng sự tình, hắn từng trải qua một lần. Ngày ấy, hắn cùng Trần Huyền lão hơi kém bị Vân Yên đánh chết. Có điều, thiên tộc thánh nữ không phải Vân Yên, cô nương này hẳn là không bạo lực khuynh hướng. Lão phu nhớ tới, Vĩnh Hằng một mạch cùng thiên tộc có nguồn gốc. Vân Thương Tử tàn hồn run rẩy. Cái gì nguồn gốc? Triệu Bân theo âm thanh hỏi. Thiên tộc, từng nguyền rủa qua Vĩnh Hằng một mạch. Cái này gọi nguồn gốc, đây là thù hận đi. Ngươi không hiểu, đây không phải là bình thường nguyền rủa, gặp Vĩnh Hằng liền hóa chúc phúc. Triệu Bân nghe mơ mơ hồ hồ, như vậy chuyện quái dị, huyền môn trong thiên thư cũng không có ghi chép. Đạo hữu, đây là chỗ nào? Thiên tộc thánh nữ đưa lưng về phía Triệu Bân hỏi. Một chỗ không gian, Triệu Bân cũng cõng qua thân, cái này máu mũi thế nào còn không trận nổi đây? Đem thánh linh cho ta, ta cùng ngươi một đêm. Lời giống vậy, thiên tộc thánh nữ lại nói một lần, ngữ khí vẫn là như vậy hèn mọn, liền kém quỳ xuống cầu khẩn, thiên tộc suy vong, sớm đã để nàng quên mất như thế nào thận trọng. Như thế nào tôn nghiêm? Ta, có nàng dâu. Triệu Bân một tiếng ho khan, vẫn là câu trả lời này. Hắn lại bắt đầu lật bảo bối, cho đến từ bảo bối chồng nhi bên trong, lật ra một cái màu đen túi chữ vật. Chính là lão vu cho mặt trời lặn thần tử cái kia, trong truyền thuyết thánh linh, hẳn là liền tại bên trong. Thiên tộc thánh nữ thấy chi, thân thể mềm mại không khỏi căng cứng. Nhanh, mở ra nhìn một cái, Vân Thương Tử lại chui ra. Triệu Bân không nói nhảm, giải túi chữ vật cấm chế. Chợt, liền thấy một sợi quang bay ra, kim quang óng ánh, có lôi hơi thở quanh quẩn. Đừng nhìn chỉ có một sợi, nó lại tinh khí bành trướng, rộng rãi lực lượng mãnh liệt lăn lộn. Cái này, chính là thánh linh, Triệu Bân hơi hiếu kỳ, siết trong tay xem đi xem lại. Như lão phu chưa nhìn lầm, hẳn là lôi đình thánh thể bản nguyên. Vân Thương Tử trầm ngâm nói. Nó tại thánh thể huyết mạch trong lĩnh vực, xếp hạng như thế nào? Triệu Bân tùy ý hỏi. Vẻn vẹn luận huyết thống, lôi đình thánh thể thuộc nửa vời, mấu chốt còn phải nhìn người, giống nhau huyết mạch, như tư chất, thiên phú cùng ngộ tính chênh lệch quá lớn, kia chiến lực tử cũng khác biệt chờ. Cái này ta hiểu, Triệu công tử còn tại hiếu kỳ nghiên cứu. Thánh linh cho nàng đi. Vân Thương Tử cái này một câu dùng chính là truyền âm. Cho không? Nhân tình coi như ta. Ngươi đều thiếu nợ ta bao nhiêu nhân tình. Ta đều người một nhà. Vân Thương Tử lại giảng đại đạo lý, quyết định tâm tư đem vị này thu làm cháu rể. Mặc dù, con hàng này không thế nào muốn ra mặt, nhưng, hắn nhìn rất thuận mắt. Nhân tình ngươi phải trả. Triệu Bân cuối cùng nói một câu, đem thánh linh đưa cho thiên tộc thánh nữ. Đa tạ, thiên tộc thánh nữ kích động vạn phần, hơi kém cho Triệu Bân quỳ. Nhưng, nàng cái này chân trước vừa đem thánh linh đón lấy, thánh linh một giây sau liền tránh thoát bàn tay của nàng trói buộc, như một vệt kim quang, chui vào Triệu Bân trong cơ thể, sau đó nháy mắt dung nhập hắn bản nguyên. Ngô! Triệu Bân vội vàng không kịp chuẩn bị, bỗng nhiên kêu đau một tiếng. Hắn cảm giác nhiều rõ ràng. Tổng cảm giác trong cơ thể có một cỗ sức mạnh đáng sợ bộc phát, chính là cỗ này sức mạnh đáng sợ, suýt nữa no bạo thân thể của hắn, thậm chí còn chưa vững chắc tu vi, tại cái này một cái chớp mắt, đúng là phá vỡ mà vào động hư đệ nhị trọng. Cái này, Vân Thương Tử một trận kinh ngạc. Phải biết, con hàng này động hư thiên kiếp còn chưa độ A. Thế nào còn có thể tiến giai đâu? Trên thực tế, Triệu Bân chưa độ kiếp tiên tiến giai sự tình, đã không phải lần đầu tiên trải qua. Tựa như tiên nhân kiếp, hắn sửng sốt chống đến huyền tiên kiếp, lúc này mới có hai kiếp cùng độ tiền lệ. Cái này, tạm thời không trọng yếu. Trọng yếu chính là, thánh linh cùng hắn đồng hóa, hóa thành hắn bản nguyên chất dinh dưỡng. Cái này mẹ nó liền xấu hổ, người thiên tộc thánh nữ vẫn chờ thánh linh. Cứu thiên tộc thánh tử đâu? Ngô! Triệu Bân tiếng rên rỉ u ám, thần sắc còn biểu lộ ra khá là đau khổ. Đừng nhìn thánh linh chỉ một sợi ánh sáng. Nhưng dung nhập hắn bản nguyên bên trong, lại là vô cùng bàng bạc lực lượng, thậm chí hắn mạnh mẽ thể phách, đều bởi đó nứt toác, sán sán kim huyết, xuyên thấu qua bên ngoài thân khe hở trôi tràn, nhưng cẩn thận ngưng nhìn, những cái kia đều là vứt bỏ máu, trong đó linh xuất thể liền diệt phong,
Giống. Bang bang. Tiếng long ngâm đột nhiên vang vọng, kèm thêm phượng hoàng kêu vang. Vĩnh hằng dị tượng, tại mảnh không gian này hoàn mỹ diễn dịch. Vĩnh hằng tiên thể. Thiên tộc thánh nữ nhìn ngọc miệng khẽ nhếch, đầy rẫy khó có thể tin. Mạch này không phải sớm đã diệt tuyệt sao, lại còn có truyền thừa tại thế. Thì ra là thế. Vân Thương Tử một tiếng lẩm bẩm ngữ, tàn hồn giữa không trung bay tới bay lui. Thánh linh cùng vĩnh hằng bản nguyên nên thân cận, hoặc là nói, hai loại huyết thống tại cổ xưa thời đại, tất có một loại nào đó thần bí nguồn gốc, nếu không phải như thế, thánh linh như thế nào chủ động nhập con hàng này trong cơ thể, mà lại tới bản nguyên, hoàn mỹ đồng hóa, gia trì huyết mạch chi lực, cũng phục cổ vĩnh hằng huyết thống. Cái này xuất ra một nửa vĩnh hằng, sợ là thật có thể lột xác thành hoàn chỉnh. Hắn bên này trầm ngâm, thiên tộc thánh nữ gương mặt, liền tái nhợt không ít. Thật vất vả tìm được thánh linh, đúng là nhập vĩnh hằng tiên thể bản nguyên. Nhà đầu, có hắn tại, bảo đảm nhà ngươi thánh tử không việc gì. Vân Thương Tử cười nói. Tiền bối, vì sao đối ta tốt như vậy? Thiên tộc thánh nữ không ngốc, biết cái này lão bối tàn hồn, một mực đang âm thầm giúp nàng, nếu không nàng cùng vĩnh hằng tiên thể không thân chẳng quen, vì sao cứu nàng ra tới? Lão phu cùng ngươi thiên tộc, có một đoạn nhân quả. Vân Thương Tử hiền hòa cười cười, tuyệt không nói tỉ mỉ. Thiên tộc thánh nữ không ngốc, đã có thể đoán ra trong đó nguyên do, hơn phân nửa là tiền nhân cắm cây, hậu nhân hóng mát, hắn thiên tộc một mạch tiền bối, hẳn là đối vị tiền bối này có ân, cái này rồi sau đó nhân quả. Có tiền bối một lời. Nàng cũng an tâm một điểm. Vân Thương Tử cũng không phải khuếch đại, bởi vì tan thánh linh vĩnh hằng tiên thể, thật có thể cứu thiên tộc thánh tử, bởi vì giờ khắc này vĩnh hằng bản nguyên máu, còn càng sâu cái kia đạo thánh linh, cứu người hiệu quả sẽ càng tốt. Oanh! Hai người lúc nói chuyện, Triệu Bân ngã xoạch xuống. Lần này, đổi hắn hôn mê, đang say giấc nồng lột xác bản nguyên. Cho dù là ngủ say, vĩnh hằng dị tượng vẫn như cũ không tiêu tan, vĩnh hằng tiên vực kỳ cảnh, tại thương miểu phía trên, diễn hóa một lần lại một lần, càng diễn càng huyền ảo, nhìn thiên tộc thánh nữ tâm thần hoảng hốt. Nàng là đầu hẹn gặp lại sống vĩnh hằng tiên thể, so trong tưởng tượng càng bất phàm. Đã biết vĩnh hằng tiên thể, kia mảnh không gian này hẳn là vĩnh hằng giới. Có lẽ là quá hiếu kỳ, nàng vô ý thức mở ra bước chân, như một cái ngây thơ vô tri du khách, đi một đường nhìn một đường, thấy núi non trường xuyên, nhìn cây rừng hoa cỏ, đúng như một bọn người ở giữa tịnh thổ. Tiểu tỷ tỷ, đừng làm sự tình nha. Tiên Lôi cùng Long Uyên có phần chuyên nghiệp, một trái một phải đi theo thiên tộc thánh nữ đằng sau, thỉnh thoảng còn nhắc nhở một tiếng, bây giờ chủ nhân tại ngủ say, vị này như làm loạn, vĩnh hằng giới sợ là phải tao ương. Ta, liền nhìn xem. Thiên tộc thánh nữ day dứt cười một tiếng, ánh mắt lại kỳ quái. Thanh kiếm này cùng cái này đạo lôi, lại có như thế cao thần trí. Phải biết, bọn chúng mới chỉ động hư cấp, nàng trong trí nhớ, có thể có như vậy linh tính người, thấp nhất cũng là thái hư pháp khí, vĩnh hằng tiên thể chính xác đoạt thiên tạo hóa, bản mệnh khí cùng lôi điện đều như vậy thần kỳ. Để tránh đối phương hiểu lầm, nàng lại trở về. Nàng đứng ở mặt trời lặn thần tử trước người, càng xem càng ngăn không được sát ý. Thiên tộc suy vong, mặt trời lặn chính là kẻ cầm đầu, làm sao nàng đạo hạnh không tốt, không những bảo hộ không được tộc nhân, còn như vậy hèn mọn đến cầu khẩn, tiền bối như trên trời có linh, không biết nên có bao nhiêu thất vọng. Thiên tộc còn tại, Vân Thương Tử hỏi. Thiên tộc thánh nữ chui trong mắt, nhẹ nhàng giao đầu. Vân Thương Tử chưa truy vấn ngọn nguồn, nhìn nha đầu này thần thái, chính là câu trả lời tốt nhất, cường thịnh vô số năm tháng thiên tộc, cuối cùng là ở thời đại này kết thúc, cái này. Chính là tàn khốc thế đạo. Thiên tộc thánh nữ ngồi xuống, tĩnh như một tòa tượng băng. Nàng có giết mặt trời lặn thần tử tâm, lại không thể ra tay. Vĩnh hằng tiên thể mạo hiểm buộc hắn ra tới, hắn chính là vĩnh hằng tiên thể con mồi. Người khác con mồi, nàng không có tư cách động thủ. Vì nay, cái gì cũng không có cứu thánh tử quan trọng, bởi vì nàng cái kia đệ đệ cùng cha khác mẹ, là thiên tộc tồn lưu thế gian. Một cái duy nhất chính thống huyết mạch. Nàng bảo hộ không được thiên tộc, nhưng nhất định sẽ bảo vệ thánh tử, dù là hèn mọn thấp hèn sống một thế này. Hoàn toàn đồng hóa. Vân Thương Tử trôi giạt đến Triệu Bân cách đó không xa, vừa đi vừa về đi dạo. Cái gọi là hoàn toàn đồng hóa, là chỉ thánh linh cùng bản nguyên hoàn toàn dung hợp, hai huyết thống không có chút nào khe hở mâu thuẫn, càng chứng minh suy đoán của hắn, đó chính là thánh thể một mạch cùng vĩnh hằng một mạch. Nguồn gốc rất sâu. Hả? Hắn chính nhìn lên. Đột tuyệt mặt trời lặn thần tử dị trạng.
tiểu tử kia ngủ đủ lâu, lại có thức tỉnh dấu hiệu. Hoặc là nói, là trong cơ thể hắn cất giấu một cỗ tà ác lực lượng, ngay tại tự động đánh thẳng vào phong ấn. Ai nha? Không đợi hắn có chút cử động, Tiên Lôi, Long Uyên cùng Hỗn Thiên Hỏa liền chạy tới. Nhưng, so với nó ba càng nhanh chính là thiên tộc thánh nữ, một trường lại cho mặt trời lặn thần tử đưa vào mộng đẹp, cô nương này xuống tay không nhẹ không nặng, mặt trời lặn thần tử tấm kia tuấn lãng gương mặt, bị nàng đánh nhão nhoẹt. Có hậu bối thế này, ta lòng rất an ủi. Long Uyên cùng Tiên Lôi một người một câu, nói cái kia lời nói chân thành, Hỗn Thiên Ma Viêm dù không nói nên lời, nhưng nó kia khiêu động ngọn lửa, rất tốt tỏ rõ một phen. Anh hùng hiểu biết cơ bản là giống nhau. A, à, ngô, đoàng. Phía sau rất nhiều bực này tiếng vang, giai truyền tự lạc thần mặt trời tử. Kia hàng đi ngủ không thành thật, luôn nghĩ tỉnh lại tản bộ một vòng. Kết quả là, Long Uyên bọn chúng ba cộng thêm một cái thiên tộc thánh nữ, đem hắn thu thập phục phục thiếp thiếp, mỗi lần muốn tỉnh lại, đều sẽ bị đánh mộng đi qua, nhìn kia thân thể, đã là máu phần phật một mảnh. Vĩnh hằng giới thời hạn, tựa như dài hơn, Long Uyên kiếm nói thầm một tiếng. Nên lão đại có lột xác, vĩnh hằng giới lại hoàn chỉnh một điểm. Tiên Lôi nói, hoàn toàn chính xác, vĩnh hằng giới không chỉ biến càng mênh mông hơn, liền tồn lưu thời gian cũng có chút gia tăng, như đặt ở ngày xưa, đến thời gian này, chủ nhân đã bị ném ra, một chút không mang thương lượng. Nói đến chủ nhân, Triệu công tử cuối cùng là thức tỉnh. Hắn nên ngủ mơ hồ, ngồi kia thật lâu không động. Tan thánh linh, cảm giác vừa vặn rất tốt, Vân Thương tử phiêu đi qua. Cảm giác, là lạ, Triệu Bân nội thị thể phách, mắt to một nhìn, tuy không biến hóa quá lớn, nhưng hắn có thể rõ ràng cảm nhận được thể phách chỗ sâu. Cất giấu một cỗ dị thường bàng bạc lực lượng. Tan thánh linh, người phải phụ trách cứu người. Vân Thương tử giữa không trung bay tới bay lui. Cho ta lấy máu đúng không? Thời khắc mấu chốt, Triệu công tử giác ngộ không cao bình thường. Cứu người một mạng, còn hơn xây 7 cấp phù đồ. Xong ngươi câu nói này, chờ ngươi tố ra hình người, ta cho ngươi cạo cái đầu chọc. Hai chúng ta quan hệ này, cũng không nhiều một người như vậy tình. Vân Thương tử nói chuyện có trình độ, lớn không được ngày sau ít đi chút lễ hỏi. Cũng không cần hắn nhọc lòng cái này điều sự, Triệu Bân cũng đã suy nghĩ đem hắn nhà tôn nữ lừa gạt đến Thiên Thu Thành. Thanh niên tài tuấn là vừa nắm một bó to, toàn mẹ nó quang côn, người rộng mở tùy tiện chọn. Thiên tộc thánh nữ mấy lần muốn nói lại thôi, đều cưỡng ép nhịn xuống. Nghe hai vị này nói chuyện, vĩnh hằng tiên thể là đáp ứng hỗ trợ. Nhà ngươi thánh tử, bây giờ người ở chỗ nào? Triệu Bân xách ra bầu rượu. Ta đem hắn giấu ở Xích Long Biển. Thiên tộc thánh nữ nhỏ giọng nói, việc này cũng chỉ một mình nàng biết, nếu không phải tuyệt đối tin cậy, nàng đến chết cũng sẽ không nói. Kia là còn sót lại hoàng tộc huyết mạch. Bán hắn, liền khởi hành, Triệu công tử nói. Hắn cái này một cái bán chữ, nghe thiên tộc thần tộc có chút không hiểu. Nàng vô ý thức nhìn thoáng qua mặt trời lặn thần tử, chẳng lẽ, đây chính là trong truyền thuyết con tin. Hắn cũng không phải bình thường thần tử, chỉ cần không phải không giới hạn ra giá, đối phương đều sẽ tới chuộc. Siêu, vĩnh hằng giới ông run lên, đem Triệu Bân ném ra ngoài. Theo hắn một đạo bị ném ra, còn có thiên tộc thánh nữ. Lý do an toàn, ngươi phải ngủ một lát. Triệu công tử một cái phật tay, lại thiên tộc thánh nữ đưa vào ngủ say. Phía sau tê dần túi bột đá, hắn cho người ta bôi mấy tầng, lúc này mới an tâm để vào vĩnh hằng giới, vẫn là Long Uyên cùng Tiên Lôi hiểu chuyện, lại cho đào cái hố, đem người mỹ nữ cho chôn sống. Đều nhanh thành ngôi mộ nhi, Vân Thương tử một tiếng thổn thức. Triệu Bân bên này, thì nhẹ nhàng đẩy ra cửa sổ, xuyên thấu qua khe hở nhìn ra phía ngoài. Giờ phút này sắc trời đã sáng rõ, trên đường bóng người kia rộn ràng, tiếng nghị luận cũng là liên tiếp, đêm qua mặt trời lặn thần giáo linh vườn như vậy động tĩnh lớn, thêm nữa thần tử bị bắt đi, không náo nhiệt mới là lạ lạc. Coi chừng chút, mặt trời lặn thần giáo đại thần thông giả cũng không ít. Vân Thương tử vẫn có chút sợ, dù sao đối phương không phải bình thường thánh địa. Mà lại, mặt trời lặn thần giáo đồng minh dị thường nhiều, chưa chừng nhờ người ngoài. Trong lòng ta biết rõ. Triệu Bân cười một tiếng, lại tiện tay đóng cửa sổ lại. Hắn không có xuống dưới tản bộ, về phần ước định cẩn thận địa điểm, đơn giản là cái ngụy trang, không cần đi xem, liền biết chỗ kia đã bị bao bọc vây quanh, liền chờ hắn hiện thân, đồ đần mới có thể tự chui đầu vào lưới. Cho nên, thay cái giao dịch địa điểm vẫn rất có cần thiết. Về phần mặt trời lặn thần giáo người,
vừa đi vừa về trượt vài vòng cũng rất có cần phải. Hắn ngồi xếp bằng, tĩnh tâm cảm giác thánh linh, trận này tạo hóa đến vội vàng không kịp chuẩn bị, hai mạch huyết thống, cũng là lạ thường thú vị, chưa chừng là một mạch tiên tổ, tung không phải. Cũng quan hệ mật thiết. Lúc đến màn đêm buông xuống, hắn mới được áo bào đen ra ngoài. Ngoài thành ít ai lui tới chi địa, hắn tế truyền tống vực môn. Xong việc, mặt trời lặn thần tử liền bị xách ra tới, cùng hắn một đạo phân thân một khối nhập vực môn, lĩnh tiền bực này việc cần kỹ thuật, giao cho phân thân thuận tiện, ai bảo bản tôn cùng phân thân cùng hưởng không gian. Mà hắn, liền đợi đến lấy tiền thuận tiện. Chuyện này hắn thường làm, xe nhẹ đường quen. Lại về Thương Miểu Thành, hắn đi tiên vũ các. Áo tím nữ tiên vương là ở, ngồi tại trước quầy đọc qua cổ thư. Thời gian này, người hẳn là lĩnh tiền chuộc mới đúng. Áo tím nữ tiên vương yêu nhã đảo trang sách, lời nói rất tùy ý. Tiền bối nói cái gì, ta thế nào một câu nghe không hiểu. Triệu Bân cất tay, đặt kia đến về tản bộ, tiên vũ các kệ hàng bên trên, bày biện rất nhiều bất thế bảo bối, nhìn hắn quả thực tay ngứa ngáy. Về phần bắt cóc tống tiền, hắn không khỏi có chút kinh dị. Này nương môn nhi là vạn sự thông, cái này đều biết. Dựa theo đạo nhi bên trên phép tắc, ngươi nên cho ta phí bịt miệng. Ngươi đừng như vậy, vãn bối kiếm ít tiền không dễ dàng. Chớ cả những thứ vô dụng này, ngươi tới đây hẳn không phải là dạo phố. Tự nhiên có việc, Triệu Bân tiến đến trước quầy, đầu tiên là cười ha ha, sau đó nhỏ giọng nói, tiền bối lớn như vậy bản lĩnh, có thể hay không giúp ta liên hệ Đại La Tiên Tông, hoặc là sư tôn ta. Không thể, áo tím nữ tiên vương nói dứt khoát. Dàn xếp thôi. Triệu Bân một mặt cười tủm tỉm. Chế tài người nếu là lên tiếng, tiên vũ các không ngại dàn xếp. Áo tím nữ tiên vương nhàn nhạt một tiếng, lời nói bên trong bao sâu ý, tự nhận Triệu Bân nghe hiểu được. Hoàn toàn chính xác, Triệu Bân nghe ra được ý gì, hóa ra chế tài người không chỉ đem Lúc Minh cầm tù ở đây, liền toàn bộ tiên vũ các, cũng đi theo một khối gặp nạn, thậm chí cả không được ngông cuồng nhúng tay các thế lực tranh chấp, hắn rất hiếu kỳ. Lúc Minh năm đó đến tột cùng làm chuyện gì, trêu đến chế tài người như vậy làm to chuyện. Có vực môn không nhanh chóng chạy trốn, lại còn có tâm tình buộc mặt trời lặn thần tử. Áo tím nữ tiên vương lại nói, vẫn không quên mắt liếc Triệu công tử. Mua người cái vực môn, ta đều thành kẻ nghèo hèn, cũng không liền phải kiếm một chút lộ phí mà. Triệu công tử lúc này thật không sợ, còn nữ tiên vương một cái liếc xéo ánh mắt, đứng nói chuyện không đau eo. Nghe thấy lộ phí hai chữ, nữ tiên vương bị chọc cười. Bất niệm thiên thu đồ nhi, thật rất có ý tứ. Đương nhiên, tiền bối như cho ta mượn một chút lộ phí, vãn bối nhất định vô cùng cảm kích. Triệu Bân lại cười ha ha, chờ ta an toàn trở lại Đại La Tiên Tông, tiền bối lộ phí trả lại gấp đôi. Nữ tiên vương căn bản không tiếp khóc dạ, vẫn còn muốn tìm ta vay tiền. Không có cửa đâu. Lại nói, ngươi không phải buộc một phiếu mà. Những số tiền kia đầy đủ đi dạo cái vừa đi vừa về. Triệu Bân hít sâu một hơi, thành tiên vương nương môn, quả nhiên không tốt lắc lư. Nha, đọc sách đâu? Hai người chính nói lúc, có một người đi tới. Đúng là Tàng Thiên lão đạo, chạy sâu này môn. Cũng hoặc là, lão gia hỏa này là đến cua gái, thậm chí tiến đến giống, không nhìn thẳng Triệu Bân, ngược lại là đối áo tím nữ tiên vương, một mặt cười ha hả, luôn nghĩ tới xâm nhập giao lưu một phen. Áo tím nữ tiên vương căn bản không tiếp khóc dạ, chỉ nhàn nhã đọc qua cổ thư. Tàng Thiên lão đạo liền rất tự giác, lại một bước đi đến người ta xà nhà. Cũng không biết con hàng này tật xấu gì, đi cái kia không tốt, hết lần này tới lần khác ngồi tại người ta trên xà nhà hút thuốc. Áo tím nữ tiên vương sợ thành thói quen, tạm thời coi là không có nhìn thấy, lão tiểu tử này cũng không phải là một người bình thường. Nghe không nghe nói, thần giới xuống tới không ít thần minh. Tàng Thiên lão đạo vểnh chân bắt chéo, thâm trầm phun vòng khói thuốc. Đề tài này, ngược lại là gây nữ tiên vương mấy phần hứng thú, ngước mắt xem ra, liền ở đây Triệu Bân, cũng không khỏi dựng thẳng lên lỗ tai, thần minh đều là lớn địa vị, xuống tới nhiều như vậy. Họp sao? Nghe một cái lão gia hỏa nói, chúng thần liên hợp đến tiên giới bắt người. Bắt người, nữ tiên vương gảy nhẹ lông mày, có biết bắt chính là người nào? Vậy khẳng định không phải người bình thường. Tàng Thiên lão đạo tiện tay lấy ra một bức tranh, trên bức họa, là nữ tử chân dung, sinh dung nhan tuyệt thế, hơn nữa còn tự mang một loại mộng ảo ý cảnh. Đây là, Nguyệt Thần, nữ tiên vương đôi mắt đẹp nhắm lại. Là Tú Nhi không thể nghi ngờ, Triệu Bân liếc mắt liền nhận ra.
nguyên nhân chính là nhận ra, hắn mới thần sắc khó coi, nghe Tàng Thiên lão đạo ngữ khí, lên đồng giới thần minh, số lượng còn không phải số ít, Nguyệt thần sợ là không địch lại chúng thần minh, lúc này mới chạy tới tiên giới tị nạn. Nguyệt thần, lại còn sống, áo tím nữ tiên vương khó có thể tin. Cửu thế thần minh, cái kia dễ dàng chết như vậy, Tàng Thiên lão đạo thu bức tranh. Tiên giới sợ lại phải có chiến loạn, nữ tiên vương hít sâu một hơi. Ta có phải là muốn bị mời đi uống trà? Triệu Bân trong lòng nói nhỏ. Có cái tài năng xuất chúng sư tôn, hắn cũng không dám tự giới thiệu, liền sợ Tú Nhi những cái kia cửu gia đang đuổi giết nàng lúc. Đem hắn cũng một khối mang hộ bên trên, hắn cái này tiểu thân bản nhưng gánh không được thần minh đánh. Đây là một mảnh hoang vu đại địa, chỉ một tòa lẻ loi trơ trọi ngọn núi nhỏ. Nhưng chính là như thế một tòa chim không thèm ị núi, tối nay lại phá lệ náo nhiệt, tựa như là đi chợ, bóng người ô ương, nhiều hơn phân nửa đều cất tay, mà lại, thỉnh thoảng đánh ngáp một cái. Cái này đều một ngày, kia bọn cướp còn đến hay không? Sợ không phải đùa nghịch mặt trời lặn thần giáo, sớm đã bỏ trốn mất dạng. Coi là thật như thế, cũng quá không chính cống, lão phu chạy vội 80000 dặm, chính là đến xem vở kịch. Bóng người tụ tập nhi chi địa. Từ nhỏ không được nghị luận. Không sai, những người này không phải đến du sơn ngoạn thủy, mà là đến xem trò cười. Cái gì trò cười đâu? Mặt trời lặn thần tử bị người bắt cóc tống tiền, đối phương ước định thời gian cùng địa điểm, muốn ở chỗ này cầm tiền chuộc. Nhưng, bọn hắn đường đường chính chính chờ một ngày, cũng chưa thấy người kia hiện thân, chỉnh cái này một đám người, đều tốt xấu hổ a. Chờ lão phu đều nhanh ngủ, còn đến hay không? Dục tốc bất đạt. Có người so ta chờ thêm lửa. Không ít người nói, đều nhìn về phía đỉnh núi. Đỉnh núi cũng là lập đầy người ảnh, đều mặt trời lặn thần giáo cường giả, thuần một sắc chuẩn thiên vương. Nhưng, tất cả mọi người biết, đây chẳng qua là mặt ngoài, chưa chừng, tự mình còn giấu mấy tôn thiên vương, đội hình không thể bảo là không khổng lồ. Trên thực tế, bọn hắn không chỉ phát hỏa, còn rất mặt đen. Đặc biệt là mặt trời lặn thần tử những hộ vệ kia, diện mục nhất là dữ tợn. Ngay dưới mắt bị người bắt đi thần tử, đây là tại đánh mặt của bọn hắn. Bởi vì chuyện này, cấp trên thốt nhiên tức giận, lại cho bọn hắn hạ tử mệnh lệnh, vô luận như thế nào, cũng phải dây an toàn hoàn hồn tử, vô luận như thế nào, cũng phải bắt được cái kia bắt cóc tống tiền người. Bọn hắn rất chuyên nghiệp, đã sớm tới đây nằm vùng nhi, có phần nghĩ nhìn một cái, là cái nào ăn gan hùm mật gấu, dám sợ hắn mặt trời lặn thần giáo rủi ro. Lúng túng là, bọn hắn trọn vẹn chờ một ngày. Cũng chưa thấy bọn cướp hiện thân. Ta bấm ngón tay tính toán, đây là cái nháo kịch. Lão phu thật sự là nhàn, tin tên kia ta. Tốt đẹp thời gian, an tâm lĩnh hội đại đạo mới là đường ngay. Tiếng nghị luận bên trong, đã có người dẫn đầu rời trận, cũng không phải là không muốn xem vở kịch, mà là tuồng vui này, sợ là tự khai bắt đầu chính là cái bẫy, bao quát bọn hắn, cũng bao quát mặt trời lặn thần giáo, tất cả đều bị đùa nghịch. Có người rút đi. Hiện trường tựa như thủy triều xuống. Chính như bọn hắn lúc đến, giống như thủy triều cuồn cuộn. Bọn hắn có mơ tưởng xem kịch, giờ phút này liền có mơ tưởng chửi mẹ. Mặt trời lặn thần giáo, mang lên nhà ngươi tiền, đến quỷ lang núi chuộc nhà ngươi người. Đang lúc thế nhân rời trận lúc, một đạo mờ mịt lời nói, từ phương xa truyền khắp cửu tiêu. Ai nha? Rời trận người đều ngừng bước chân, bọn cướp cuối cùng là hiện thân. Chỉ có điều. Thời gian cùng địa điểm đều là sai, lại treo tại hơn nửa đêm, lại treo tại vô cùng xa xôi quỷ lang núi. Đối phương là cái lanh lợi. Lại là lão bối nhóm, ngữ khí rất sâu chìm. Nói lanh lợi không xác thực cắt, hẳn là cẩn thận. Dù sao, đối phương buộc không phải bình thường thần tử, kia là mặt trời lặn thần giáo tương lai trưởng giáo, nếu là nửa đường không chết hiểu, năm nào chi thành tựu, ít nhất là bán thần, như cơ duyên đầy đủ, có lẽ còn có thể phong thần. Nhân tài như vậy, mặt trời lặn thần giáo há có thể không làm to chuyện, cẩn thận một chút vẫn rất có cần thiết. Đáng chết! Mặt trời lặn cường giả tiếng giống giận dữ chấn thiên, tập thể tuôn ra hướng về phía đông. Đám khán giả từ cũng không lạc hậu, một mảnh tiếp một mảnh đi theo, cũng muốn nhìn một cái người kia, đến tột cùng là thần thánh phương nào, dám buộc mặt trời lặn thần tử. Oanh! Ầm ầm! Thiên địa không bình tĩnh, phàm mặt trời lặn thần giáo chỗ đến. Không có chỗ nào mà không phải là oanh âm thanh chấn thiên. Ai bảo bọn hắn nhiều người đâu? Ai bảo bọn hắn cường giả nhiều đây? Uy áp liên kết, thiên địa đều động rung động. Quỷ lang núi, một tòa thường xuyên nháo quỷ sơn phong. Từ phương xa đi nghe,
tiếng quỷ khóc sói tru là một trận tiếp một trận. Đỉnh núi, Triệu Bân phân thân ổn ép một cái, chính bắt chéo hai chân, đặt kia thâm trầm phun khói thổ vụ, nhìn hắn bên cạnh thân, nằm một người, chính là hôn mê mặt trời lặn thần tử, ngoại giới phát sinh cái gì, hắn vẫn như cũ không biết, chỉ biết hắn làm cái này ác mộng, dáng dấp có chút để hắn phát cuồng. Chớ sóng, Triệu Bân bản tôn truyền đến lời nói. Lão đại, ta trong lòng hiểu rõ. Phân thân cười ha ha. Nói đến lão đại, thời khắc này Triệu công tử, là chính xác có tư tưởng, còn tại Tiên Vũ các tản bộ, thuận tiện lại nghe một chút bí mật, thí dụ như có quan hệ Nguyệt Thần, không biết được Tú Nhi có hay không khôi phục thần vị, nhiều như vậy thần minh truy nàng, nàng thời khắc này tình cảnh, nên rất không ổn. Giúp không được gì a. Triệu Bân trong lòng thở dài. Hắn cái này con tôm nhỏ, không cho thêm phiền chính là hỗ trợ. Chớ trộm đồ, đọc sách nữ tiên vương, đột nhiên một câu. Triệu công tử nghe rất khó chịu, ta là người như vậy. Phải hay không phải không trọng yếu chính là. Hắn thật nhiều khó chịu. Kết quả là, đi tới kệ hàng chỗ sâu lúc, hắn thật sự thuận tay cầm mấy thứ bảo bối. Nữ tiên vương tạm thời coi là không biết, hoặc là nói, lực chú ý của nàng không ở chỗ này. Một trận bắt cóc tống tiền chỉnh dư luận xôn xao, nàng cũng phái cái phân thân, chạy tới tham gia náo nhiệt. Nàng cái này phân thân cũng không phàm, là mang theo vực môn đi qua, đã có vực môn, tất nhiên là so người bên ngoài chạy nhanh, cái thứ nhất đến Quỷ Lang núi, đánh thật xa, liền nhìn thấy Đại La Thánh chủ phân thân. Tiền bối, ngươi cũng đừng quấy rối, Triệu Bân phân thân nói. Phí bịt miệng, vẫn là cần thiết cho, nữ tiên vương phân thân cười nói. Oanh! Hai người đối thoại lúc, chợt nghe phương xa thiên khung một tiếng nổ vang. Là mặt trời lặn thần giáo người giết tới, còn chưa nhìn thấy bóng người, trước gặp đầy trời mây đen, vân trung sấm sét vang dội, vòng quanh từng tôn cường giả, từng cái đằng đằng sát khí, chấn thiên địa lay động. Bọn hắn về sau, chính là nhàn nhất cả chứng quần chúng. Triệu Bân phân thân chưa để ý tới, vẫn như cũ ổn thỏa Quỷ Lang núi. Hắn là phân thân, hóa diệt liền hóa diệt. Nhưng mặt trời lặn thần tử phải chôn cùng, ngày xưa lão đại làm bắt cóc tống tiền, nói tới tính mạng liên kết, phần lớn là lắc lư người, bây giờ cái này một phiếu, là đến thật. Phương nào đạo trích, dám lấn ta mặt trời lặn thần giáo. Hét to âm thanh không ngớt đội hình, một cái người áo đen dẫn đầu giết tới. Đây là một tôn chuẩn tiên vương, mà lại còn là kinh khủng dị thường chuẩn tiên vương, một bước giẫm Quỷ Lang núi giúp hắn nửa bên, kinh khủng sát ý, thành một đạo vô hình kiếm mang. Khóa chặt Triệu Bân phân thân. Kiềm chế một chút, hai ta tính mạng liên kết, ta chết hắn chôn cùng. Triệu Bân phân thân nhạt nói, có lẽ là nhịn không được uy áp, băng nửa bên thân thể. Lời này, áo bào đen lão giả vô điều kiện đồng ý, như không có hoàn toàn chắc chắn, đối phương cũng sẽ không trắng trợn muốn tiền chuộc, sợ là thật lấy mạng xứng đôi, nhà hắn thần tử cũng không thể gãy ở đây. Oanh, ầm, cùng với từng đợt oanh minh, mặt trời lặn cường giả lục tục giết tới. Thật tốt một ngọn núi, suýt nữa tại trong đá vụn nổ thành cho bụi. Thấy không rõ tôn vinh, nên một đạo phân thân. Đám khán giả cũng đến, đem tàn tạ Quỷ Lang núi, vây chặt đến không lọt một giọt nước. Mà đại thần thông giả, thì đang thắt chồng nhi nhìn lén, đều bị lực lượng thần bí cản trở về. Lão Phu chỉ cần tiền. Triệu Bân phân thân trang ra dáng, một câu Lão Phu nói rất có giá trị. Lời này, rất có lực trấn nhiếp. Chỉ ít mặt trời lặn thần giáo cường giả cũng không dám động. Quá đắt, có thể hay không tiện nghi chút. Vẫn là kia áo bào đen lão giả, há miệng đến một câu như vậy. Hắn thiếu một tia lệ khí, nhiều một vòng chân thành tha thiết, cho dù ai nhìn, cũng bất giác tưởng rằng cái nói lời giữ lời lão tiền bối, chỉ muốn chuộc về nhà hắn thần tử. Kỳ thực, hắn đang trì hoãn thời gian. Vì cứu thần tử, đến cũng không chỉ hắn mặt trời lặn thần giáo người, còn có không ít ngoại viện. Mà những cái này ngoại viện bên trong, không thiếu thông hiểu không gian chi pháp đại năng, cũng không thiếu thông hiểu xem bói suy tính dị sĩ, vô luận cái kia, giờ phút này đều cần thời gian, lấy tìm ra thân phận đối phương, như thời gian đầy đủ, liền bản tôn cũng có thể cùng nhau bắt tới. Triệu Bân bản tôn lông mi hơi nhíu, bởi vì toàn thân lại lạnh lẽo. Không cần đến hỏi, liền biết âm thầm có người, thông qua phân thân của hắn thôi diễn bản tôn. Cho nên, việc này chậm trễ không được. Huyết quang chợt hiện, mặt trời lặn thần tử một đầu cánh tay, tại chỗ bị xé cái nhão nhoẹt. Ngươi, phốc, muốn chết, phốc, đạo hữu, có chuyện thật tốt nói.
hai ba cái nháy mắt, trên đỉnh núi một màn, biến vô cùng huyết tinh. Đám khán giả nhìn, đều thổn thức không thôi, kia không chỉ bọn cướp là cái nhân vật hung ác, còn khó chơi, cũng không nói lời nào, cũng không giết người, đối phương nói một câu, hắn liền cho người ta gỡ một cái linh kiện. Lần tiếp theo, chính là đầu của hắn. Triệu Bân phân thân mang theo đao, cái kia bóng loáng. Không người nghi vấn, cũng không có người hoài nghi, hắn thực sẽ đem mặt trời lặn thần tử cho chặt. Cho. Áo bào đen chuẩn tiên vương cái này một chữ, là từ hàm răng nhi toát ra đến. Hắn cho là hắn là cao hơn một bậc, chưa từng nghĩ, đối phương là cái kẻ già đời. Nói cho liền cho. Gặp hắn phất ống tay áo một cái màu vàng túi chữ vật, như kinh hồng xẹt qua giữa không trung. Triệu Bân phân thân tiện tay đón lấy, hướng trong túi chữ vật nhìn thoáng qua, lắc chính là hai mắt nổi đom đóm, bên trong kia thật là từng khối tiên thạch, đắp lên thành núi, vừa vặn đối đầu tiền chuộc giá cả. Ta có phải là muốn ít? Triệu Bân phân thân nói thầm, cũng là Triệu Bân bản tôn nói thầm. Nếu là giá cả đằng sau lại thêm số không, đối phương hơn phân nửa cũng sẽ cho. Trả lại ngươi. Không đợi đối phương gào to, Triệu Bân phân thân liền một chân đá bay mặt trời lặn thần tử. Cũng là cùng một giây lát, hắn hóa thành một sợi u sương mù, tỉnh đối phương lấy hắn thôi diễn bản tôn. Về phần cái kia màu vàng túi chữ vật, sớm bị hắn ném vào vĩnh hằng giới, bản tôn phân thân cùng hưởng không gian, làm gì đều thuận tiện, nếu không phải bản tôn coi như muốn chút mặt, hắn về phần biến thành một người nghèo rất mồng tơi. Vẫn là bắt cóc tống tiền, đến tiền nhanh a. Mặt trời lặn thần giáo bá đạo quen, cũng nên thả một chút máu. Bọn cướp nên cái lão thủ. Căn bản không cho đối thủ cơ hội. Thổn thức chặt lưỡi âm thanh, vang đầy thiên địa, chờ một ngày vở kịch, đúng là mấy cái nháy mắt xong việc, mặc dù là mấy cái nháy mắt, lại đầy đủ đặc sắc, tưởng tượng kia tiền chuộc, liền rất cảm thấy chói mắt. Cho ta cha. Ngập trời gầm thét, vang đầy cửu thiên hạo vũ. Là mặt trời lặn thần giáo tức giận, thề phải tìm chàng tử trở về. Có thể đem thần tử cứu cũng không tệ. Xem náo nhiệt không chê sự tình lớn, cũng đều nhìn thoáng được. Tiền không có thể lại kiếm, người không có coi như thật không có. A, hắt xì. Triệu công tử lại bị mắng, cái này hắt xì đánh một bước không có đứng vững. Không quan trọng, hắn về Đại La Tiên Tông vòng vèo, cái này một phiếu đã góp đủ. Đại La Tiên Tông như nhiều mấy cái người giống như ngươi mới, đâu chỉ xuống dốc đến tận đây. Áo tím nữ tiên vương lo lắng nói, nàng cũng là quần chúng, thực tình nghĩ đối cái này hậu bối dựng thẳng cái ngón tay cái. Ta. Tùy tiện không nổi giận, Triệu Bân ý tứ sâu xa nói. Vòng vèo đến tay, Triệu Bân thẳng đến Tử Lâu tầng thứ 9. Trước khi đi, hắn phải cầm lại Mặc Thiên ban chỉ, kia là trường sinh tiên phó thác chi vật, cũng chỉ sẽ giao đến Bất Niệm Thiên trong tay. Đến tột cùng là thần thánh phương nào, dám buộc mặt trời lặn thần tử. Lão phu ở đây, nhìn mắt đều hoa, cũng không nhìn ra tôn vinh. Giá trên trời tiền chuộc, mặt trời lặn thần giáo lần này thật là đại phóng máu. Phố dài bóng người rộn rộn ràng ràng, tiếng nghị luận từ cũng ít không được, hơn phân nửa đàm luận bắt cóc tống tiền một chuyện, không người nào biết chỉ ai, chỉ biết mặt trời lặn thần giáo lần này, không chỉ là rủi ro, còn ném cái mặt mũi. Triệu công tử là khách qua đường, cũng là một người ngồi nghe, được áo bào đen một đường đi qua. Vẫn là cái kia u tính khu rừng nhỏ, thời minh cầm cây gậy trúc đặt kia nhàn nhã câu cá. Đến tận đây, hắn vẫn như cũ không thể từ vị này trên thân. Người được nửa chút khí tức, nên thời minh đạo hạnh quá cao, cũng hoặc hắn tầm mắt quá thấp, thậm chí trở lại nguyên trạng người, từ chỗ nào nhìn cũng giống như cái phàm nhân. Xin ra mắt tiền bối, Triệu Bân chắp tay thi lễ. Ngồi, thời minh ung dung cười một tiếng. Triệu Bân không khách khí, dứt khoát ngồi tại thời minh bên cạnh thân, tiện thể chân, còn liếc nhìn thời minh sọt cá, một vàng một bạc hai đầu tiểu ngư, ở bên trong nhảy nhót hăng hái, cùng phổ thông cá khác biệt, cái này hai đầu cá lại có tu vi. Lại linh trí khá cao, đi lên cả một câu, ngươi nhìn cái gì? Triệu công tử không nói chuyện, theo mắt liếc nhìn vĩnh hằng giới. Ân, có nồi sắt lớn, đem cái này hai hầm, hương vị nên cực tốt. Vật về nguyên chủ. Thời minh một cái nhẹ phẩy tay áo, Mặc Thiên ban chỉ bay ra. Triệu Bân đưa tay đón lấy, lại là đánh giá sai ban chỉ trọng lượng, ép xương tay đứt thành từng khúc. Tình huống như thế nào? Triệu Bân trong lòng một tiếng nói thầm. Vận chuyển tiên pháp chống cự trọng lực, lúc này mới cầm chắc ban chỉ, như vậy nhìn lên, hoàn toàn chính xác khác với lúc đầu, mặt ngoài nhiều một tầng màu đen ánh sáng, còn có trên đó bí văn,
cũng tại giống như ngầm hiện lưu truyền, càng có một cỗ rộng rãi bàng bạc khí tức, đối mặt mãnh liệt. Thật sinh nặng nề, Triệu Bân thì thào một câu. Trường sinh tiên cho ngươi mặc thiên ban chỉ lúc, nên thêm một đạo cấm chế. Vân Thương Tử ung dung nói, hắn cấm chế, nên bị thời minh giải khai, đây mới thực sự là tiên tông thánh vật. Dùng để nện người, nên dùng rất tốt, Triệu Bân sờ sờ cái cằm. Trường sinh tiên có hay không ra chỉ cấm chế, hắn không biết được, chỉ biết thời khắc này mặc thiên ban chỉ, không phải bình thường nặng nề, hắn cái này tiên lực toàn bộ triển khai, cầm nó đều có đủ tốn sức, cái này như hướng đầu người bên trên nện một chút, cảm giác nên có bao nhiêu chua thoải mái. Tiên tông thánh vật, người lại nghĩ đến dùng để nện người. Bại gia, Vân Thương Tử mắng. Triệu công tử xem thường, lại sẽ mặc thiên ban chỉ thu nhập vĩnh hằng giới, tuyệt đối đừng buộc hắn, không phải. Hắn sẽ xách ra tới nện người. Hắn chạy, nhưng có Lưu Di Ngôn. Thời Minh đột nhiên một câu. Triệu Bân trầm mặc, biết Thời Minh trong miệng đi chữ. Là ngụ ý ra sao, vị tiền bối này đại thần thông, sợ là đã từ Mặc Thiên trong nhẫn, biết được Trường Sinh Tiên đã chết, mà lại còn là táng tại nhân giới. Trường Sinh Tiên tiền bối để ta đem Tiên Tông thánh vật. Giao cho Bất Niệm Thiên. Thật lâu, mới nghe Triệu Bân ngôn ngữ, tuyệt không giấu giếm nữa, đã không gạt được. Thời Minh nghe một tiếng thở dài, trong mắt còn nhiều bi thương chi sắc, Trường Sinh Tiên chính là hắn mặc nghịch chi giao, đúng là sớm đã táng tại năm tháng bên trong, hắn cái này bị tù người, cũng không theo kịp tiễn đưa. Hắn cầm bầu rượu, tung xuống một mảnh rượu, là vì tế điện bạn tốt. Triệu Bân cảm giác rõ ràng, tổng cảm giác Thời Minh tại cái này một cái chớp mắt. Ra đi không ít, Thời Minh trầm mặc, để mảnh thế giới này đều kiềm chế rất nhiều, liền bay xuống từng mảnh lá trúc. Đều định ở giữa không trung, nếu không phải đối không gian có khá cao tạo nghệ, tuyệt sẽ không có cảnh tượng này. Triệu Bân chưa đi, còn có chuyện muốn thỉnh giáo Thời Minh. Không biết cái thứ mấy nháy mắt, tiểu thế giới mới khôi phục như lúc ban đầu. Thời Minh lại lần nữa cầm lấy cần câu, yên lặng như một người chết. Tiền bối, Triệu Bân nhỏ giọng kêu gọi nói. Có việc cứ nói đừng ngại, Thời Minh nhạt nói. Làm phiền tiền bối cho nàng nhìn một cái bệnh. Triệu Bân từ vĩnh hằng giới đào ra một người. Chính là Đại La Thánh Nữ, cũng như lúc trước như vậy, như một cái xác ướp, toàn thân trên dưới đều phong ấn phù, chép lão vu đảo nhỏ về sau, nàng một đường coi như trung thực, chí ít không có cưỡng ép phá phong ấn. Mặt trời lặn cấm chú. Nếu không thế nào nói là tuyệt đại ngoan nhân, Thời Minh nhìn cũng không nhìn liền biết mánh khóe. Hắn cũng biết, Đại La Thánh Nữ sở dĩ như vậy, không chỉ là bởi vì mặt trời lặn cấm chú. Nhưng có cứu chữa chi pháp, Triệu công tử bận bịu hoảng hỏi. Tha thứ bản tôn bất lực, Thời Minh nhẹ nhàng giao đầu. Nói hắn bất lực cũng không xác thực cắt, nói cho đúng. Là hắn giờ phút này bất lực. Hắn là bị tù người, chế tài người hạn chế hắn thần thông, muốn phá cấm chú, phải giải hắn phong cấm. Đây chính là thần minh thủ đoạn, tung hắn đạo hạnh thông thiên, chạy không thoát mảnh này khu rừng nhỏ. Đi tìm Bất Niệm Thiên, Thời Minh lại bổ nửa câu. Triệu Bân hít sâu một hơi, lại đem Đại La Thánh Nữ cho chôn sống. Xong việc, lá lan liền bị đào lên, cũng là đầy người phong ấn phù. Thấy chuyển thế Long Phi, Thời Minh vô ý thức buông xuống cần câu. Hắn nhìn hai mắt cực điểm nhắm lại, nhà đầu này có chút ý tứ. Luân hồi chuyển sinh, hai đời ký ức ràng buộc, Thời Minh lời nói ung dung. Triệu Bân không khỏi kinh hãi Thời Minh tầm mắt, có thể nhìn ra luân hồi. Tâm hắn kinh sau khi, Thời Minh đã hai ngón băng lãnh, đặt ở lá lan mi tâm, có hồn lực bay vào, một phen nhìn lén về sau, xác định là luân hồi chuyển thế người, cũng xác định là ký ức xảy ra vấn đề. Nhưng có biện pháp cứu, Triệu Bân đầy dẫy chờ mong. Ký ức chi hoa, Thời Minh chậm rãi thu tay lại chỉ. Triệu Bân chờ mong ánh mắt, nháy mắt ảm đạm hai ba phần, quay tới quay lui vẫn là quấn không ra ký ức, sợ là thực sự tìm một gốc không thiếu sót ký ức chi hoa. Mới có thể tỉnh lại chuyển thế Long Phi. Đa tạ tiền bối giải hoặc. Triệu Bân thu lá lan, chắp tay bái biệt. Sau lưng, Thời Minh yên lặng đưa mắt nhìn, trong mắt có dấu thâm ý, hắn có thể nhìn ra Trường Sinh Tiên táng tại nhân giới, từ cũng biết tiểu gia hỏa này. Là từ thế gian đi lên, chính là sử thượng đệ nhất tôn Hồng Trần Tiên. Trừ đây, hắn còn nhìn ra tiểu bối này huyết mạch. Như chỗ nhìn không kém, xác nhận trong truyền thuyết vĩnh hằng tiên thể. Như thế một cái nghịch thiên yêu nghiệt, tuyệt đối có tư cách làm Đại La Thánh Chủ, tu vi cảnh giới không là vấn đề, như cho hắn đầy đủ thời gian trưởng thành, năm nào chi thành tựu.
tuyệt không tại Trường Sinh Tiên phía dưới. Điều kiện tiên quyết là, tên tiểu bối này có thể an toàn trở lại Đại La Tiên Tông. Chỉ vì, mặt trời lặn thần giáo lần này tới một cái không thế nào dễ trêu. Hắn từ không sợ người kia, nhưng tiểu bối này khác biệt, thật muốn rơi trong tay người kia, tuyệt đối thập tử vô sinh, cho nên nói. Đường về nhà không chỉ dài đằng đẵng, còn nguy cơ tứ phía, tràn ngập gặp trắc trở. Ra Tửu Lâu, Triệu Bân thẳng đến tinh không. Vòng vèo có đủ nhiều, đầy đủ đến Hồng Hoang Đại Lục. Đến tinh không chỗ sâu, hắn mới chuyển ra truyền tống vực môn. Hả? Tiến vực môn trước đó, trên người hắn lại nở rộ huyền dị chi quang. Là tị thế phù tia sáng, âm thầm lại có người tại thôi diễn hắn. Đi nhanh, Vân Thương Tử nói. Triệu Bân khắc tọa độ, trồng trên bàn chân ngàn vạn tiên thạch. Không gian thông đạo tùy theo bắc, hắn nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Vẫn là vực môn dễ dùng, so trận đài cùng tinh không đại trận thực dụng nhiều, không được hoàn mỹ chính là, dùng cái đồ chơi này truyền tống đặc biệt phí tiên thạch, nếu không có hùng hậu nội tình, là nhịn không được tiêu hao. Xích Long Biển. Triệu Bân nhìn thoáng qua tinh không đồ, tìm được nơi này. Đã đáp ứng Vân Thương Tử, hắn phải đi một chuyến cứu thiên tộc thánh tử. Nói đến Vân Thương Tử, kia một tia tàn hồn, đúng là tố ra hình người, chỉ có điều hồn thể trạng thái, vô cùng mỏng manh trong suốt, mà lại chống đỡ không được bao lâu, dù sao cũng là tàn hồn, có phần hao tổn hồn lực. Nhưng, đây là một cái rất khởi đầu tốt. Lão đầu nhi này, cần vẫn là thời gian. Tới, giúp đỡ lão phu. Vân Thương Tử lại thành tàn hồn trạng thái, treo tại Triệu Bân trước mặt. Triệu công tử cũng không nói nhảm, tế nguyên thần lực lượng, đem nó bọc lại, thiên mệnh lực lượng rong chơi trong đó, dùng cái này đến tẩm bổ nó tàn hồn, có giúp góp nhặt hồn lực, thời gian lâu dài, cũng vô cùng hữu ích. Phong. Hắn một tâm phân nhị dụng, lại cho thiên kiếp gia trì mấy đạo phong ấn. Sau đó chính là ngộ đạo thạch, ngồi ở phía trên tĩnh tâm tìm hiểu đạo uẩn. Lần ngồi xuống này chính là nửa tháng. Một đường coi như thuận lợi. Đợi hắn tái xuất vực môn, chính là một mảnh minh mông tinh hải. Tinh hải vầng sáng thành màu đỏ, mơ hồ có thể nghe tiếng long ngâm, cẩn thận ngưng nhìn, còn có thể nhìn thấy hình rồng, đứng ở trong đó, tựa như đứng ở một mảnh xa xôi cổ địa, ngửi được đều là cổ xưa tang thương. Cái này, chính là Xích Long Biển. Triệu Bân liếc mắt vòng nhìn, nhìn không gặp cuối cùng. Thiên tộc thánh nữ thực sẽ tìm địa phương. Cái này Xích Long Biển hoàn toàn chính xác bất phàm. Siêu. Triệu Bân một cái phật tay, đem thiên tộc thánh nữ mang ra vĩnh hằng giới. Cái này một giấc, thiên tộc thánh nữ ngủ có đủ dài, thậm chí có chút mơ hồ, chào đón bốn phương tràng cảnh, mới nháy mắt tinh thần, vĩnh hằng tiên thể quả nhiên không có nuốt lời, thật sự tới cứu đệ đệ của nàng. Đi theo ta, thiên tộc thánh nữ thẳng đến chỗ sâu. Triệu Bân từ bốn phương thu mắt, hai ba bước đi theo. Xích Long Biển trung tâm, cất giấu một tòa cô quạnh u tính đảo nhỏ, so sánh Phệ Tiên lão vu hang ổ, đảo này là không có một ngọn cỏ, đi ở trong đó, căn bản tìm không ra một tí sinh khí. Nơi đây, từng thuộc ta thiên tộc thánh nữ vừa đi vừa giới thiệu. Trốn ở chỗ này, liền không sợ bị người phát giác. Triệu Bân tiện tay xách ra bầu rượu. Ta đã làm nhiều lần cấm chế, càng có ta thiên tộc bí bảo che lấp. Thiên tộc thánh nữ nói, chậm rãi ngừng bước chân. Lấy một viên long châu. Long châu hiện ra sán sán kim quang, treo tại trong giữa không trung, cùng với thiên tộc thánh nữ niệm tụng lấy chú ngữ, long châu như một vệt ánh sáng xuyên thẳng trời tiêu, hóa thành một đầu hư ảo cự long, sư hống xoay quanh. Sau đó, liền thấy đại địa vỡ ra một cái khe. Còn chưa đi vào, liền thấy bàng bạc long khí mãnh liệt lăn lộn. Hai người thuận đại địa khe hở, một đường đi vào lòng đất, nơi này cất giấu một tòa nhỏ địa cung. Trước cửa khắc đầy cổ xưa long văn, nhất chói mắt chính là một thanh kiếm, có kim lắc lư long khí quanh quẩn. Thiên Long Kiếm, Vân Thương Tử một tiếng kinh dị. Binh khí tốt, Triệu Bân nhìn cũng một tiếng sợ hãi thán phục. Rất hiển nhiên, đây chính là thiên tộc bí bảo, nhìn không ra cái gì cấp bậc, lại tiềm ẩn một cỗ quỷ quyệt lực lượng, cũng chính là kia lực lượng thần bí, đem tòa này nhỏ địa cung, che đậy kín không kẽ hở, cho đến giờ phút này. Hắn cũng không ngửi được một tia sinh linh khí, có thể thấy được cái này thiên long kiếm che lấp chi pháp có bao nhiêu huyền ảo. Mở. Thiên tộc thánh nữ một tay bấm niệm pháp quyết, lui lại thiên long kiếm. Ông thanh vang lên theo, có một tòa tế đàn từ lòng đất thăng ra, trên đó bày biện một hơi màu đen quan tài, trong quan tài nằm một cái áo trắng thiếu niên, nên bị người phong ấn, ngủ điềm tĩnh an tường. Đạo hữu, mời.
Thiên tộc thánh nữ duỗi ngọc thủ. Triệu Bân thì một bước vượt qua, rơi vào màu đen quan tài trước. Vân Thương Tử tàn hồn cũng tặc tự giác, chính mình liền bay ra tản bộ. Đây chính là thiên tộc thánh tử. Triệu Bân vịn quan tài, trên dưới quét lượng. Thiếu niên này không có chút nào khí tức, khuôn mặt nhỏ tái nhợt không huyết sắc, cho dù ai nhìn cũng giống như cái ma bệnh, mà lại đã ngày giờ không nhiều cái chủng loại kia, nói tóm lại trạng thái rất tồi tệ, thời khắc cũng có thể thăng thiên. Bệnh lại lợi hại, Vân Thương Tử một tiếng thở dài. Đợi ta nhìn một cái, Triệu Bân nói liền mở tiên nhãn. Như vậy một nhìn, chỉnh hắn lông mày trao lên, hai loại huyết mạch. Không sai, thiên tộc thánh tử trong cơ thể có hai loại hoàn toàn khác biệt huyết mạch, mà lại hai huyết mạch rất quỷ dị, cũng rất không an phận, khi thì tách rời, khi thì dung hợp, khi thì sao động cũng là khi thì yên lặng. Kia, là một loại huyết mạch, Vân Thương Tử treo tại trong giữa không trung. Một loại huyết mạch, dị biến thành hai loại huyết thống. Triệu Bân hỏi. Như đạo hữu lời nói, thiên tộc thánh nữ tiếp nhận lời nói gốc dạ, hắn xuất sinh liền dẫn hai loại huyết thống, mà cái gọi là huyết mạch dị biến, tại thai nghén hắn lúc liền đã bắt đầu, đến nay càng ngày càng nghiêm trọng. Đã là như thế, vì sao không bỏ mất máu mạch? Triệu Bân toàn cảnh là nghi hoặc. Thiên tộc huyết thống không tầm thường, vứt bỏ huyết mạch chính là tự sát. Vân Thương Tử lo lắng nói. Quả là kỳ dị, Triệu công tử một tiếng thổn thức, chính xác thế giới chi lớn không thiếu cái lạ. Tìm thánh linh, chính là trung hòa hai huyết mạch. Cái này ta hiểu, để hai huyết mạch dung hợp thôi. Hai người nói chuyện sau khi, thiên tộc thánh nữ đã giải thiên tộc thánh tử phong ấn, không có gì đặc biệt lớn động tĩnh, bởi vì thiên tộc thánh tử rất suy yếu, kia đứt quãng hô hấp, thời khắc đều có thể chôn vùi. Xin nhờ đạo hữu, thiên tộc thánh nữ đầy dẫy chờ mong. Không dám, Triệu Bân kéo ống tay áo, muốn làm một vố lớn. Đạo hữu coi chừng, huyết mạch tương dung lúc. Sẽ có cuồng bạo lực lượng hướng ra ngoài chút xuống, rất mạnh rất bá đạo. Có bao nhiêu bá đạo? Triệu công tử vừa dứt lời, liền thấy thiên tộc thánh tử thể phách run lên. Xong việc, chính là một cỗ sức mạnh đáng sợ, như lũ quét cuốn tới, tại chỗ đem quan tài chấn vỡ, liền đới Triệu công tử, cũng bị chấn lộn mèo, Vân Thương Tử thảm hại hơn, suýt nữa bạo diệt. Duy nhất an toàn, là thiên tộc thánh nữ. Bởi vì kia cuồng bạo lực lượng, đã thương người không lên nàng. Triệu Bân hình thái chật vật, lại một bước đi đến tế đàn, vòng quanh thiên tộc thánh tử chuyển lên vòng, Vân Thương Tử lúc trước không có lửa hắn, tiểu tử này xác thực không phải bình thường quỷ dị, bình thường lúc liền rất cường đại, không bình thường lúc, tựa như một cái ma bệnh, như lúc này, khí tức lại vô cùng suy yếu. Thật bá đạo huyết thống, Triệu Bân trong lòng kinh ngạc. Kia cuồng bạo lực lượng, chính là hai huyết mạch tương dung sau sinh sôi. Nếu như, hai huyết thống triệt để dung hợp, thiên tộc thánh tử liền có thể tự do điều khiển loại kia lực lượng, mà lại không bị phản phệ. Ngăn chặn hắn, Triệu Bân nói. Thiên tộc thánh nữ bận bịu hoàng tiến lên, thôi động thiên linh kiếm, treo tại thánh tử phía trên, lấy làm chấn áp, miễn cho chờ một lúc lại lực bộc phát lượng. Kém chút đánh chết lão phu. Vân Thương Tử cũng gãy trở lại, nhập hạo thiên ấn, cũng treo tại trên không. Triệu Bân thì cô đọng bản nguyên máu, vẩy vào thiên tộc thánh tử trên thân. Một màn kỳ dị, tùy theo hiện ra, nhiễm hắn bản nguyên máu, thiên tộc thánh tử trong cơ thể hai huyết thống, đúng là an phận không ít, không chỉ an phận, cũng đều tại hấp thu vĩnh hằng máu. Quả như lão phu suy đoán, Vân Thương Tử cười nói. Tan thánh linh vĩnh hằng máu, so thánh linh dễ dùng nhiều. Như tiểu tử này là không thiếu sót vĩnh hằng thiên thể, tuyệt đối càng dễ sử dụng hơn. Ngô! Trong ngủ mê thiên tộc thánh tử, tiếng rên rỉ u ám. Hai huyết mạch an phận không giả, nhưng loại thứ ba lực lượng nhập thể, hắn thể phách có vẻ như nhịn không được. Lửa tới, Triệu Bân nhàn nhạt một tiếng. Hỗn thiên hỏa rất tự giác, lửa nóng hừng hực lồng mộ thiên tộc thánh tử. Triệu Bân cái này khí huyết sôi trào, cực điểm thôi động hỗn thiên hỏa, đem thiên tộc thánh tử luyện hóa ba loại lực lượng. Đây là một cái việc cần kỹ thuật, cũng không thể dùng sức mạnh. Như bị huyết mạch phản công, thiên tộc thánh tử có lẽ sẽ chết. Thiên tộc thánh nữ tử cũng không có nhàn rỗi, lấy nàng thiên tộc đặc biệt tiên lực, giúp thánh tử tẩy luyện lấy thể phách, trong lúc đó, nàng còn bóp nát mấy khỏa đan dược, đều là trong tộc lưu lại, mặc dù công dụng không lớn, nhưng có thể ổn định tâm thần. Ngô! Thiên tộc thánh tử lại rên lên một tiếng, khóe miệng còn có máu tươi trôi tràn. Cũng là cái này một cái chớp mắt, hai huyết mạch lại dung hợp, bá đạo cũng lực lượng cuồng bạo, lại một lần đổ xuống mà ra. Còn tốt!
có Thiên Long kiếm cùng Hạo Thiên ấn đè ép, cũng tái xuất xấu hổ lúc. Triệu Bân tặc chuyên nghiệp, tế bản nguyên máu về sau, hữu dụng huyết mạch lực lượng. Hắn một bên rèn luyện một bên nhìn lén thiên tộc thánh tử thể phách, thiếu niên này bây giờ thân thể, tựa như là một cái lò luyện, dung nạp ba loại lực lượng, nếu là dung hợp, hẳn là nghịch thiên tạo hóa, nếu là đối kháng lẫn nhau, đó chính là một trận tử kiếp ách nạn. Hắn nên may mắn tỉ tỉ tìm đến chính là một mạch vĩnh hằng tiên thể. Như đổi lại cái khác huyết mạch, chớ nói cứu người, tại chỗ là có thể đem hắn đưa tiễn. Cho nên nói, vĩnh hằng tiên thể rất kỳ dị, tan thánh linh vĩnh hằng tiên thể, càng thêm kỳ dị, cùng đại đa số huyết thống, cũng sẽ không sinh ra bài xích, không chỉ có thể trung hòa, còn có thể giúp hai huyết mạch tương dung. Sự thật chứng minh, hai huyết thống thật có cái này điểm báo. Theo thời gian để tính, mỗi cách một đoạn thời gian, bọn chúng liền sẽ đánh một trận. Nhưng vĩnh hằng bản nguyên máu sau khi đi vào, bọn chúng đánh nhau số lần, đang từ từ giảm bớt. Đây là dấu hiệu tốt. Chí ít tại Vân Thương Tử xem ra, đây là thiên đại hảo sự. Hắn năm đó là gặp qua thiên tộc thánh tử, đừng nhìn tiểu tử này tuổi tác không lớn, lại là cái hung hãn chủ, nơi này hung hãn, là chỉ thiên tộc thánh tử bình thường lúc, hắn nếu không bình thường, phổ thông tu sĩ đều có thể chụp chết hắn. Nói trắng ra, đây là hai thái cực. Hắn mạnh lúc rất mạnh, hắn khi còn yếu cũng rất yếu. Có thể cứu. Thiên tộc thánh nữ vui đến phát khóc, tiếp tục thúc giục tiên lực. Hắn chính là nhất tộc thánh nữ, thiên tộc xuống dốc suy vong, nàng nhịn không được bề ngoài, nhưng nàng bảo vệ hoàng tộc huyết thống, lần này thương miểu tinh một nhóm, quả nhiên không có phí công đi, hết thảy ti tiện, đều là đáng giá. Lực lượng này, thật có ý tứ. Triệu Bân nói thầm không ngừng, cô động bản nguyên sự tình, cũng không quên nghiên cứu thiên tộc thánh tử. Tiểu tử này hai loại huyết thống, đơn sách ra, cũng không phải là rất mạnh, nhưng nếu tương dung, vậy liền không được. Thậm chí hắn vĩnh hằng huyết thống, đều có một loại rung động dấu hiệu, cũng chính là nói, cái này hai loại huyết mạch tương dung về sau, cấp bậc không tại vĩnh hằng tiên thể phía dưới. Hắn rất kỳ quái, đồng dạng là thiên tộc người, nhìn xem thiên tộc thánh nữ, nhìn lại thiên tộc thánh tử, hai người huyết thống, có vẻ như cũng không phải là một cái cấp bậc, chẳng lẽ thiên tộc thánh nữ là chi thứ? Đích thật là chi thứ, Vân Thương Tử truyền âm nói. Ta hiểu, Triệu Bân cười cười. Không khỏi nhiều nhìn thoáng qua thiên tộc thánh nữ. Rất hiển nhiên, nằm ở đây thiên tộc thánh tử, mới là chính thống nhất hoàng tộc huyết mạch. Về phần thiên tộc thánh nữ, sợ là thiên tộc hoàng bên ngoài dính hóa gây cỏ, thậm chí nó huyết mạch bị pha loãng, lúc này mới cùng thiên tộc thánh tử có khoảng cách, cùng cha khác mẹ, lại như vậy chiếu cố, không tiếc bỏ đi tôn nghiêm, cô nương này rất nặng tình. Ngô! Thiên tộc thánh tử kêu rên không thôi. Bị tan thánh linh vĩnh hằng huyết mạch tẩy luyện. Là một cái cực kỳ đau khổ sự tình. Đương nhiên, cũng là đau khổ cũng vui vẻ. Hắn thời khắc này thần thái, cũng như huyết thống ràng buộc, thuộc hai thái cực, khi thì đau khổ không chịu nổi, khi thì lông mi giãn ra, cái gọi là lột xác, chính là cùng với hai loại thần thái, một chút xíu niết bàn, lại nhìn hắn hai huyết thống, bởi vì hấp thu vĩnh hằng bản nguyên máu, giờ phút này đã không còn lẫn nhau bài xích, ngược lại còn có dung hợp dấu hiệu, hắn kia có chút bất ổn khí tức, cũng bởi đó hướng tới bình ổn. Hô! Triệu Bân thở dài một hơi, động tác thả chậm không ít. Gian nan nhất thời kỳ, thiên tộc thánh tử đã vượt qua. Chỉ cần hai loại huyết mạch không bài xích, cái khác đều dễ nói. Đa tạ đạo hữu. Như cái này bốn chữ, thiên tộc thánh nữ đã không biết nói bao nhiêu hồi. Thiên tộc xuống dốc suy vong, nàng lại gặp phải một cái quý nhân, chỉ cần thiên tộc thánh tử vẫn còn, nàng thiên tộc hỏa chủng liền sẽ không dập tắt. Cuối cùng cũng có như vậy một ngày, thiên tộc sẽ khôi phục huy hoàng của ngày xưa. Triệu Bân chỉ cười một tiếng, đánh trong lòng khâm phục nữ tử này. Thiên tộc có một cái tốt thánh nữ, chỉ ít nàng không rời không bỏ. Ngô! Hai người đang khi nói chuyện, thiên tộc thánh tử lại kêu đau một tiếng. Kêu rên về sau, hắn chậm rãi mở mắt, có lẽ là ngủ say quá lâu, con người biểu lộ ra khá là vẩn đục, ngăn lại ba lượng giây lát về sau, mới dần dần khôi phục thanh tĩnh. Nhưng mê mang thái độ lại một hồi lâu không tản đi hết. Đây là đâu, hắn lời nói khàn khàn không chịu nổi. Xích Long Biển, thiên tộc thánh nữ ôn nhu cười một tiếng. Phụ hoàng đâu, mẫu hậu đâu, thiên tộc thánh tử mỏi mệt nói. Ngươi lại an tâm dưỡng thương, thiên tộc thánh nữ gượng ép cười một tiếng, lại đem đưa vào mộng đẹp, cho đến thánh tử ngủ say, nàng trong mắt mới nở rộ lệ quang, nàng phụ hoàng chết rồi, mẫu hậu cũng thân tử đạo tiêu.
toàn bộ thiên tộc đều thành lịch sử bụi bặm, bây giờ cũng chỉ thừa hai bọn họ sống nương tựa lẫn nhau. Ai? Vân Thương Tử thở dài, chưa hề nghĩ tới thiên tộc cũng có suy vong một ngày. Triệu Bân tuy có cảm khái, nhưng coi như bình tĩnh, sự thật lại một lần chứng minh, không có trải qua không suy vương triều, chỉ có như máu tàn khốc thế đạo, mạnh được yếu thua, chính là quy củ thép. Ông! Treo ở giữa không trung thiên long kiếm, đột nhiên một tiếng ông rung động. Đợi Triệu Bân ngửa mắt lúc, chính mỗi ngày long kiếm quang mang đại thịnh. Đi mau, có người thôi diễn nơi đây. Vân Thương Tử liền nói ngay. Nhưng, không đợi Triệu Bân có chút cử động, liền thấy một vệt ánh sáng hoàng từ trên trời giáng xuống. Cẩn thận một nhìn, mới biết là cái áo bào màu vàng lão giả, cũng không phải là bản tôn, nó thể phách liên quan quần áo, đều là hư ảo trong suốt, ngược lại càng giống là một cái bóng mờ, chính là đạo hư ảnh này, khí tràng cực bàng bạc, sau lưng diễn đầy hủy diệt dị tượng, có thể thấy núi thây biển máu, cũng có sao trời khô diệt. Mà mẹ nó! Vân Thương Tử thấy chi, không khỏi sổ một câu nói tục. Thiên tộc thánh nữ thấy chi, cũng là một cái chớp mắt sắc mặt trắng bệch. Cái này ai vậy? Triệu Bân hỏi. Hắn là mặt trời lặn lão tổ, mặt trời lặn tiên vương sư huynh, cùng ngươi sư tôn cùng thế hệ. Vân Thương Tử nói, lúc nói chuyện còn tàn hồn từng đợt rung động, lão gia hỏa này. Cũng không phải bình thường nhân vật. Hắn tự mang định vị sao? Ngắm chuẩn như vậy. Trống rỗng dáng lâm hư ảnh thân. Chính là thiên phú của hắn thần thông. Cho dù là một mạch thiên phú thần thông, cái này đến cũng quá nhanh. Âm thầm nhất định có diễn thiên một mạch người giúp hắn. Vân Thương Tử lại nói, phối hợp diễn thiên suy tính, cùng thiên phú của hắn thần thông, tới đây chỉ cần một cái tâm niệm, dù là vượt ngang vô số tinh vực. Tiểu bối, để lão phu dễ tìm. Mặt trời lặn hư ảnh nhạt nói, không nhìn thiên tộc thánh tử, chỉ nhìn Triệu Bân cùng thiên tộc thánh nữ. Lúc trước thần tử bên ngoài bị trói, thiên tộc thánh nữ là ở đây, cho nên bọn cướp định cùng thiên tộc thánh nữ thoát không can hệ, tìm tới thiên tộc thánh nữ, liền có thể tìm được làm ác giả. Bây giờ đến xem, bọn cướp hơn phân nửa chính là thiên tộc thánh nữ bên cạnh vị kia, nhất định là bọn hắn liên thủ, tính toán nhà hắn thần tử. Về phần hắn vì sao có thể tìm được, tự nhiên là có cao nhân âm thầm giúp đỡ. Vân Thương Tử đoán không giả, là diễn thiên một mạch người, lấy suy tính làm định vị. Không đúng. Nhìn nhiều Triệu Bân liếc mắt, mặt trời lặn hư ảnh lão mắt cực điểm nhắm lại. Tiểu tử này nhìn xem thật xinh quen mặt, có chút giống Đại La Thánh Chủ. Hoặc là nói, hắn chính là Đại La Thánh Chủ. Mặt trời lặn hư ảnh cười, cười âm trầm đáng sợ. Quỷ hiểu được đến bắt bọn cướp, còn có thể đụng vào Đại La Thánh Chủ. Cái này không có mau bệnh, thế lực đối địch cùng thiên tộc dư nghiệt cùng một ruột, hùn vốn hố thần giáo, trách thì trách nhà hắn thần tử quá phế vật. Hộ vệ cũng không cố gắng, sửng sốt làm cho đối phương đem người buộc đi. Cái này, đều không trọng yếu. Trọng yếu chính là, hắn đem người tìm được. Sớm nghe tiền bối đại danh, quả là danh bất hư truyền. Triệu Bân ngoài miệng nói, trên tay không có nhàn rỗi, đã xách ra tê dần túi bột đá, tại thiên tộc thánh tử trên thân bôi lên, lấy ngăn cách người sống khí. Có thể làm Đại La Thánh Chủ, người nên có chỗ bất phàm. Mặt trời lặn hư ảnh không nghe Triệu Bân nói linh tinh. Lúc này nhô ra đại thủ, cách không chụp vào Triệu Bân, tiểu tử này mới là một con cá lớn. Triệu Bân không động, ngay lập tức tế ra Hạo Thiên. Hạo Thiên cũng đầy đủ chỉnh tề, một quyền oanh diệt hư ảo đại thủ. Nho nhỏ con rối cũng dám cản ta. Mặt trời lặn hư ảnh lạnh lùng nói, một trường vung mạnh bay Hạo Thiên. Cũng là tích tắc này, Triệu Bân đem ngủ say thiên tộc thánh tử, thu nhập vĩnh hằng giới. Còn có thiên tộc thánh nữ. Cũng bị cùng nhau đưa vào, lý do an toàn, cũng dùng bột đá ngăn cách khí tức. Hắn bản tôn không lâu liền đến, Vân Thương Tử bận bịu hoảng nói. Trở về, Triệu Bân triệu hồi Hạo Thiên, quay người liền đột. Lão phu sẽ thả ngươi đi, mặt trời lặn hư ảnh một bước đi ngang qua không gian, lần nữa đến Triệu Bân con đường, trong tay áo có một đầu phù văn xích sắt bay ra, như điện xà nhanh như sấm sét, hướng Triệu Bân quấn quanh mà đi. Bắt ta! Triệu Bân cười lạnh một tiếng, tại chỗ đến cái hồi mã thương. Tại bị quấn quanh trước một giây, hắn thi thiên nhãn thuấn thân, chớp mắt giết tới mặt trời lặn hư ảnh trước mặt, sau đó chính là Hạo Thiên con rối, mang theo tiên vương kiếm giết ra, thẳng đến mặt trời lặn hư ảnh đầu lâu bổ tới. Phốc! Màu vàng hồn lực huyết quang chợt hiện, mặt trời lặn hư ảnh đầu người rơi xuống đất. Quỷ dị chính là, con hàng này lại chưa tiêu tán, có rộng rãi lực lượng mãnh liệt. Vừa định bổ đao Triệu Bân,
tại chỗ bị chấn lật, liên đới hắn Hạo Thiên con rối cũng cùng nhau bị đụng bay, càng quỷ dị chính là, mặt trời lặn hư ảnh bị chém rất đầu lâu, không ngờ nháy mắt khôi phục như lúc ban đầu. Khá lắm thuấn thân chi pháp. Này Hàng cười dữ tợn, mi tâm bắn ra một vệt kim quang. Kim quang một cái chớp mắt lột xác diễn hóa, thành một bức sơn thủy trận đồ. Trận đồ hoành thiên vải liệt, trong đó sơn thủy tùy theo biến tươi sống, còn chưa đứng vững thân hình Triệu công tử, bị kéo vào trận đồ bên trong, đó là một loại phong ấn trận đồ, đồ bên trong là tự thành một không gian. Mở. Triệu Bân ngự động Hạo Thiên con rối, tự đứng ngoài chém trận đồ một kiếm. Trận đồ dù chưa phá vỡ, lại là bị đánh ra một đạo cái khe nhỏ. Triệu công tử thấy khe hở cắm châm, ngay lập tức từ khe hở độn ra tới. Người tiểu bối này, quả nhiên có mấy phần đạo hạnh. Mặt trời lặn hư ảnh một câu u cười, trong mắt có điện mang chém ra. Tiếp theo chính là một đạo óng ánh huyết hoa, là Triệu Bân thân hủy thần diệt. Nói cho đúng, là hắn làm cái giả tượng, trộm đạo chui vào vĩnh hằng giới, chuyện này hắn thường xuyên làm, cũng là xe nhẹ đường quen, phối hợp hắn siêu tài diễn xuất cao, sửng sốt hù đối phương lông mi hơi nhíu. Chết rồi! Mắt thấy Triệu Bân bạo diệt thành huyết hoa, mặt trời lặn hư ảnh lông mi hơi nhíu. Hắn xuống tay quá ác rồi, thậm chí không để ý đem người đánh thành cho, cũng hoặc tiểu bối này quá yếu đuối, thậm chí hắn cái này không đến ba thành một đạo công phạt, đều có thể nhẹ nhõm đem nó đánh hồn phi phách tán. Hắn chưa đi, bắt một sợi Triệu Bân còn sót lại khí huyết. Khí huyết bên trong xác thực đã không linh, đối phương sợ là thật chết rồi. Đi một chuyến uổng công. Mặt trời lặn hư ảnh hừ lạnh một tiếng, phất tay áo tiêu tán. Gặp hắn rời đi, Vân Thương Tử hung hăng thở dài một hơi. Đừng nói, người nào đó tinh xảo diễn dịch, thời khắc mấu chốt còn rất tốt làm, như thế cái mặt trời lặn hư ảnh, tầm mắt đạo hạnh là cùng bản tôn liên kết, lại cũng bị hù xoay quanh, thật mẹ nó nước tiểu tính. Đạo hữu, thiên tộc thánh nữ đầy rẫy lo lắng. Không sao, Triệu Bân đã ngồi xếp bằng ngộ đạo trên đá. Vì diễn đầy đủ thật, hắn cái này đại giới cũng thảm thiết. Cùng lúc trước đồng dạng tên vở kịch, hắn lại một lần tự bạo thân thể, chỉ vì lừa qua kia mặt trời lặn hư ảnh, liền Hạo Thiên một kiếm tuyệt sát đều không đánh chết đối phương, kia cũng không có tiếp tục đánh cần phải. Như đến chính là mặt trời lặn thần tử, hắn sẽ một hơi đem nó đánh thành cho. Nói nhiều đều là nói nhảm, nhanh chóng tái tạo thân thể mới cần gấp nhất. Thiên tộc thánh nữ không có quấy dày, lại tế tiên lực cho thần tử tẩm bổ thể phách, trong lòng rất nhiều áy náy, đối phương sở dĩ tìm chuẩn như vậy, đều là bởi vì nàng, ân nhân cũng đi theo nàng một khối gặp nạn. Thật đúng là mời diễn thiên một mạch, Vân Thương Tử nói nhỏ. Nghe hắn ngữ khí, kia là lo lắng, bởi vì diễn thiên rất là quỷ dị. Tựa như lần này, trống rỗng đến cái hư ảnh, đây là ngắm có bao nhiêu chuẩn. Đã là có diễn thiên một mạch nhúng tay, vậy bọn hắn đường về nhà, liền sẽ biến dị thường gian nan, Triệu Tử Long làm giả chết một màn này, lừa qua đối phương nhất thời, lừa gạt bất quá đối phương một thế. Đợi mặt trời lặn kịp phản ứng, lại sẽ là một trận ách nạn. Đến lúc đó, dù có tị thế phù cũng chưa chắc có thể che giấu hành tung. Thật đem mặt trời lặn thần giáo chọc giận, Vân Thương Tử treo ở giữa không trung. Là con hàng này gan quá lớn, buộc người ta thần tử, còn bắt chẹt một phiếu. Mặt trời lặn thần giáo là bực nào tồn tại, cho tới bây giờ đều là nó khi dễ người khác, chưa bao giờ từng ăn lớn như vậy thua thiệt, nguyên nhân chính là chưa ăn qua, mới phá lệ phát hỏa. Thậm chí lão tổ cấp đều tự mình hạ tràng bắt người. Không cần một lát, Triệu Bân liền đứng lên. Thời gian quá ngắn, còn chưa hoàn toàn tái tạo thể phách. Nhưng hắn không có thời gian chờ, đối phương thời khắc đều có thể trở về sẽ đến. Ông! Hắn chuyển ra vực môn, trồng mấy triệu tiên thạch. Đợi khắc xuống không gian tọa độ, thông đạo tùy theo bắc ra tới. Hắn một bước đi vào, tại thông đạo trung tiếp tục tái tạo lấy thể phách. Trường sinh quyết cũng hoàn toàn chính xác bá đạo, chẳng qua mấy canh giờ liền tố ra thân xác, ám thương tất nhiên là thiếu không được, chẳng qua trong thời gian ngắn không có gì đáng ngại. Diễn thiên một mạch thật có ngươi nói như vậy tà dị? Triệu Bân hỏi. Này một mạch nhân tài đông đúc, Vân Thương Tử lời nói này có chút hàm xúc. Hắn hàm xúc để Triệu công tử trao mày, có diễn thiên tham dự, hắn cái này chỉnh rất bị động, ba ngày hai đầu cho hắn đến cái suy tính diễn hóa, lại là chuẩn xác định vị. Ai mẹ nó nhận được? Hẳn là diễn thiên một mạch đại năng ra tay thôi diễn. Vân Thương Tử lo lắng nói. Nửa câu sau hắn không nói, đã là đại năng, kia tị thế phù liền không khác bài trí.
chớ nói Triệu Tử Long một ngoại nhân, tuy là giấu trời một mạch, cũng chưa chắc có thể phòng ở. Con! Hai người chính nói lúc, một đạo kiếm ngân vang đột nhiên vang lên. Sau đó, kiên cố vực môn thông đạo liền bị chém đứt. Triệu Bân vội vàng không kịp chuẩn bị, tại chỗ bị cuốn vào vết nứt không gian, còn không đợi hắn chủ động thoát ra khe hở, liền cảm giác một cỗ lực lượng thần bí, đem hắn từ khe hở túm ra tới, mạnh đến không cách nào phản kháng. Oanh! Hắn cái này rơi xuống đất không sao, đập tinh không một trận lắc lư. Đợi đứng vững, lọt vào trong tầm mắt liền thấy một đạo hư ảo bóng người hiển hóa. Vẫn là mặt trời lặn hư ảnh, tựa như một con địa ngục bay ra u linh. Cái này cũng có thể tìm được, Vân Thương Tử kinh hãi. Phải biết, bọn hắn là tại không gian truyền tống thông đạo bên trong A. Đã là thông đạo, tự có không gian màn ngăn, đối phương chống rỗng dáng lâm cùng diễn thiên một mạch thôi diễn, lại cũng có thể chuẩn xác định vị, đây cũng quá dọa người, cái này hai mạch truyền thừa là thông thần sao. Tiểu bối, sẽ không ít mà, mặt trời lặn hư ảnh u cười. Tiền bối quá khen, Triệu Bân sắc mặt vô cùng khó coi. Tiên giới thật đúng là ngọa hổ tàng long A, hắn trò vặt không dùng được. Để sắc mặt hắn càng khó coi hơn sự tình còn tại đằng sau, cái kia đạo mặt trời lặn hư ảnh lại từng tấc ngưng thực, tố ra nguyên thần cùng thân xác, cũng tố ra hủy diệt uy áp, cường đại khí chàng rung động tinh không. Lần này không phải hư ảnh. Lần này là mặt trời lặn lão tổ bản tôn đích thân tới. Không hổ là bản tôn, xa không phải hư ảnh thân có thể so sánh, hắn trong mắt cùng sau lưng chỗ diễn hóa hủy diệt dị tượng, lộ vẻ càng chân thực càng huyền ảo hơn, cổ xưa đạo âm, bừng tỉnh giống như xuyên qua một đầu năm tháng trường hà. Có thể để cho bổn tọa đích thân tới hậu bối, ngươi là người thứ nhất. Mặt trời lặn lão tổ nhạt nói, lời nói như vạn cổ lôi đình, rung động tiên khung. Triệu Bân bị chấn ho ra đầy máu. Tôn này tiên vương mạnh có chút không hợp thói thường, hơn phân nửa là đỉnh phong nhất cảnh, chỉ nhàn nhạt một câu, liền tiềm ẩn diệt thế sức mạnh, một nháy mắt suýt nữa chấn diệt hắn bản mệnh nguyên thần. Hắn muốn đi gấp, làm sao phiến tinh không này đã bị phong cấm? Hắn muốn trốn vào vĩnh hằng giới, làm sao thời hạn còn chưa tới? Đối đầu một tôn đỉnh phong cảnh tiên vương, hắn không có chút nào sống sót cơ hội, hắn cái gọi là nội tình cùng căn cơ, tại tu vi tuyệt đối áp chế xuống. Tất cả đều là bài trí, một kích liền đủ hắn táng diệt hơn trăm lần. Xong. Vân Thương Tử một câu tái nhợt. Thiên tộc thánh nữ cũng là tuyệt vọng. Chỉ vì đối phương là mặt trời lặn lão tổ. Triệu Bân cắn chặt hàm răng, nhưng vẫn là ngăn không được hai chân từng đợt run rẩy. Đây không phải là e ngại, mà là đối phương uy áp quá mạnh, tựa như một tòa 8.000 trượng cự nhạc đặt ở hắn đầu vai. Còn có cái này tinh không, đã bị phong gắt gao, chớ nói bỏ chạy. Hắn cái này ngay cả động một chút đều vô cùng gian nan. Dưới mặt nạ ngươi, nên cất giấu ngàn vạn bí mật. Mặt trời lặn lão tổ một câu u cười, muốn để lộ Triệu Bân huyết mạch mạng che mặt. Hắn là tiên vương đỉnh phong, vẻn vẹn cũng nhìn không thấu đối phương bản nguyên, có như thế che lấp, đối phương huyết thống, nhất định là nghịch thiên cấp, như không có mấy cái bàn trải, cũng không có khả năng làm đại la tiên tông thánh chủ. Ngô! Triệu Bân kêu rên không ngừng. Trong cơ thể xương cốt càng là một trận lốp bốp. Đối mặt mặt trời lặn lão tổ dò tới đại thủ, hắn cái này ngay cả động cũng không động đậy. Nhưng vào lúc này, có một đạo hoa mỹ tiên hà, từ mờ mịt hư vô rơi vào phiến tinh không này, phá mặt trời lặn lão tổ phong cấm, cũng giải tinh không càn khôn, liên đới mặt trời lặn lão tổ đều bị đẩy lui. Triệu công tử chỉ cảm thấy trước mắt nhoáng một cái, đã có một bóng người xinh đẹp ngăn tại trước người. Nàng như vẽ cuốn chúng đi ra một cái tiên tử. Nghịch thời gian trường hà mà tới. Rất quen thuộc bóng lưng. Triệu Bân một tiếng lẩm bẩm ngữ, tâm thần có chút hoảng hốt. Hắn tuyệt đối gặp qua người này, lại nhất thời ở giữa nhớ không nổi. Bất niệm thiên. Mặt trời lặn lão tổ một bước đứng vững, u cười thần thái nháy mắt tán đi. Giải rác ba chữ, nghe Triệu công tử cùng Vân Thương tử bọn hắn đều vô cùng đến tinh thần, viện quân đến, mà lại còn là đại la tiên tông người mạnh nhất. Chính là tiên tông đến nay nhất có nhìn phong thần một người. Lấy ngươi hạng người phân, lại cũng đối hậu thế ra tay. Bất niệm thiên nhẹ môi hé mở, lời nói như tiên khúc vang vọng cửu thiên. Nàng đến không tính là muộn, cũng cuối cùng là nhìn thấy theo như đồn đại đại la thánh chủ, đúng là một cái cố nhân, chuẩn xác hơn nói. Là nàng hóa thân một cái cố nhân, đúng là từ phàm trần giết tới tiên giới. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Oanh! Ầm ầm! Tinh không mênh mông,
bởi vì bất niệm thiên giáng lâm, biến lắc lư không chịu nổi. Là hai tôn tiên vương đang đối đầu, một cái uy áp khủng bố, một cái khí tràng rộng rãi, thậm chí giữa hai người vùng tinh không kia, bởi vì nhìn không được nghiền ép, tại từng khúc sụp đổ, hủy diệt lôi điện, tùy ý bay múa. Thật mạnh! Triệu Bân tâm cảnh rung động, đỉnh phong tiên vương quả nhiên không phải đóng. So sánh hắn, Vân Thương Tử liền bình tĩnh nhiều, từng không chỉ một lần gặp qua bất niệm thiên, nàng chi đáng sợ, xa không phải nhìn thấy trước mắt, tiên tông nhất có nhìn phong thần một người, nàng phong hoa là tuyệt đại. Buộc ta mặt trời lặn thần giáo thánh tử, người thật sự là giáo đứa đổ nhi tốt. Mặt trời lặn lão tổ lạnh lùng nói, lực lượng hơi có vẻ không đủ, bởi vì đối diện vị kia, là cùng hắn đồng cấp, hơn nữa còn mạnh hơn hắn. Là hắn trước phái người ám sát ta. Không đợi bất niệm thiên ngôn ngữ, liền nghe Triệu Bân một tiếng gào to. Cũng là thừa dịp nói lời này cơ hội, hắn hướng phía trước góp một bước. Chủ yếu là nghĩ nhìn một cái bất niệm thiên dung nhan, bóng lưng như vậy quen thuộc, có thể không phải người quen. Lúng túng là, hắn đạo hạnh quá thấp, thấy không rõ bất niệm thiên tôn vinh, không những thấy không rõ, còn bị lắc hai mắt nổi đom đóm. Kết quả là, hắn lại xoa mắt lui lại một bước, miễn cho không để ý, bị mặt trời lặn lão tổ miểu sát. Thù mới thù cũ, hôm nay cùng nhau thanh toán. Bất niệm thiên một bước vượt ngang càn khôn, phật tay một mảnh tiên biển càn quét cửu thiên. Tinh không lại lắc lư, nhịn không được tiên biển hủy diệt, liên miên lớn sụp đổ. Chả lẽ lại sợ ngươi? Mặt trời lặn lão tổ hừ lạnh một tiếng. Tế một cái sáng như tuyết thiên đao, cưỡng ép bổ ra tiên biển. Đối mặt, liền thấy một con óng ánh ngọc thủ, bừng tỉnh từ xưa thời đại cũ đánh tới. Mặt trời lặn lão tổ tâm sợ, thông suốt một bước đứng vững, ngay lập tức mở thủ hộ chi pháp. Cái gọi là thủ hộ chi pháp, chính là một vòng vàng óng ánh mặt trời, mà hắn, liền đứng ở mặt trời bên trong, muốn tổn thương hắn, nhất định phải trước phá mặt trời. Ngô! Triệu Bân rên lên một tiếng, bị mặt trời chi quang đâm hai mắt chảy máu. Là hắn quá yếu, yếu đến liền nhìn hí đều muốn trả giá bằng máu. Oanh! Óng ánh ngọc thủ rơi xuống, một chưởng đánh nổ màu vàng mặt trời. Thân ở trong đó mặt trời lặn lão tổ, thì bị vung mạnh lật hư không 800 trượng, có thể nghe hắn thể phách tiếng vỡ vụn, một hơi lão huyết cũng phun bá khí ầm ầm, bay ra ngoài. Thành một đầu duyên dáng màu đỏ đường vòng cung. Hôm nay, nhất định chém ngươi. Chịu một bàn tay, mặt trời lặn lão tổ chợt cảm thấy mặt mo nóng bỏng. Hắn vừa hô chấn thương khung, mi tâm khắc ra một đạo cổ xưa bí văn, bên ngoài thân còn khỏa một tầng áo giáp, toàn thân đều ánh vàng nở rộ, tựa như một vòng cực nóng nắng gắt, vạn đạo quang huy phổ chiếu tinh không. Ngô! Triệu Bân hai mắt vừa mới khôi phục thanh minh, lại bị lắc mắt. Lúc đầu nghĩ thừa dịp đại chiến nhìn lén bất niệm thiên tôn vinh, như vậy nguyên một, gương mặt kia gò má càng lộ vẻ mông lung, hắn nhìn qua nhiều người như vậy đánh nhau, là thuộc lúc này xấu hổ, nghe thấy thấy đều mơ hồ một mảnh. Oanh! Cùng với một tiếng oanh minh, mặt trời lặn lão tổ như kinh hồng xuyên thẳng hạ vũ. Bất niệm thiên thân pháp đoạt thiên tạo hóa, bước liên tục rơi xuống dẫm tinh không sụp đổ. Hai đại tiên vương tại hư vô phía trên khai chiến, một đông một tây thành hai thế giới, một cái cánh hoa bay tán loạn, một cái mặt trời chiếu sáng, đều diễn xuất riêng phần mình dị tượng, va chạm ra hủy diệt quang huy. Không khó nhìn thấy, mặt trời lặn lão tổ triệt để rơi xuống hạ phong. Cùng là đỉnh phong tiên vương, hắn cùng bất niệm thiên chênh lệch cũng không phải một tí. Chỉ ít, tại Triệu công tử xem ra là như thế cái cục diện, mặc cho tên kia tia sáng vạn đạo, bí pháp thông thần, cũng khó cản bất niệm thiên óng ánh ngọc thủ, rất tốt cho hắn trình bày như thế nào một trưởng phá vạn pháp. A! À, mặt trời lặn lão tổ tóc tai bù xù, kêu gào tiếng vang triệt cửu tiêu. Lão gia hỏa kia sợ là thật bị đánh kinh, liên tiếp mở cấm pháp, một bộ không chết không thôi tư thế, hắn tốt xấu là một mạch lão tổ cấp, đúng là chiến không được một cái nương môn, quả thực nén giận. Gào thét càng vang dội, chùy càng thê thảm hơn. Bây giờ mặt trời lặn lão tổ, chính là cái hiển nhiên ví dụ. Hắn cái gọi là cấm pháp, tại bất niệm thiên trước mặt đều rất giống thành bài trí, khó cản bất niệm thiên công phạt, cái gì cái đao mang kiếm quang, cái gì cái pháp khí sát trận, đều không kịp bất niệm thiên một con óng ánh ngọc thủ. Thấy không rõ. Triệu Bân ngẩng lên cái đầu, DC vọng xuyên bất niệm thiên chân dung. Nhưng, hắn cái này cuối cùng thị lực, cũng không có thể phá đi kia mặt mông lung. Nhà ngươi sư tôn, chính xác bá khí. Vân Thương Tử có phần phấn khởi, rất có nhảy ra nhảy nhót một phen tư thế. Làm sao,
hắn chỉ là một tia tàn hồn, một cái dư chấn liền đầy đủ hắn táng diệt. Lão đầu nhi, nhưng có bất niệm thiên chân dung, Triệu Bân hỏi. Như vậy gọi thẳng ngươi sư tôn tục danh, không tốt a. Vân Thương Tử lại chui vào Triệu Bân trong tay áo, còn có, nhà ngươi sư tôn dáng dấp ra sao, người cái này làm nàng đổ nhi, chẳng lẽ không biết. Ta nhận qua tổn thương, được chứng mất trí nhớ. Làm cho cái này quên, đầu óc ngươi có hố. Vân Thương Tử nói, lấy hồn lực diễn hóa một bức chân dung. Chân dung là hư ảo, thành thần biết bay vào Triệu Bân trong đầu, kia là nữ tử, phong hoa tuyệt đại, độc hữu một loại mộng ảo ý cảnh, tắm rửa tại tinh huy dưới ánh trăng, tựa như một tôn nữ thần minh. Triệu Bân nhìn không khỏi khẽ giật mình, mộng, mộng điệp. Không sai, là mộng điệp, nhân giới túy mộng lâu đầu bài hoa khôi. Năm đó trong nhân thế, chính là hắn đem mộng điệp đưa về nhà, cũng là hắn đem mộng điệp táng tại cố hương, mỗi khi gặp đi ngang qua đầu kia tên là Vong Xuyên sông lúc, hắn đều sẽ dẫn theo rượu, đi bái tế một phen. Chưa từng nghĩ, mộng điệp đúng là bất niệm thiên hóa thân. Khó trách nhìn xem quen mặt, cũng không liền là người quen mà. Hắn có chút tâm thần mơ hồ, hoặc là nói là hoài nghi nhân sinh, tổng cảm giác phàm giới những cái kia bạn tốt, cũng còn cất giấu một loại khác thân phận, làm không tốt chính là những người khác một cái hóa thân, tựa như Ngọc Cần, Đại Hạ Hồng Tước, Vân Yên cùng Mộng Điệp, thật như thế. Liền rất có ý tứ. Trung thực nói với ta, có hay không nhìn lén qua ngươi sư tôn tắm rửa. Vân Thương Tử lại chạy ra, một giây sau liền lại lùi về trong tay áo. Triệu Bân không có trả lời, một bên nhìn Thương Miểu đại chiến, một bên thuận tay đem Vân Thương Tử cho sách ra tới, đem con hàng này tàn hồn, lại đường đường chính chính đánh cái nơ con bướm, lại để cho ngươi không thành thật. Phốc, hư vô huyết quang chợt hiện, mặt trời lặn lão tổ lại đẫm máu. Hắn lần này tổn thương có chút thảm, nửa thân thể đều bị đánh thành thịt nát nát xương, trái lại bất niệm thiên, cũng như một giấc mộng bên trong đến tiên tử, áo không dính bụi, rất là nửa chút chật vật đều không có. A, à, mặt trời lặn lão tổ lại kêu gào, phát ra từ linh hồn tức giận. Hắn mặc dù không thông vạn pháp trường sinh quyết, nhưng hắn sức khôi phục, cũng không thua kém một chút nào tái sinh lực lượng, bị đánh hủy thân thể, ba lượng nháy mắt phục hồi như cũ, sau lưng dâng lên một tôn huyết sắc mặt trời. Triệu Bân thấy chi, trơn tru thoát ra đi rất xa. Huyết sắc mặt trời quỷ dị, ánh nắng rất có hóa diệt lực lượng. Bất niệm thiên hoàn toàn như trước đây cường thế. Chân đạp tiên hà đi ngang qua cửu tiêu, vẫn là một con óng ánh ngọc thủ, mang theo quyền lực lượng hủy diệt, đánh thái dương quang huy ảm đạm, hơi kém băng diệt tại hạo vũ tinh không. Giết! Mặt trời lặn lão tổ nghiến răng nghiến lợi, một bộ chơi bạc mạng dáng vẻ. Hắn điên cuồng, để trận này tiên vương đại chiến biến thành càng thêm to lớn, hạo vũ đều bị u ám che lấp, cô quạnh sấm sét bay múa, băng lãnh tiên quang tung hoành, đánh càn khôn đều hỗn loạn không chịu nổi. T. Triệu Bân hít khí lạnh, nhìn vừa lui lại lui. Đỉnh phong tiên vương chiến trường, có vẻ như đã là một mảnh cấm khu, chớ nói hắn, liền thái hư cảnh đi vào, cũng có chết khả năng, là hai người quá mạnh thật đáng sợ, dư chấn đều tiềm ẩn tuyệt diệt sức mạnh. Thật quá dài mặt, Triệu Bân nhìn hoa mắt. Toàn bộ mặt trời lặn thần giáo, trừ mặt trời lặn tiên vương, không người là ngươi sư tôn đối thủ. Vân Thương Tử lại nói, không dám tiếp tục hô to nói lớn, liền sợ tiểu tử này. Lại cho hắn tới một cái nơ con bướm. Mặt trời lặn tiên vương. Triệu Bân một tiếng lẩm bẩm ngữ, không khỏi nhớ lại phàm giới. Hắn cùng mặt trời lặn tiên vương là lão oan gia, tên kia nhập phàm hai cái hóa thân, đều là bị hắn diệt, bây giờ đến tiên giới, đối phương hơn phân nửa có phát giác, dù sao chân dung của hắn sớm đã truyền ra. Ngày khác, nhất định chém ngươi. Vẫn là câu này lời kịch, mặt trời lặn lão tổ lại sách một lần. Khác biệt chính là thời gian biến thành ngày khác, nói vô cùng tàn nhẫn nhất, lại làm nhất sợ sự tình, chiến không được bất niệm thiên, đúng là quay đầu mở đột, tiên vương kim thân đã là không gặp hình người. Hắn muốn bỏ chạy, bất niệm thiên tất nhiên là không làm. Gặp nàng một tay bấm niệm pháp quyết, một tòa kình thiên cửa lớn ẩm vang trống ra. Bỏ chạy mặt trời lặn lão tổ, thấy chỉ bỗng nhiên biến sắc, lúc này xé mở khe hở, muốn dùng không gian độn pháp, làm sao bất niệm thiên càng nhanh. Lăng thiên một trường ép diệt không gian, có đem nó ép ra ngoài. Ông! Đúng lúc gặp kình thiên cửa lớn ông rung động, mặt trời lặn lão tổ được thu vào. Phía sau hình tượng, Triệu Bân nhìn không rõ rệt, chỉ biết trong môn oanh âm thanh một mảnh, nên mặt trời lặn lão tổ, ở bên trong oanh kích cửa lớn, mơ hồ có thể nghe tiếng gào thét, trong tiếng hô ẩn giấu hai ba phần kêu rên. Phong!
Bất Niệm Thiên nhàn nhạt một chữ, ấn quyết lại biến. Cửa lớn tại Ông Dung Động bên trong định ra, tràn đầy bí văn lưu chuyển. Cho ta, phá! Trong môn truyền ra tiếng gầm gừ, mặt trời lặn lão tổ đánh ra hủy diệt một kích. Vì một kích này, đại giới cũng là thảm trọng, hắn tự bạo bản mệnh khí, cũng chính là ngày đó đao, lúc này mới cho kình thiên cửa lớn, xé mở một khe nứt, hắn miễn cưỡng từ trong môn độn ra tới. Bản mệnh khí tự bạo, cảm giác tất nhiên là không ra thế nào dễ chịu. Thêm nữa cửa lớn hủy diệt, hắn suýt nữa tại chỗ thăng thiên. Cơ hội như vậy, Bất Niệm Thiên như thế nào bỏ lỡ, tế một đạo khô diệt chi quang, nhìn mặt trời lặn lão tổ, toàn cảnh là hoảng sợ, bởi vì Bất Niệm Thiên một kích này, đủ có thể đem hắn giết tới tan thành mây khói. Oanh! Khô diệt ánh sáng qua, cho tinh không đâm ra một cái lỗ thủng đen. Không thấy mặt trời lặn lão tổ thân ảnh, đúng là một nháy mắt biến mất không còn tăm hơi. Hồng Trần Biển, Bất Niệm Thiên một tiếng khẽ nói. Nàng xem rất rõ ràng, mặt trời lặn lão tổ rơi vào Hồng Trần Biển. Hồng Trần Biển cùng loại Hồng Trần Đường, chính là thông đạo riêng biệt, chỉ có điều một cái là từ nhân gian thượng tiên giới, một cái là từ tiên giới hạ phàm ở giữa, nói trắng ra, mặt trời lặn lão tổ ở trong nháy mắt đó hạ phàm. Nàng xem một chút không kém, mặt trời lặn lão tổ thật sự nhập thế gian. Thật vừa đúng lúc, tên kia như một viên thiên thạch nhập vào đại hạ đế đô. Người nào? Hét to âm thanh vang lên theo, tiền lớn bóng người từ bốn phương tụ tới. Trong đó, liền bao quát đại hạ Hồng Uyên cùng Bất Diệt Ma Quân, tới một đạo còn có nhanh nhẹn cùng ma hậu, đang ngồi một khối đàm luận tâm đắc, nói chuyện chính vui vẻ lúc, kia bất minh vật thể liền nện xuống đến. Lan! Mặt trời lặn lão tổ quát to một tiếng, vô cùng phách lối. Hoàn toàn chính xác, hắn có phách lối tư bản, hắn nhưng là một tôn đỉnh phong tiên vương, cho dù rơi vào phàm trần. Cho dù tại phàm trần bị áp chế, cũng không phải phàm nhân có thể so sánh, nói chuyện sao có thể không kiên cường đâu. Sau đó, hắn liền bị quần ẩu. Mặt trời lặn tiên vương biến mất, đại chiến cuối cùng là kết thúc. Tinh không minh mông, bây giờ chỉ còn cảnh hoang tàn khắp nơi. Triệu Bân nhìn hai mắt tròn trịa, mặt trời lặn tiên vương trống rỗng không gặp, chẳng lẽ diễn thiên một mạch làm kêu gọi, hay là âm thầm có cường giả cứu, thậm chí Bất Niệm Thiên tuyệt diệt một kích. Đánh hụt. Là Hồng Trần Biển, Vân Thương Tử lo lắng nói. Hồng Trần Biển, Triệu Bân ngừng không khỏi nhíu mày. Cái này từ ngữ hắn đã là lần thứ hai nghe, lần đầu tiên nghe từ Vũ Hoa Tiên, Hồng Trần Biển cùng loại Hồng Trần Đường, là tiên giới thông hướng thế gian thông đạo một trong, khó trách biến mất, tên kia vậy mà nhập thế gian. Lúc này, hắn không khỏi có chút lo lắng. Như mặt trời lặn lão tổ rơi vào đại hạ, sợ sẽ là một trận ách nạn. Trên thực tế, sự lo lắng của hắn hoàn toàn là dư thừa. Cho dù hắn không tại, ma quân bọn hắn cũng có thể chống đỡ tình cảnh. Như lúc này, ngay tại tụ tập nhi bạo trùy mặt trời lặn lão tổ, cũng không phải là bởi vì mặt trời lặn lão tổ cái kia lăn chữ, là bởi vì con hàng này. Cùng năm đó Triệu Bân chém cái kia mặt trời lặn hóa thân, có một dạng khí tức cùng dị tượng. Cũng chính là nói, hai người bọn hắn đồng xuất một mạch. Đã là địch không phải bạn, kia còn khách khí cái gì? Quản ngươi là ở đâu ra, nhập phàm trần, ngươi cũng phải nằm sấp. A, à, mặt trời lặn lão tổ gào thét, là phát ra từ linh hồn gào thét. Là hắn đánh giá sai phàm trần lực lượng, lại có nhiều như vậy ngoan nhân, hắn bị thương nặng, tu vi lại bị áp chế, tất nhiên là song quyền nan địch tứ thủ, cũng không liền bị quần ẩu. Bản thân đều thay ngươi xấu hổ. Nhàn nhã câu cá chế tài người, hướng cái này liếc qua, tựa như nhận ra mặt trời lặn lão tổ. Hắn dù không biết tiên giới phát sinh cái gì, lại biết đem con hàng này đánh thảm như vậy, là Đại La Tiên Tông người, nhìn hắn trong cơ thể còn sót lại sát ý cùng tiên lực, xác nhận Bất Niệm Thiên nha đầu kia. Tại tiên giới bị truy, đến thế gian vẫn là bị truy. Đỉnh phong tiên vương làm được phần này bên trên, tiểu tử kia hẳn là đầu một cái. Từ cái này thu mắt, hắn lại nhìn về phía Thương Miểu, tính toán thời gian, cái kia họ Triệu người tài, đã đi hơn 100 năm. Không biết phải chăng là đã đến Đại La Tiên Tông, phải chăng đã tìm được Bất Niệm Thiên. Không sai, Trường Sinh Tiên rơi xuống thế gian lúc, hắn là biết đến. Trường Sinh Tiên phó thác Triệu Bân Mặc Thiên ban chỉ sự tình, hắn cũng có thể tính ra tới. Tiểu tử kia là cái thủ hứa hẹn người, cũng là mang theo sứ mệnh nhập tiên giới. Siêu! Chính nhìn lên, chợt thấy một vòng thần quang từ trên trời giáng xuống. Kia là một bóng người, đúng là không nhìn tiên phàm màn ngăn. Chế tài người thấy chi không khỏi nhíu mày,
bởi vì đây không phải là bình thường người, kia là một tôn hàng thật giá thật thần. Thật vừa đúng lúc, hắn còn nhận ra. Tôn kia thần chi về sau, lại liên tiếp xuống tới mấy cái. Như ở tại thần giới, hắn khẳng định mắt tiểu, nhưng ở thế gian liền không giống. Hắn chính là chế tài người, là phàm gian, một cái duy nhất không nhận tu vi áp chế thần minh. Cái gì ngày tháng tốt, đem mấy vị đều thổi đến phàm giới. Chế tài người lo lắng nói. Nhữ, có thể thấy được nguyệt thần hạ phàm giới. Không thấy bóng người ngoi đầu lên, lại có một đạo thần thức truyền âm tới, sở dĩ không ngoi đầu lên, là bởi vì bọn hắn còn chưa chân chính giáng lâm thế gian, cũng nguyên nhân chính là chưa chân chính giáng lâm, bọn hắn mới không bị triệt để áp chế. Tìm lão phu tia, a hỏi, cũng không thể dùng bực này ngữ khí. Nến không, mấy vạn năm không gặp, người học được bản sự. Thế nào cái ý tứ, muốn tìm lão phu luyện một chút. Chế tài người liếc qua. Lời này mới ra, âm thầm là tĩnh lặng một mảnh, trừ phi đầu óc nước vào, nếu không ai sẽ tại thế gian cùng chế tài người đánh nhau, nói câu không dễ nghe, tên kia một cái rắm, đều có thể đem bọn hắn toát ra hệ ngân hà, lại vừa đi vừa về mấy chuyến không mang ngừng. Có thể thấy được nguyệt thần. Vẫn là người kia, lại một lần đặt câu hỏi. Dứt lời, liền thấy một viên thần châu từ trên trời giáng xuống, xem như hỏi đường phí. Cái này còn tạm được. Chế tài người tiện tay đón lấy, treo tại lòng bàn tay xem đi xem lại, cái này vật nhi là bất phàm chi vật, đối thần minh rất có công dụng, có lẽ là nhìn mê mẩn, hắn một hồi lâu cũng không trả lời vấn đề. Có thể thấy được nguyệt thần. Không gặp. Ta. Đơn giản sáng tỏ đối thoại, để chúng thần có chút phát hỏa. Đặc biệt là cho ra thần châu vị kia, thế nào còn có một chút thịt đau đâu. Bảo bối cho, cái gì cũng không hỏi ra tới. Nhữ, có về thần giới ngày đó. Tôn kia thần minh, băng lãnh mà cô quạnh. Lời này ngụ ý cũng rõ ràng, chờ ngươi tỉnh táo lại giới, nhìn lão tử không đập chết ngươi. Hù dọa ta không dùng được. Chế tài người còn tại nghiên cứu viên kia thần châu, một chút cũng không sợ. Hắn vì mà đến phàm giới làm chế tài người, kia là có nguyên nhân, cái gì nguyên nhân đâu. Vẫn là hắn ở tại thần giới gây quá nhiều cừu gia, nếu không phải như thế, nhàn nhức cả trứng mới tìm canh cổng việc này. Hắn sớm có dự định, liền đặt cái này dưỡng lão. Dám về thần giới, truy hắn người không thể so với nguyệt thần thiếu. Chúng thần minh đi, rẽ ngoặt đi địa phủ. Đồng dạng là chế tài người, minh giới vị kia cũng không thế nào dễ nói chuyện. Chúng thần sáng mai biết này hàng bản tính, một người cho một kiện bí bảo. Không gặp. Cái này, là minh thần trả lời. Cũng không biết là địa phủ không thấy ánh mặt trời quá u ám, vẫn là chúng thần không tìm thấy người thái thượng lửa, thậm chí kia từng trương mặt mo, đều đen như than cốc. So sánh dưới, bọn hắn lại cảm thấy nến không người coi như không tệ. Không giống vị này, sư tử há mồm, còn mẹ nó không làm nhân sự. Bên này, Bất Niệm Thiên đã từ phía trên vọt xuống, mông lung gương mặt, cuối cùng là rõ ràng thịnh thế dung nhan, linh triệt đôi mắt đẹp, vẫn là dấu đầy chuyện cũ trước kia, kia là từng đoạn táng ca. Triệu công tử, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Bất Niệm Thiên lời dạo đầu, đúng là một câu như vậy. Triệu Bân nghe tâm thần mông lung, không biết là Bất Niệm Thiên đang nói, vẫn là Mộng Điệp đang nói, năm đó Mộng Điệp, chính là dùng công tử xưng hô hắn, trăm năm về sau. Đồng dạng xưng hô, xuất từ Bất Niệm Thiên miệng. Công tử. Vân Thương Tử có chút mơ hồ, thiên tộc thánh nữ cũng thần sắc kinh ngạc. Cái này một cái sư phụ một cái đồ nhi, thật sự là có ý tứ, bình thường đều là như vậy gọi người. Ta nên gọi ngươi Mộng Điệp, vẫn là nên gọi ngươi Bất Niệm Thiên. Triệu Bân cười nói. Thật sao, vốn là mơ hồ Vân Thương Tử cùng thiên tộc thánh nữ, lại là một đầu dấu chấm hỏi. Phía trước có cái công tử. Đằng sau đến giấc mộng bướm, cái này hai sư đồ, thế nào kỳ kỳ quái quái. Đều tốt, Bất Niệm Thiên khẽ nói cười một tiếng. Có lẽ là Mộng Điệp tình cảm ràng buộc, mới khiến cho nàng đối cái này hậu bối, lộ ra chẳng nhiều lạnh lùng. Nàng cái này hóa thân, nửa đời trước quá khó khăn, nhất không quên ký ức, là về cố hương kia mấy ngày, có một cái gọi là Triệu Bân người, đưa nàng đưa về Vong Xuyên mổ yên mà đẹp, đây chính là cuộc đời của nàng. Gặp lại Triệu Bân. Đúng là ngoài ý liệu. Sử thượng đệ nhất tôn Hồng Trần Tiên, nên cất giấu rất nhiều cố sự. Hồi nhà, Bất Niệm Thiên lại cười một tiếng, tiện tay chống ra vực môn. Triệu Bân tùy theo đi theo, đến nay còn chưa đã ngứa. Mặc Thiên Ban chỉ ở đâu ra? Bất Niệm Thiên hỏi.
Trường Sinh Thiên tiền bối giao phó cho ta. Triệu Bân đưa lên ban chỉ. Thời gian qua đi 100 năm, hắn cuối cùng là hoàn thành đối tiền bối hứa hẹn, đem cái này Đại La Tiên Tông thánh vật, giao cho Bất Niệm Thiên, cũng nguyện Trường Sinh Thiên tiền bối trên trời có linh, hộ Tiên Tông trường thịnh không suy. Sư huynh, Bất Niệm Thiên cầm Mặc Thiên ban chỉ, toàn cảnh là bi thương. Nàng đã biết, Trường Sinh Tiên đã táng diệt, táng tại nhân giới. Thế sự vô thường, quá nhiều trời xui đất khiến, nàng hóa thân nhập phàm giới, sư huynh của nàng cũng rơi xuống phàm trần, mà lại còn là tại một cái quốc gia, khoảng cách cũng không phải rất xa, lại là chưa từng nhìn thấy, bỏ không một thế tiếc nuối. Vực môn thông đạo, Bất Niệm Thiên cầm Mặc Thiên ban chỉ thật lâu không nói, khó nén chính là thống khổ cùng ai lạnh. Còn nhớ kỹ năm đó, nàng cùng sư huynh cũng còn rất tuổi nhỏ, là cùng một ngày đi Tiên Tông cầu đạo. Mấy ngàn năm tương sinh làm bạn, càng sâu máu mủ tình thâm thân nhân. Năm tháng thấm thoát, nàng một mực kính trọng đại sư huynh, bây giờ chỉ còn cái này một viên băng lãnh ban chỉ. Triệu Bân trầm mặc không nói, chưa dám quấy rầy Bất Niệm Thiên, dù sao cũng phải cho người ta thương tâm thời gian. Cho dù đến thời khắc này, hắn vẫn như cũ có chút tâm thần hoảng hốt, khó có thể tin. Mộng Điệp đúng là Bất Niệm Thiên hóa thân, từ số không nhập thế, ngộ đạo tu hành, tư chất mặc dù kém một chút, nhưng kia không trọng yếu chính là tại phàm trần cảm ngộ, mà những cái này cảm ngộ, cũng sẽ ở trở về lúc tan cho bản tôn. Chẳng biết lúc nào, Bất Niệm Thiên mới thu ban chỉ. Đến tận đây, Triệu Bân mới mời ra bị phong ấn Đại La Thánh Nữ. Bất Niệm Thiên thấy chi, bận bịu hoảng tiến lên, nàng đã tìm nha đầu này thật lâu, chưa từng nghĩ tại Triệu Bân cái này. Không chỉ tu vi giảm lớn, còn chúng mặt trời lặn cấm chú, thời khắc này trạng thái, rất là hỏng bét. Nhưng có biện pháp cứu, Triệu Bân nhỏ giọng nói. Có, không nghịch thiên một chỉ điểm tại Đại La Thánh Nữ mi tâm, có một sợi tiên lực tràn đầy trong đó, thành một đạo cổ xưa tiên văn, đóng dấu tại nó bản mệnh nguyên thần bên trên, áp chế mặt trời lặn cấm chú. Nhưng, cũng chỉ là áp chế. Muốn triệt để khử diệt, nàng còn cần một người giúp đỡ, chỉ vì chúng chú quá sâu. Còn tốt nàng đến sớm, nếu là chậm thêm đến 3 năm ngày, sẽ vô cùng khó giải quyết. Gặp nàng nhẹ phẩy tay áo, đem Đại La Thánh Nữ thu nhập tử phủ. Triệu công tử có phần hiểu chuyện, trơn tru đem lá lan mời ra tới. Đại hạ Long Phi. Để Triệu Bân ngoài ý muốn chính là, Bất Niệm Thiên lại nhận ra Long Phi. Hoàn toàn chính xác, Bất Niệm Thiên nhận ra nàng, Đại hạ Long Triều công chúa mà. Nàng hóa thân Mộng Điệp, từng tới từng có gặp mặt một lần. Chỉ có điều, Triệu Bân không biết thôi. Luân hồi chuyển thế. Như tiền bối lời nói, nàng hai đời ký ức lẫn nhau bài xích. Bất Niệm Thiên chưa ngôn ngữ, ngọc thủ nhẹ nhàng đặt ở Long Phi cái trán. Một phen nhìn lén về sau, nhà đầu này ý thức đích thật là hỗn độn một mảnh. Cần ký ức chi hoa điều hòa. Bất Niệm Thiên thu tay lại, hạ kết luận cùng lúc minh giống nhau như đúc. Nàng cũng chỉ nói điều hòa, có thể hay không tỉnh lại nha đầu này. Nàng cũng không biết. Có biết nào có ký ức chi hoa? Đại La Tiên Tông liền có một gốc. Bất Niệm Thiên, để Triệu Bân kích động không thôi. Cuối cùng là có thứ hai gốc ký ức chi hoa tin tức. Chuyển thế Long Phi có thể cứu. Hắn chính kinh hỉ lúc, Bất Niệm Thiên từ trong cơ thể hắn nhiếp ra một giọt máu, treo tại lòng bàn tay xem đi xem lại, càng xem ánh mắt càng thâm thúy, chỉ biết 3 năm giây lát về sau, mới một tiếng lẩm bẩm, vĩnh hằng tiên thể. Nàng hơi kinh ngạc, Mộng Điệp trong trí nhớ Triệu Bân, cũng không phải là đặc thù huyết mạch, hắn ở đâu ra nghịch thiên huyết thống. Được từ đoạ tiên vân biển, Triệu Bân cười cười. Rất tốt, Bất Niệm Thiên cười một tiếng, lại sẽ Triệu Bân máu còn trở về phần đoạ tiên vân biển, nàng tất nhiên là biết, hoặc là nói, là Mộng Điệp biết, kia là Long Triều Tam Đại Cấm Địa một trong. Tiền bối, có một chuyện thỉnh giáo, Triệu Bân lại mở miệng. Cứ nói đừng ngại. Bất Niệm Thiên nhô ra một sợi tiên quang, rót vào Triệu Bân trong cơ thể, giúp nó nặng tố thể phách, phủ diệt trong cơ thể ám thương, thuận tiện còn nhìn lén một phen, tiểu tử này nội tình so với nàng trong tưởng tượng càng hùng hậu. Cũng đúng. Sử thượng đệ nhất tôn Hồng Trần Tiên mà, há lại vật trong ao. Hóa thân hay không, nhưng có phương pháp phân biệt, Triệu Bân thử dò hỏi. Tất nhiên là có, Bất Niệm Thiên cười, phật tay một viên linh châu, đây là bụi châu, có phải là hóa thân? Dùng nó một đo liền biết, tự nhiên, thần minh hóa thân ngoại trừ. Còn có cái này đồ tốt, Triệu Bân vô ý thức tiếp nhận, lật qua lật lại dò xét, nhìn không ra cái gì lạ thường, chỉ biết nặng dị thường,
dù là tu vi của hắn, cũng phải vận chuyển tiên lực mới được. Nhìn một lúc lâu, hắn mới ho khan cười một tiếng, hạt châu này. Làm sao dùng? Lấy một tia hồn lực, dung nhập trong đó thuận tiện. Bất niệm thiên cười nói, là hóa thân liền sẽ tia chớp, trái lại liền không có phản ứng, trừ thần minh hóa thân, nó đều có thể đo ra tới. Cái đồ chơi này rất đắt đi, Triệu Bân vừa nói, một bên phân ra một tia hồn lực. Chân quý dị thường, toàn bộ Đại La Tiên Tông, chỉ này một viên. Bất niệm thiên khẽ nói cười một tiếng. Đang khi nói chuyện, Triệu công tử đã xem hồn lực dung nhập Bụi Châu, không gặp Bụi Châu có đặc thù phản ứng. Theo bất niệm thiên nói, không có phản ứng liền không phải hóa thân. Triệu Bân hung hăng thở dài một hơi, kết quả này hắn rất hài lòng. Hắn cái này hài lòng, nhưng Bụi Châu lại răng rắc một tiếng vỡ vụn. Cái này, Triệu Bân không khỏi sững sờ, ngơ ngác nhìn xem lòng bàn tay Bụi Châu bã vụn. Bất niệm thiên cũng sững sờ, êm đẹp, Bụi Châu vì sao nổ tung? Lừa bịp hắn, hắn có tiền, Vân Thương Tử gào to một tiếng. Bất niệm thiên không nói, ánh mắt kỳ quái nhìn Triệu Bân. Nàng cái này xem xét không quan trọng, Triệu công tử có chút mắc tiểu. Thiên địa lương tâm, hắn mới cũng không có làm cái gì cái tiểu động tác. Về phần Bụi Châu vì mà nát, theo hắn bấm ngón tay tính toán, đây cũng là cái hàng nhái. Sửa một chút, có thể còn có thể sử dụng, Triệu Bân một tiếng gượng cười. Bất niệm thiên bị chọc cười, Bụi Châu vỡ vụn, thần minh đều không sửa được. Con hàng này là khắc Bụi Châu sao? Người khác nếm thử không có việc gì, hắn cái này thử một lần liền nát. Không sao, bất niệm thiên cười một tiếng, theo mắt nhìn về phía Vân Thương Tử. Lúc trước chỉ lo nhớ lại chưa từng phát giác, Triệu Bân trong tay áo lại vẫn cất giấu một tia tàn hồn. Vân Thương Tử cười ha ha, lúc này chui ra, có phần hiểu cấp bậc lễ nghĩa, xin ra mắt tiền bối. Ngươi chi khí tức, ta hình như có ấn tượng, bất niệm thiên một tiếng khẽ nói. Năm đó Côn Luân thịnh hội, từng xin ra mắt tiền bối. Vân Thương Tử bận bịu hoảng nói, đồ nhi ta thúc tổ sư đệ cháu trai thê tử cô. Là Đại La Tiên Tông trưởng lão, người xưng Cầm Tiên Tử. Khó trách. Bất niệm thiên thuận miệng một câu, Vân Thương Tử kia một nhóm lớn, nàng căn bản không có nghe, chỉ nghe thấy Cầm Tiên Tử, theo Tiên Tông bối phận để tính, Cầm Tiên Tử còn phải gọi nàng một tiếng sư thúc. Này tàn hồn bất phàm, nên tan qua tuyệt trần thiên mệnh. Nguyên nhân chính là cái này nhân hồn lực kỳ dị, nàng mới có hơi ấn tượng. Tới đây cho ta, Triệu Bân một tay bắt về Vân Thương Tử, lại cho đến cái nơ con bướm gói phục vụ, lừa bịp. Lại để cho ngươi lừa bịp, lão tử kiếm ít tiền dễ dàng sao? Thành tàn hồn còn như vậy không thành thật. Vân Thương Tử quỷ khóc sói gào, đau oa oa trực khiếu. Bất niệm thiên chỉ cười không nói, cái này một già một trẻ, thật thỏa thỏa hai tên dở hơi. Ầm. Đột nhiên một tiếng vang ầm ầm triệt, chấn vực môn thông đạo đều lắc lư. Triệu Bân một bước không có đứng vững, suýt nữa một đầu cắm kia, vẫn là bất niệm thiên đủ ổn, một cái nhẹ phẩy tay áo, vòng quanh hắn trốn vào tinh không, bởi vì chấn động quá lớn, vực môn thông đạo đã bị đánh gãy. Đợi cho tinh không, Triệu Bân ngay lập tức ngửa mắt. Lọt vào trong tầm mắt, liền thấy sấm sét vang dội cùng hủy diệt dị tượng. Có lẽ là động tĩnh quá lớn, nghiền hạo vũ đều từng khúc sụp đổ. Thần minh đang đánh nhau sao? Vân Thương Tử mắc tiểu, lại vọt về Triệu Bân trong tay áo. Hắn đoán một chút không giả, đích thật là thần minh đang đánh nhau, làm sao Triệu Bân tầm mắt quá thấp, cuối cùng thị lực, cũng không thấy rõ chân tướng, chỉ thấy lôi điện đầy trời cùng vô tận diễn hóa đáng sợ dị tượng. Hai người bọn họ thấy không rõ, bất niệm thiên lại có thể mơ hồ bắt giữ. Thần minh chuyên môn chiến trường, là tại hư vô bên ngoài, cách này vô cùng xa xôi. Nguyên nhân chính là vô cùng xa xôi, mới chưa quá nhiều tác động đến nơi đây, nếu như tại tinh không khai chiến, mảnh tinh vực này đều sẽ bị hủy diệt. Nhà nào thần minh, Vân Thương Tử ngoi đầu lên hỏi. Không biết, bất niệm thiên khẽ nói, bởi vì căn bản thấy không rõ tôn vinh. Triệu Bân dù trầm mặc, lại nắm đấm nắm chặt, hắn có một loại cảm giác, là nguyệt thần tại bị chúng thần truy sát, nhìn lớn như vậy động tĩnh, truy nàng thần minh cũng không ít, vậy nên là cái cỡ lớn quần ẩu hiện trường. Hắn muốn thượng thiên xem xét, làm sao đạo hạnh không tốt. Cho dù có thể đi lên, sợ là liền làm pháo hôi tư cách đều không có. Đi. Bất niệm thiên cuối cùng nhìn thoáng qua, lại một lần chống ra vực môn. Lần này, nàng đã bí pháp gia trì thông đạo, miễn cho thông đạo lại bởi vì dư chấn mà gãy vỡ. Tiền bối nhưng nghe qua Nguyệt Thần,
Triệu công tử giật giật Bất Niệm Thiên góc áo. Cửu thế thần minh, tất nhiên là như sấm bên tai. Bất Niệm Thiên còn tại gia trì thông đạo. Nghe nói, nàng bị chúng thần truy sát. Triệu Bân lại nói, nghĩ bộ một chút bí mật ra tới. Người tựa như đối nàng rất để bụng. Ta là hiếu kỳ thần thoại cùng truyền thuyết. Nàng đích xác giáng lâm tiên giới, cũng hoàn toàn chính xác bị chúng chí tôn truy sát. Bất Niệm Thiên lời nói ung dung, nhưng, tự thành luân hồi thần minh, không ai có thể chân chính giết chết nàng, trừ phi. Nói đến đây, Bất Niệm Thiên ngừng. Lại sau này nói, chính là bí mật. Triệu công tử lỗ tai thụ thẳng lăng lăng, còn đang mong đợi đoạn dưới. Còn có Vân Thương tử cùng Vĩnh Hằng giới thiên tộc thánh nữ, cũng là rất là tò mò. Trừ phi, trời xanh nhúng tay. Đủ 2-3 giây lát, Bất Niệm Thiên mới bổ nửa câu sau. Triệu Bân nghe cau mày, không rõ cái này trời xanh là. Mấy cái ngụ ý. Bất Niệm Thiên chưa lại nói, nói nhiều vô ích, đối hậu bối cũng là tăng thêm phiền não. Trừ phi trời xanh nhúng tay, ta đây tin, Vân Thương tử một tiếng nói thầm. Người tựa như biết không ít bí mật, thấy Bất Niệm Thiên ngậm miệng, Triệu công tử nhắm vào Vân Thương tử, dùng chính là truyền âm, thân là Nguyệt Thần Đồ Nhi, như vậy nghe ngóng sư tôn, quả thực xấu hổ a. Lão Phu chỉ biết, đầy máu cửu thế Nguyệt Thần, hoàn vũ vô địch. Vân Thương tử vừa nói chuyện đứng đắn, lời nói bên trong cất giấu đối thần minh kính sợ. Triệu Bân chưa lại hỏi thăm, Tú Nhi Quang Huy lịch sử, thật sự có đủ kinh người. Phía trước, Bất Niệm Thiên lại tung xuống một mảnh tiên quang, ai bảo thần minh đánh nhau động tĩnh thái hạo lớn, cứng rắn như vực môn thông đạo, đều nhìn không được xa xôi dư uy, không có bí pháp ra chỉ tất nhiên sẽ đứt gãy. Khoảng cách đủ xa, thông đạo mới đình chỉ lắc lư. Bất Niệm Thiên nhanh nhẹn mà đứng, lẳng lặng ngửa mặt nhìn lấy Thương Miểu, cũng không biết đang nhìn cái gì, chỉnh Triệu công tử, cũng đi theo ngửa đầu nhìn nhìn, làm sao cái gì cũng thấy không rõ, chứng kiến hết thảy đều là một mảnh hư vô. Siêu. Gió nhẹ nhẹ phẩy, vòng quanh một vòng ý lạnh. Triệu Bân cau mày, tổng cảm giác phía sau lạnh lẽo. Hoặc là nói, có người thôi diễn hắn. Bất Niệm Thiên tự có phát giác, một tay đặt ở Triệu Bân bả vai, mà nàng thì chậm rãi đóng mắt, đợi hồn lực lồng mộ Triệu Bân thể phách, nàng mới thông suốt đóng mở, hai mắt bên trong diễn tận huyền dị hào quang. Diễn Thiên, như vậy muốn cùng ta Đại La Tiên Tông khai chiến. Bất Niệm Thiên nhẹ môi hé mở. Giống như có thể cách vô số đi đến nhìn thấy thôi diễn người. Lấy người tiền tài, trừ tai họa cho người. Sâu kín lời nói vang lên, cũng chỉ Bất Niệm Thiên nghe thấy. Rất tốt. Bất Niệm Thiên nhạt nói, mi tâm khắc ra một đạo thần văn. Nàng tuy không phải diễn thiên một mạch, nhưng đối thôi diễn cũng là rất có tạo nghệ. Diễn toán không chỉ là thôi diễn, cũng có thể công phạt. Có như vậy một đạo vô hình kiếm, bị hắn ngưng luyện ra đến, hướng đầu nguồn chém qua. Cong. Băng lãnh vô hình kiếm, tranh minh thanh chói tai. Phía sau rên lên một tiếng, thì dị thường u ám. Là diễn thiên một mạch người tài, chịu Bất Niệm Thiên một đạo công phạt, mặc dù xa không đả thương được hắn thể phách, nhưng có một loại đau nhức là xâm nhập linh hồn, ai bảo người xuất thủ là Bất Niệm Thiên, người kia rất mạnh. Một kích này rất dễ sử dụng. Thôi diễn cuối cùng là tán đi. Thấy thôi diễn rút, Bất Niệm Thiên cũng thu ngọc thủ, thần sắc không thế nào đẹp mắt, diễn thiên làm người. Nàng là sớm có nghe thấy, hôm nay bị thiệt lớn, tất nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ. Hô! Triệu Bân một hơi thở gấp thuật, suýt nữa tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Hắn là bị thôi diễn người, Bất Niệm Thiên mới một đạo công phạt, là lấy hắn làm môi giới, tiện thể chân, rút đi hắn tất cả lực lượng, nếu không phải Bất Niệm Thiên nguyên thần che chở, tất nhiên sẽ làm bị thương căn cơ. Tính tâm ngưng khí. Bất Niệm Thiên một tiếng khẽ nói. Đem một mặt gương đồng dung nhập Triệu Bân trong cơ thể. Triệu Bân chạy ngay ngắn, thấy gương đồng dung nhập, không chỉ một lần nội thị nhìn lén, tấm gương này kỳ dị, có huyền dị chi quang lấp lóe, che thân thể của hắn cùng thể phách, liền bản nguyên cũng cùng nhau che giấu. Thiên cơ kính, Vân Thương tử tàn hồn run rẩy. Vật này cái gì cái tên tuổi? Triệu Bân hỏi một câu. Năng lực cùng tị thế phù không sai biệt lắm, nhưng so tị thế phù càng bá đạo. Thiên cơ kính phối hợp tị thế phù, hẳn là có thể bảo vệ tốt diễn thiên suy tính. Người cũng quá coi thường diễn thiên một mạch, tung bảo vệ lại chu toàn, bọn hắn đồng dạng có thể tìm ra sơ hở. Vân Thương tử lời nói ung dung, mạnh như nhà ngươi sư tôn, đều không tránh khỏi diễn thiên suy tính. Cái này công pháp, cần thời khắc vận chuyển. Bất Niệm Thiên lại lấy một vật, chính là một bộ sách cổ. Triệu Bân tiếp nhận, liếc mắt liền nhìn thấy trên đó ba chữ to.
Huyền Thiên Quyết. Nhìn qua mới biết là một loại che giấu bí pháp, không chỉ có thể che giấu khí tức, lại còn có thể đối kháng thôi diễn. Theo hắn suy nghĩ, cùng dấu trời một mạch phản thuật tính toán, nên có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Quay lại cho ta thác ấn một phần. Vân Thương Tử cười ha ha. Không dám, Triệu Bân đã ngồi xếp bằng, tính tâm lĩnh hội Huyền Thiên Quyết. Bất niệm thiên truyền bí pháp, quả nhiên không phải bình thường huyền thuật, cất giấu rất nhiều ảo diệu, một phen nhìn xem đến, hắn đây là kiến thức nửa vời, còn tốt trong đó có ý cảnh diễn hóa, có thể nhanh chóng giúp hắn lĩnh ngộ. Lấy bảo đảm hắn an toàn, bất niệm thiên đem nó thu nhập trong cơ thể tử phủ. Vân Thương Tử đi theo được nhờ, lại may mắn nhập đỉnh phong tiên vương tiểu thế giới. Triệu Bân ngộ tính kỳ cao, chẳng qua một ngày liền hiểu thấu đáo Huyền Thiên Quyết, chỉ ít vận chuyển công pháp không thành vấn đề, có thể hay không bảo vệ tốt Diễn Thiên suy tính, còn không rõ, nhìn ra được, bất niệm thiên cũng kiêng kỵ Diễn Thiên. Hắn một bên vận chuyển, một bên nhìn nhìn bốn phương. Đỉnh phong tiên vương tử phủ, thật mộng ảo cổ xưa. Đây là một mảnh minh mông đại giới, tự có đạo âm vang vọng, tự có hàm ý tẩm bổ, đều nhiều dị tượng, như mộng cảnh một loại một vài bước diễn dịch. Thần kỳ mà huyền ảo, nhìn hắn tâm thần một trận hoảng hốt. Nhà ngươi sư tôn có tổn thương à? Vân Thương Tử nhỏ giọng nói. Có tổn thương, Triệu Bân ngừng nhíu mày, ngươi làm thế nào nhìn ra được? Nàng tử phủ có không trọn vẹn, Vân Thương Tử truyền âm nói, chuẩn xác hơn nói, là nàng nguyên thần không trọn vẹn, lấy lão phu nhiều năm kinh nghiệm, vậy nên là thần minh tạo vết thương, lại năm số đã không ngắn. Nguyên thần không trọn vẹn, trường sinh quyết hẳn là có thể tái tạo. Thần minh thủ đoạn, không phải bí pháp có thể nghịch chuyển. Khó trách Tiên Tông sẽ xuống dốc, Triệu Bân trong lòng một câu, Tiên Tông biết đánh nhau nhất hai người, trường sinh tiên táng tại thế gian, thành lịch sử bụi bặm, bất niệm thiên nguyên thần không trọn vẹn, không sử dụng ra được đỉnh phong chiến lực, đây chính là suy vong một cái dấu hiệu, bất niệm thiên về sau, lại có ai đến giữ thể diện. Oanh! Hai người chính nói lúc, chợt nghe vĩnh hằng giới run lên. Chính là thiên tộc thánh tử. Nên hai huyết mạch dung hợp xảy ra vấn đề, khuấy động ra lực lượng cuồng bạo, thậm chí chấn diệt phong ấn, cũng đánh tan che lấp sinh khí bột đá, bị ném ra vĩnh hằng giới. Đệ đệ, thiên tộc thánh nữ đuổi tới. Triệu công tử càng nhanh, lấy hạo thiên ấn chấn áp thô bạo. Bất niệm thiên nội thị liếc mắt, nhận ra thiên tộc huyết mạch, nguyên nhân chính là nhận ra, nàng mới thần sắc kỳ quái, truyền ngôn thiên tộc đã diệt tộc, lại còn có truyền thừa tại thế, mà lại còn là một mạch thánh tử cùng thánh nữ. Tiểu tử này vĩnh hằng giới bên trong, đến tột cùng còn giấu bao nhiêu người. Bất niệm thiên trong lòng lẩm bẩm ngữ, không nghĩ tới Triệu Bân cùng thiên tộc làm cùng một chỗ. Nhìn qua Triệu Bân, nàng tiếp cận thiên tộc thánh tử, tiểu oa này có hai cái huyết thống, sớm không phải bí mật, huyết mạch dị biến, tạo ra hai thái cực, hoặc là rất mạnh, hoặc là yếu đuối như bệnh nhân. Tiền bối, đến đó, thiên tộc thánh nữ hỏi. Phổ thiên tinh vực, bất niệm thiên so với tinh không cùng địa đồ. Buông ta xuống nhóm đi, này tinh vực, có ta thiên tộc một chỗ bí địa, có thể trợ hai huyết mạch tương dung. Thiên tộc thánh nữ lại nói, đã xem thiên tộc thánh tử phong ấn, huyết mạch dung hợp chỉ vấn đề thời gian. Bất niệm thiên không đáp lời nói, đem nó thả ra tử phủ. Đa tạ tiền bối, đa tạ đạo hữu. Thiên tộc thánh nữ nói lời cảm tạ, là đối bất niệm thiên cũng là đối Triệu Bân. Nếu không phải bọn hắn một đường bảo hộ, thiên tộc sợ là đã bị đứt đoạn truyền thừa. Coi chừng Diễn Thiên một mạch, Triệu Bân nói. Minh bạch, thiên tộc thánh nữ một bước đi ra thông đạo. Bất niệm thiên thiện tâm, trước khi đi còn đưa một đạo thủ hộ chi quang. Con đường phía trước vẫn như cũ xa xôi, mấy người đủ mười mấy ngày không có ra vực môn thông đạo. Trong lúc đó, Thôi Diễn thường xuyên đột kích, đều là nhằm vào Triệu Bân, đều bị bất niệm thiên đỡ được, cũng không biết mặt trời lặn thần giáo hứa chỗ tốt gì, mạch này sợ là mưu đủ lực muốn cùng tiên tông không qua được. Còn có một nguyên nhân, Đại La Tiên Tông xuống dốc. Chỉ là một cái trường sinh tiên bỏ mình, chính là hủy diệt đả kích. Tin tức này đến nay chưa có người biết được, nếu là đem ra công khai, vậy coi như không phải tiểu đả tiểu nháo, chưa chừng sẽ còn tái diễn năm đó họa loạn, hơn phân nửa còn một cái bát đại thánh địa liên hợp vây công. Hả? Từng có một cái chớp mắt, bất niệm thiên xinh đẹp lông mày khẽ nhăn mày. Đồng dạng cao mày, còn có nó tử phủ bên trong Triệu Bân. Chẳng biết tại sao, hai người đều cảm giác âm thầm nhiều một đôi mắt, giống như là đến từ cửu u địa ngục nhìn chăm chú, không chỉ là Triệu Bân, liền bất niệm thiên đều hơi cảm thấy tim đập nhanh, đối phương chẳng lẽ là một tôn thần minh.
Bực này cảm giác, đến nhanh đi cũng nhanh. Nhưng, hai người đều biết việc này thật không đơn giản. Đặc biệt là Bất Niệm Thiên, còn có một loại linh cảm không lành, bây giờ tiên giới rất là không yên ổn, xuống tới thần minh không chỉ một vị, sợ là thật có thần minh trên đỉnh tiên tung, có lẽ sẽ là một trận họa cướp. Ông, cùng với một tiếng vù vù, vực môn cuối cùng lại đến. Bất Niệm Thiên một bước đi ra, lại chưa lại chống ra vực môn. Chỉ vì, đối diện có một đầu óng ánh tiên hà, từ tinh không đầu kia đánh tới, càng có một vòng nắng gắt, treo tại Thương Miểu phía trên, phanh phanh tiếng vang không dứt bên tai, nghe âm sắc là người đi đường thanh âm. Đến cái không dễ chọc, Vân Thương Tử tàn hồn run lên. Mặt trời lặn tiên vương, Triệu Bân hai mắt nhắm lại, nhận ra là ai. Không sai, là mặt trời lặn tiên vương, chính là mặt trời lặn thần giáo nhất có nhìn phong thần người, cũng là mặt trời lặn thần giáo, một cái duy nhất chiến lực sóng vai trường sinh tiên người, tự nhiên, cùng Bất Niệm Thiên cũng tương xứng. Mặt trời lặn tiên vương về sau, còn có mấy đạo nhân ảnh hiển hóa. Mắt to như vậy một nhìn, thuần một sắc đỉnh phong tiên vương. Tinh không dung chuyển không chịu nổi, nhịn không được cường giả uy áp. Tám tôn đỉnh phong tiên vương như tám tòa sơn nhạc nguy nga, sừng sững tại tám cái phương hướng, mỗi người sau lưng, đều dị tượng hiển hóa, băng lãnh sấm sét, tùy ý bay múa, cô quạnh hủy diệt hàm ý, răng khắp nơi. Lại là bát đại thánh địa, đều là lão tổ cấp. Vân Thương Tử hít sâu một hơi, nói chuyện giọng nói có chút run rẩy. Sợ Triệu Bân không biết, hắn còn lần lượt giới thiệu một phen, hướng chính đông kia là mặt trời lặn tiên vương, lúc trước mặt trời lặn lão tổ chính là hắn sư huynh, phía tây cái kia áo bào đen lão giả, chính là Hắc Huyên Thánh Địa lão tổ, người xưng Hắc Huyên lão đạo, phương nam máu phát xanh năm, chính là Khô Diệt Thánh Địa thứ nhất thái thượng trưởng lão, xưng Khô Diệt Tiên Vương, phía bắc vị kia xuất từ Tuyệt Thiên Thánh Địa, gọi Tuyệt Thiên lão tổ, mặt khác bốn cái, cũng đều là có lai lịch lớn, Kim Luân Pháp Vương, Bát Cực Thiên Quân, Xích Quỷ Đạo Nhân, Âm Ma Chân Tiên. Triệu Bân nghe tiếng tích, tục danh cùng đạo hiệu cũng nhớ kỹ rõ ràng. Thường nghe bát đại thánh địa vây công tiên tông, hôm nay đầu hẹn gặp lại chính chủ. Khó có thể tưởng tượng, năm đó trường sinh tiên là như thế nào ngăn cơn sóng dữ. Chư vị, thật là lớn chiến trận. Bất Niệm Thiên nhanh nhẹn mà đứng, một câu truyền khắp cửu tiêu. Nàng thần sắc lại dần hiển bi thương, chỉ vì đồng dạng tên vở kịch, năm đó đã từng trình diễn qua nhiều lần, kia là từng tràng kiếp, mỗi một lần kiếp số, nàng bên cạnh thân đều có một cái trường sinh tiên cùng nàng sóng vai mà chiến. Nhưng hôm nay, người kia không tại. Trận này tử kiếp, sẽ là nàng một mình phấn chiến. Đại La Tiên Tông người mạnh nhất, chúng ta như người tới ít, cũng bắt không được ngươi a. Mặt trời lặn tiên vương u cười, lời nói bên trong ẩn giấu ma lực. Dù là thân ở Bất Niệm Thiên Tử phủ Triệu Bân nghe, cũng không khỏi tâm thần hoạ loạn, hoàn toàn chính xác. Mặt trời lặn tiên vương so mặt trời lặn lão tổ mạnh hơn. Ngoan ngoãn giao ra Mặc Thiên ban chỉ, tỉnh bản tôn động mạnh. Khô Diệt tiên vương nói. Tiên tông thánh vật, há lại ngươi muốn liền có thể cho. Bất Niệm Thiên nhẹ môi hé mở. Như vậy không nghe lời, hôm nay liền ma đi. Hắc Huyên lão đạo một câu cô quạnh. Theo hắn dứt lời. Phiến tinh không này bỗng nhiên một trận lắc lư, nhìn tám tôn đỉnh phong tiên vương quanh thân, đều có một cây tráng kiện cột sáng vọt lên tận trời, cột sáng riêng phần mình liên kết, diễn thành một tòa khổng lồ kết giới rộng rãi bàng bạc, vô số bí văn lưu chuyển trong đó, khí chàng không phải bình thường mênh mông. Khốn thần kết giới. Vân Thương Tử thấy một trong kinh, tựa như nhận ra pháp trận này. Triệu Bân thấy sắc mặt cũng không ra thế nào đẹp mắt, kết giới hắn gặp qua rất nhiều. Nhưng bá đạo như vậy kết giới, còn là lần đầu tiên gặp, treo một cái thần chữ, chẳng lẽ tòa này kết giới có thể khốn thần minh? Nhìn Bất Niệm Thiên, lại là không có gì tình cảm biến hóa. Sớm tại ra vực môn kia một cái chớp mắt, nàng liền biết có này kết giới. Cũng là sớm tại ra vực môn kia một cái chớp mắt, đã tại trong kết giới. Triệu Bân nghĩ một chút không kém, này kết giới hoàn toàn chính xác có thể vây giết thần minh, sử thượng là có tiền lệ, đương nhiên. Nơi này thần minh là chỉ bị áp chế tu vi, chân chính thần là khốn không được. Xong. Thật muốn quỳ. Vân Thương Tử tàn hồn không ngừng run rẩy, khốn thần kết giới đều ra, lấy Bất Niệm Thiên lực lượng một người, căn bản liền ra không được, đã là chạy không thoát, liền phải đối mặt tám tôn đỉnh phong tiên vương, chớ nói nàng một mình, cho dù trường sinh tiên ở đây, cũng chưa chắc có thể sống, càng không nói đến, Bất Niệm Thiên còn có thương tích trong người. Tử cục. Cái này mẹ nó là cái tử cục a. Nhưng có gì ngôn? Kim Luân Pháp Vương thân như lôi đình,
nhưng hắn dị tượng diễn đầy tinh không. Cái khác chúng tiên vương, cũng từng cái ánh mắt óng ánh. Vì hôm nay trận này vây giết, bọn hắn có thể nói chủ tính đã lâu. Nếu như trường sinh tiên ở đây, sẽ là một cuộc ác chiến. Đáng tiếc, hôm nay chỉ có bất niệm thiên, 8 cái đánh 1 cái, nhất định có thể bắt được, sau đó, chính là chiếm đoạt Đại La Tiên Tông, những năm này bọn hắn đều là làm như vậy, thiên tộc chính là máu ví dụ. Oanh! Bất niệm thiên tay cầm tiên kiếm, cũng là chiến lực toàn bộ triển khai. Nàng động cấm pháp, mi tâm khắc ra một đạo cổ xưa tiên văn, tựa như sóng nước chảy xuôi mái tóc, một tia từng sợi hóa thành tuyết trắng, không chỉ hiến tế bản nguyên, cũng hiến tế tuổi thọ. Không biết tự lượng sức mình. Tuyệt thiên lão tổ hừ lạnh một tiếng, dẫn đầu mở công. Gặp hắn một bước đạp xuống, đi ngang qua vũ trụ minh mông, một trường bao trùm càn khôn. Bất niệm thiên bước lên trời, huy kiếm vạch ra một đạo tiên hà, bổ ra che trời đại thủ. Diệt! Mặt trời lặn tiên vương giết tới, trên đầu lơ lửng màu vàng mặt trời. Tắm rửa ánh nắng hắn, tựa như một tôn cổ xưa thần minh, vạn đạo tia sáng nở rộ. Hắn cười âm trầm, cũng là đầy dẫy tham lam, hắn đã ngấp nghé bất niệm thiên cực kỳ lâu. Cong! Bất niệm thiên một đạo kiếm quang ngang qua hạo vũ, phá diệt màu vàng mặt trời. Không đợi nàng định thân, âm ma chân tiên tựa như quỷ mị hiển hóa, trên đầu lơ lửng một hơi chuông lớn màu đen, quét ra một mảnh hủy diệt tiên quang, không nhìn thân sắc phòng ngự, công kích trực tiếp bản mệnh nguyên thần, bá đạo vô song. Không nghịch thiên nguyên thần run lên, mi tâm có một đóa trắng noãn liên hoa bay ra. Cái này liên hoa quỷ dị dị thường, đúng là khử diệt âm ma lực lượng hủy diệt. Vì thế, nàng cũng trả giá bằng máu, chịu bát cực thiên quân một đao, tiên khu ấn ra một đạo dày đặc máu khe, về sau xích quỷ lão đạo, thì một chỉ u mang, cho nó vai ngọc đâm ra một cái lỗ máu. Chấn áp, khô diệt tiên vương tiếng quát chấn tiên khung, thôi động một mặt màu bạc tiên kính. Kính chỉ là khô diệt, nó chỗ phổ chiếu chi địa, đều như vạn kiếm phách trảm. Bất niệm thiên nghịch đi không gian, né qua tiên kính chấn áp, một kiếm đánh bay khô diệt tiên vương. Cực đạo, vạn sao sao chuyển. Kim luân pháp vương hét to, tế bản mệnh khí. Kia là một cái khổng lồ bàn quay, cùng bánh xe giống nhau, nhanh chóng vận chuyển, rộng rãi lực lượng hủy diệt bỗng hiện, thành một mảnh màu vàng thác nước, tịch diệt lôi điện bay múa trong đó, lăng thiên bao phủ bất niệm thiên. Phá! Bất niệm thiên trong lòng một quát, huy kiếm chém ra màu vàng thác nước. Nàng như một đạo tiên cầu vồng thoát ra, lại là đối mặt đụng vào Hắc Huyên lão tổ, lão già này ngoan độc, nhặt một đạo đen nhánh tiên khí, cũng không biết cái gì đồ chơi, suýt nữa sinh bổ bất niệm thiên. 8-1, như thế nào lật bàn na? Vân Thương Tử tàn hồn có run rẩy, lời nói tái nhợt bất lực. Ngăn không được bát đại đỉnh phong tiên vương vây công, bị diệt chỉ vấn đề thời gian. Mở, cho ta mở. Triệu Bân hai mắt đỏ như máu, gầm nhẹ không ngừng. Hắn muốn giải thiên kiếp phong ấn, muốn dùng ước vạn lôi đỉnh phá kết giới. Nhưng, ngày thường ép đều ép không được thiên kiếp, hôm nay đúng là không giải được, không biết là duyên cớ nào. Hắn tự mình hạ phong cấm, giờ phút này lại kiên cố phi thường, sửng sốt sông không khai thiên cướp ràng buộc. Phốc, huyết quang lại nở rộ, đỏ bừng mà thêm mỹ. Vẫn là bất niệm thiên đẫm máu, chịu mặt trời lặn tiên vương một trường, lại bị tuyệt thiên lão đạo chém xuống một tay, cho dù thân phụ vạn pháp trường sinh quyết, cũng theo không kịp nàng thụ thương tốc độ, đối phương quá nhiều người. 8 cái đánh 1 cái, còn biết xấu hổ hay không? Vân Thương Tử nên đầu óc rút gân. Một cuống họng gào thét bá khí ầm ầm. Như vào ngày thường, cho hắn 10 cái lá gan, hắn cũng không dám như vậy mạo phạm 8 mạch truyền thừa lão tổ, nhưng hôm nay hình như là cái tử cục, lại không mắng nhưng là không còn cơ hội, mặt dày mày dạn cũng phải qua miệng nghiệt, đợi cho âm tào địa phủ, Diêm La Vương như hỏi, ngươi làm qua cái gì long trời lở đất điều sự, hắn sẽ rất tự hào rất phụ trách đến một câu, lão tử từng mắng qua 8 tôn đỉnh phong tiên vương. Hắn mắng to không ai để ý tới. Bát đại tiên vương cũng không thèm để ý hắn. Đợi trấn áp bất niệm thiên, lại từ từ thu thập. Nói đến bất niệm thiên, giờ phút này là thật thảm, như mộng huyễn tiên khu, đã bị đỏ bừng nhuộm dần, máu tươi thuận tiên kiếm chảy tràn, mỗi một sợi đều chói mắt, mỗi một sợi đều hiện ra băng lãnh u quang. Kia là sát ý, là bát đại sát ý. Vết thương có thể khép lại, sát ý rất khó phá diệt. Nàng bóng hình xinh đẹp biểu lộ ra khá là điều hưu, trên người nàng chiếu rọi. Là Đại La Tiên Tông suy vong ánh chiều tà, đây là một trận tử cục, không có gì bất ngờ xảy ra,
nàng sẽ táng tại phiến tinh không này, tiên tông tử cũng khó thoát hủy diệt. Nhưng tuyệt vọng, vẫn là mặt trời lặn tiên vương, cười âm trầm đáng sợ. Cái khác tiên vương u cười, cũng so lệ quỷ càng uy nghiêm đáng sợ hơn. Không có bất niệm thiên giữ thể diệt, toàn bộ Đại La Tiên Tông, liền chỉ còn một đám người ô hợp, diệt chi vô cùng dễ dàng, một mạch truyền thừa cổ xưa, bí bảo vô số, sẽ là cơ duyên của bọn hắn tạo hóa. Oanh! Đáp lại chúng tiên vương, là một đạo rung động cửu tiêu lôi minh. Đây không phải phổ thông lôi minh, nó ẩn giấu diệt thế thiên uy. Không sai, là Triệu công tử mở thiên kiếp, cũng cuối cùng là biết lúc trước vì sao không giải được thiên kiếp phong ấn, đều bởi vì bất niệm thiên tử phủ, tự thành một càn khôn, tại nhất định trên ý nghĩa ra chỉ nó đóng dấu. Giờ phút này, cái này đều không trọng yếu. Trọng yếu chính là, thiên kiếp đã mở. Khốn thần kết giới tuy mạnh, nhưng cũng phải là trời cướp nhường đường, ước vạn lôi điện sẽ xảy ra sinh đem tầng bình chướng này, đánh cho tan thành mây khói, đây chính là trời, đây chính là trời xanh, đây chính là hủy diệt ý chí. Thiên kiếp, bát đại tiên vương đủ ngước mắt, thần sắc không khỏi kinh ngạc. Êm đẹp ở đâu ra thiên kiếp, là cái nào độ kiếp? Bất niệm thiên thì vô ý thức rủ xuống mắt, nội thị trong cơ thể tử phủ, nhìn Triệu Bân, đây là hắn kiếp, nhưng cái này sao có thể, hắn là động hư đệ nhị trọng A. Thiên kiếp chưa độ còn có thể tiến giai tu vi. Bị buộc bất đắc dĩ, đụng một cái, Triệu Bân sừng sững mà đứng. Thiên kiếp lôi điện tùy theo hạ xuống, mang theo quyển chính là hủy thiên diệt địa sức mạnh. Bởi vì Triệu Bân tại bất niệm thiên tử phủ, bởi vì bất niệm thiên tại khốn thần trong kết giới, cho nên trước gặp phải xét đánh, chính là tòa này kinh khủng kết giới, bị lăng không thiên phạt sấm xét, đánh cho là một trận lắc lư. Cái này cũng được, Vân Thương Tử bỗng nhiên tinh thần tỉnh táo. Lấy thiên kiếp phá kết giới, cũng là vẫn có thể xem là một cái phương pháp tốt. Khốn thần kết giới dù bá đạo, đụng vào thiên kiếp, nó cũng phải đứng sang bên cạnh, chỉ cần kết giới phá diệt, bất niệm thiên liền có thể bỏ chạy, lấy nàng tu vi. Dù chiến không được bát đại tiên vương, bỏ chạy nên không áp lực. Có phải là mắng sớm? Vân Thương Tử một tiếng nói thầm. Lúc trước chỉ lo nhìn bất niệm thiên, đổ quên Đại La Thánh Chủ. Đám người nhìn lên, càng kinh khủng lôi điện như mưa trút xuống cửu thiên, mỗi một đạo đều giấu giếm hủy diệt, chớ nói Vân Thương Tử, liền bất niệm thiên cùng bát đại tiên vương, lúc này đều lộ vẻ e ngại. Ai thiên kiếp, đây là bát đại đỉnh phong tiên vương muốn hỏi. Không ai cho bọn hắn đáp án, có chỉ là càng bổ càng mãnh liệt lôi điện. Nhìn kia cứng chắc dị thường khốn thần kết giới, giờ phút này đã là hơi có vẻ xen lẫn, từng đợt lắc lư, nhìn không được lôi điện phách chạm, nhìn trên đó lưu chuyển bí văn, đã có không ít băng diệt thành cho. Thật mạnh cướp, bất niệm thiên tự lẩm bẩm, tâm linh nhìn không được run rẩy. Nàng lại một lần đánh giá thấp Triệu Bân, cũng lại một lần đánh giá thấp Vĩnh Hằng truyền thừa, bá đạo như vậy kiếp. Đủ có thể đem khốn thần kết giới bổ xuống vỡ nát, không có màn ngăn ngăn trở, nàng muốn đi ai cũng ngăn không được. Thiên kiếp sấm sét bừa bãi tàn phá bay múa, lồng mộ mảnh này tinh không mênh mông. Độ kiếp người ở đây, bọn chúng liền ở đây, mục đích chính là tru diệt người độ kiếp. Khốn thần kết giới gặp nạn, ai bảo bất niệm thiên ở bên trong, ai bảo Triệu Bân tại nàng tử phủ. Chờ xem, chờ khốn thần kết giới phá, hạ cái bị sét đánh chính là bất niệm thiên. Đương nhiên, nếu là bát đại tiên vương mặt dày mày dạn hướng phía trước góp, gặp phải xét đánh cũng có phần của bọn họ. Độ kiếp người tại nàng tử phủ. Luận tầm mắt, còn phải là mặt trời lặn tiên vương. Kinh hắn như vậy nói chuyện, cái khác tiên vương cũng đều tiếp cận bất niệm thiên. Nhìn thiên khung bay múa sấm sét, có vẻ như đều là lấy bất niệm thiên làm trung tâm. Bất niệm thiên chính là một tôn đỉnh phong tiên vương, tiến thêm một bước chính là bán thần, hiển nhiên không phải thiên kiếp của nàng. Đã không phải nàng, kia người độ kiếp, liền nhất định giấu ở trong cơ thể nàng, trộm đạo dẫn lôi điện. Giết! Mặt trời lặn tiên vương một tiếng lạnh quát, cái thứ nhất mở công. Cái khác tiên vương tự nhiên cũng không ngốc, chỉ cần diệt bất niệm thiên, giấu tại nó tử phủ người độ kiếp, liền sẽ tới một đạo tan thành mây khói, liền cũng sẽ không có thiên kiếp, giết bất niệm thiên trực tiếp nhất. Bất niệm thiên không nói, rút kiếm phi thân sau đột. Đối phương hiểu đạo lý. Nàng cũng đồng dạng minh bạch. Khốn thần kết giới bị phá diệt trước đó, nàng phải thật tốt còn sống, nàng còn sống khả năng bảo hộ Triệu Bân, nó thiên kiếp mới sẽ không tiêu tán, nàng phá không được kết giới, trận này thiên kiếp sẽ đem nó bổ xuống vỡ nát. Đi đâu? Mặt trời lặn tiên vương trên đầu lơ lửng mặt trời giết tới, lại là vạn đạo tia sáng. Bất niệm thiên không cùng chiến,
sớm một bước xông vào Minh Mông Cửu Tiêu. Diệt! Tuyệt Thiên Lão Đạo truy sát mà tới, mở Tiên Vương pháp tướng. Kia là một mảnh không có một ngọn cỏ, đất khô cằn, băng lãnh mà cô quạnh. Bất Niệm Thiên vẫn như cũ không chiến, dẫm lên đất khô cằn trốn vào phương Đông tinh không, đối mặt đụng vào Khô Diệt Tiên Vương, chống lên một mảnh khô diệt đại thế giới, chỉ một cái chớp mắt liền nghiền vùng tinh không kia từng khúc sụp đổ. Ngô! Bất Niệm Thiên một tiếng than nhẹ, thủ hộ chi quang khoảnh khắc hủy diệt. Nhưng nàng sơ tâm không thay đổi, kéo lấy máu xối tiên khu bay lên trời. Mau mau, giết nàng! Chúng tiên vương đều như điên cuồng, tất cả đều đi theo giết đi lên. Lôi minh bên ngoài lại nhiều tiếng ầm ầm, đao quang kiếm ảnh nổ đầy trời khung. Nhìn thiên kiếp lôi điện, tuyệt không bởi vì chúng tiên vương đại chiến mà ngừng, ngược lại càng bổ càng mạnh hơn, tọa lạc tại tinh không khốn thần kết giới, bị lôi đình đánh cho lắc lư không chịu nổi, nhiều chỗ bí văn đã nổ diệt. Vẫn là thiên kiếp dễ dùng, Vân Thương Tử tâm linh run lên. Hắn là có linh chi vật, chờ một lúc gặp xét đánh cũng có phần của hắn. Chính là không biết, trốn con hàng này vĩnh hằng giới, có thể hay không né qua thiên kiếp. Tới, Triệu Bân ánh mắt như đuốc, toàn thân khí huyết bốc lên. Có lẽ, đây là một trận tử cục, nhưng luôn có hy vọng sống sót, chỉ cần khốn thần kết giới bị phá, bọn hắn liền còn có sống sót khả năng, một kiếp này, cần hắn cùng Bất Niệm Thiên cùng nhau đi độ. Răng rắc, như vậy một đạo thanh thúy tiếng vang, không lâu liền vang lên. Này âm thanh tuy thấp hơi, nhưng rơi vào bát đại đỉnh phong tiên vương trong tai, lại so lôi minh càng oanh động, bọn hắn biết, là khốn thần kết giới phá sừng, kết giới vỡ tan không sao, bọn hắn đều phải gặp xét đánh. Phổ thông thiên kiếp cũng là không sao, bọn hắn đều có thể ngạnh kháng, nhưng trận này cướp bề ngoài như có chút khiếp người. Hết lần này tới lần khác, bọn hắn trong thời gian ngắn khó diệt Bất Niệm Thiên. Cô nương kia nhi cũng không ngốc, đầy tinh không lung tung vọt. Cục diện, biến có chút xấu hổ. Bát đại tiên vương, đều có mở độn xúc động. Là thiên kiếp quá mạnh quá bá đạo, bọn hắn khổ tâm chuẩn bị kỹ, nghĩ kỹ tạo ra kết giới, thời khắc đều có thể phá diệt, kết giới một khi phá. Kia thân tại phiến tinh không này người, vô luận là ai đều sẽ gặp xét đánh. Tiền bối, có thể làm tốt độ kiếp chuẩn bị, Triệu công tử hỏi. Chống đỡ, chịu đựng được, Bất Niệm Thiên cái này vừa nói chuyện có phần không có sức. Cũng như tám tôn đỉnh phong tiên vương, nàng không sợ phổ thông thiên kiếp, nhưng nếu vĩnh hằng tiên thể kiếp số, vậy liền coi là chuyện khác, phải biết, Triệu Bân vẫn là một tôn hồng trần tiên, sử thượng đệ nhất tôn hồng trần tiên. Có thân này phần. Liền chú định thiên kiếp của hắn rất bất phàm. Bất phàm thiên kiếp, người bình thường căn bản là gánh không được. Nhưng nàng sẽ hết sức đi chống, đây là chạy thoát duy nhất hy vọng. Oanh! Lại là đầy trời lôi đình, đánh cho khốn thần kết giới thủng trăm ngàn lỗ. Bất Niệm Thiên nhìn chuẩn một phương, ngay lập tức từ khe hở thoát ra. Còn muốn trốn. Âm ma chân tiên nghiến răng nghiến lợi, như bức hống hống truy sát tới. Tới một đạo còn có cái khác chúng tiên vương. Từng cái sát ý ngập trời. Bất Niệm Thiên cũng là người tài, chân trước vừa bỏ chạy, chân sau liền giết cái hồi mã thương. Nàng trở về không sao, thiên kiếp lôi điện cũng đi theo tới. Chúng tiên vương thấy chi, bỗng nhiên một trận nước tiểu rung động, cưỡng ép ngừng lại thân hình, truy sát biến thành phi thân sau đột. Lúng túng là âm ma chân tiên, bởi vì truy quá hung, một bước không chút phanh lại xe, cùng thiên kiếp lôi điện đụng cái ngay ngắn, bị tại chỗ đánh cho ra chóc thịt bong. Không thể không nói, cái này lôi điện thật mẹ nó đủ kinh đạo. Phốc, đồng dạng bị sét đánh, còn có Bất Niệm Thiên. Âm ma chân tiên ra chóc thịt bong, nàng cũng giống vậy đẫm máu. Ngược lại thân là độ kiếp người Triệu Bân, giờ phút này còn chưa chịu một tia chớp. Sợ là chống đỡ không được bao lâu. Bất Niệm Thiên trong lòng một câu, xé mở không gian độn đi vào. Làm sao nàng thân ở thiên kiếp dưới, ngày bình thường khá dễ sử dụng không gian độn pháp. Giờ phút này gặp hạn chế, trước một cái chớp mắt vừa trốn vào không gian bên trong, một giây sau. Không gian liền bị thiên kiếp bổ cái tan nát. Nhìn ngươi có thể chống bao lâu. Bát đại tiên vương giữ tợn lấy diện mục, ở phía sau đuổi sát không buông. Bọn hắn không dám góp quá gần, liền sợ Bất Niệm Thiên lại giết cái hồi mã thương. Bọn hắn cũng không cần góp quá gần, bị sét đánh là Bất Niệm Thiên, bọn hắn chỉ ở đằng sau đi theo thuận tiện, thiên kiếp sẽ giúp bọn hắn thu thập Bất Niệm Thiên. Bá đạo như vậy xét đánh, có thể chịu đựng được mới là lạ. Hoàn toàn chính xác, Bất Niệm Thiên nhìn không được. Lúc này mới bao lâu, liền đã đủ thân là máu. Thiên kiếp tạo vết thương, trường sinh quyết đều rất khó phục hồi như cũ,
cho dù có thể phục hồi như cũ, tốc độ cũng rất chậm chạp, đầy trời đều là hủy diệt lôi đình, tái sinh lực lượng cũng theo không kịp thiên kiếp lôi điện phách trảm tốc độ. Tiền bối, thả ta ra đi, Triệu Bân một tiếng kêu gọi. Là hắn xem thường hắn kiếp, kinh diễm như bất niệm thiên đều nhìn không được. Chiếu như vậy xuống dưới, bất niệm thiên thực sẽ tại thiên kiếp hạ thân tử đạo tiêu. Nhưng, như đem hắn ném ra tử phủ, như bất niệm thiên tránh đủ xa, liền sẽ không bị trận này thiên kiếp, không có thiên kiếp độc hại, lấy bất niệm thiên tu vi cùng nội tình, chúng tiên vương căn bản ngăn không được. Hắn tiếng hô hoán này, bất niệm thiên tuyệt không trả lời. Đem Triệu Bân ném ra tử phủ, nàng đích xác có thể còn sống rời đi. Nhưng nàng như làm như vậy, độ kiếp Triệu Bân liền thập tử vô sinh, ở đây bất luận cái gì một tôn tiên vương, đều có thể chọi cứng lấy thiên kiếp lôi điện, đem hắn một kích miểu sát, đây cũng không phải là nàng muốn nhìn đến. Buông ta xuống đi, Triệu Bân lại một lần mở miệng. Ta sẽ dẫn ngươi về nhà, bất niệm thiên khẽ nói cười một tiếng. Lời này, năm đó tại phàm giới, Triệu Bân đã từng đối Mộng Điệp nói qua, cho dù bị cường giả một đường truy sát, cái kia tiểu vũ tu, cũng không buông nàng xuống hóa thân, kia là hứa hẹn, cũng là một loại chấp niệm. Bây giờ thảm thiết tình trạng, cùng năm đó ra sao nó tương tự. Năm đó Triệu Bân chưa buông xuống Mộng Điệp, hôm nay nàng liền cũng sẽ không thả Triệu Bân. Oanh! Ầm ầm! Thiên kiếp lôi điện hung hãn, tiếng sấm vang vọng hạo vũ. Ngóng nhìn mà đi, đó chính là một mảnh di động lôi hải. Lôi hải mỗi đến một chỗ, đều nhuộm một vòng đỏ bừng. Lôi hải mỗi đến một chỗ, tinh không đều sẽ bị đánh cho tàn tạ không chịu nổi. Phốc! Bất niệm thiên thân nhiễm máu tươi, một đường đều tại ngạnh kháng thiên kiếp. Nàng tiên khu đã là cảnh hoang tàn khắp nơi, nếu không phải có trường sinh quyết chống đỡ, sớm đã thành cướp hạ cho bụi. Bất niệm thiên, ngươi đi không được. Cũng như lôi đình, sau lưng kia băng lãnh cô quạnh lời nói, cũng là một đường đi theo. Chúng đỉnh phong tiên vương như đi bộ nhàn nhã, bất niệm thiên chạy trốn tới đâu, bọn hắn liền theo tới đâu. Đám người lời nói dù hung ác, lại không một người dám đụng lên, cũng không phải là sợ bất niệm thiên, mà là sợ thiên kiếp lôi điện, bổ vào trên thân hẳn là rất đau, lúc trước âm ma chân tiên, chính là đẫm máu ví dụ. Đến tột cùng là ai cướp? Vẫn là cái nghi vấn này, chúng tiên vương có phần muốn một đáp án. Liền bất niệm thiên đều nhìn không được lôi uy, độ kiếp người nên có bao nhiêu yêu nghiệt. Nói đến Triệu Bân, con ngươi lại nhiều một tầng huyết sắc, hắn cướp quá bá đạo, nếu theo như vậy vỗ xuống, bất niệm thiên tất thân hủy thần diệt, hắn cái này độ kiếp chính chủ, từ cũng khó thoát trận này từ kiếp. Thiên kiếp là ách nạn, từ cũng có tạo hóa. Bực này tạo hóa, bây giờ là chỉ bất niệm thiên. Chịu một trận sét đánh, trong cơ thể nàng cái kia đạo bị thần minh đánh ra vết thương, vậy mà tại chậm rãi khép lại, vốn là không trọn vẹn nguyên thần, cũng bởi đó một tia tái tạo, lấp lóe kỳ dị nguyên thần ánh sáng. Tại bất niệm thiên mà nói, đây là cái niềm vui ngoài ý muốn. Nàng đã từng dùng thiên kiếp chữa thương, nếm thử nhiều lần đều không công mà lui. Giờ phút này đến xem, tuyệt không thiên kiếp vô dụng, là thiên kiếp cấp bậc không tới nơi tới chốn. Ngưng! Bất niệm thiên trong lòng một quát, cực điểm vận chuyển tâm pháp. Phải tâm pháp phối hợp, lại kiêm thiên kiếp tẩy lễ, trong cơ thể nàng vết thương, khép lại tốc độ không khỏi thêm mở, độc hại nàng gần ngàn năm tổn thương, dần dần bị thiên kiếp chữa trị, thuận tiện còn rèn luyện một phen thể phách. Nhưng, nàng vẫn như cũ gánh không được lôi kiếp. Thời gian càng lâu, thiên phạt liền càng bá đạo, mấy lần suýt nữa táng tại trên lôi hải. Như lần này, lôi điện suýt nữa xé diệt nàng tiên khu, chân chính tác động đến nàng căn cơ. Tiền bối. Nhanh đến. Triệu Bân một lời còn chưa dứt, liền bị bất niệm thiên đánh gãy. Hắn không rõ ràng cho lắm, không biết bất niệm thiên muốn đem hắn đưa đến nơi nào. Diệt. Cùng với quát to một tiếng, một đạo kiếm quang từ tinh không xa xôi bổ tới. Xuất thủ là âm ma chân tiên, là cái mang thù chủ, lúc trước bị bất niệm thiên hố một cái, tổng suy nghĩ tìm chàng tử trở về, cái này đạo vô song kiếm mang, chính là hắn đưa cho bất niệm thiên đại lễ. Này một kiếm như trúng đích, đủ có thể muốn bất niệm thiên mệnh. Tiếc nuối là, nguyện vọng rất tốt đẹp, hiện thực rất nói nhảm. Kiếm mang của hắn mặc dù tuyệt diệt, lại bị lôi điện bổ cái tan nát. Âm ma chân tiên không tin tà, lại là liên tiếp ra tay, hoặc đao mang kiếm quang, hoặc trường ấn quyền ảnh, không không giới hạn mở nền, nhìn kia giữ tợn thần thái, một bộ không chơi chết bất niệm thiên không coi là xong tư thế. Đáng tiếc, hắn công phạt đều không hiểu. Chỉ vì, hắn tại lôi kiếp bên ngoài,
hắn bí thuật thần thông, nhập thiên kiếp phạm vi, liền sẽ bị lôi điện cường thế xóa bỏ, vốn có lực sát thương, cũng sẽ bởi vì đáng sợ thiên uy, mà đương nhiên vô tồn. Đây chính là vĩnh hằng tiên thể kiếp, muốn giết độ kiếp hắn, trước tiên cần phải gặp xét đánh. Nói trắng ra, phải nhập thiên kiếp phạm vi mới được, ai bảo đây là một trận bất phàm thiên kiếp. So sánh cái này âm ma chân tiên, mặt trời lặn tiên vương bọn hắn liền có đủ an phận, bây giờ cục diện này, có vẻ như cũng không cần bọn hắn ra tay, nhìn thiên kiếp kinh khủng như vậy, bất niệm thiên chống đỡ không được bao lâu. Bọn hắn muốn làm, chính là nhìn chằm chằm đối phương. Mà lại, còn phải đề phòng bất niệm thiên giết cái hồi mã thương. Phốc, bừa bãi tàn phá trên lôi hải, lại chiếu rọi ra một đạo chói mắt huyết quang. Là bất niệm thiên lại đẫm máu, lần này tổn thương có chút thảm, nửa cái tiên khu đều bị đánh thành xương máu, không đợi đứng vững, đầy trời lôi đình lại chút xuống, đem nó bao phủ, tiếng sấm rung động thiên vũ. Sợ là muốn chôn thây, tuyệt thiên lão đạo cái thứ nhất định thân. Cái khác tiên vương cũng đều là như vậy cho rằng, đối phương đã đến cực hạn. Chớ nói bọn hắn, liền Triệu Bân đều sắc mặt trắng bệch, bởi vì hắn nhìn rõ ràng nhất. Ta tâm bất tử, thân ta bất diệt. Bất niệm thiên một tiếng khẽ nói, không ngờ nhảy ra lôi hải. Nàng tiên khu đã triệt để hủy diệt, chỉ còn hư ảo nguyên thần. Đừng nhìn nguyên thần trạng thái, lại có thần kỳ sự tình, hình người bất niệm thiên, lại hóa thành một con điên cuồng, tắm rửa lấy lôi điện sống lại, đến một trận nghịch thiên niết bàn, tái tạo mới tiên khu. Không hổ là bất niệm thiên, Vân Thương Tử thổn thức chặt lưỡi. Quả nhiên, bỏ mình dưới tuyệt cảnh, có thể khai quật vô tận tiềm lực. Bây giờ bất niệm thiên, chính là ví dụ rất tốt, ngạnh kháng thiên kiếp lâu như vậy, lại táng diệt lúc, đến một trận nghịch thiên lột xác, Đại La Tiên Tông người mạnh nhất, coi là thật không phải đóng. Niết bàn thì đã có sao, người có thể chống nổi thiên phạt. Mặt trời lặn tiên vương cười lạnh một tiếng, chúng tiên vương cũng đều không dị nghị. Hoàn toàn chính xác, bất niệm thiên sống không qua thiên kiếp, cho dù niết bàn cũng giống vậy. Nhưng, nàng không cần chống nổi thiên kiếp, chỉ cần chống đến một nơi nào đó liền có thể. Cái này một nơi nào đó, cách nàng đã không xa, cuối cùng thị lực đi xem, có thể thấy óng ánh khắp nơi tinh hải, kia là một nơi kỳ dị, trừ thần minh, vô luận ai đi vào đều sẽ bị càn khôn áp chế. Táng tiên biển, Vân Thương Tử một tiếng kinh dị. Ngươi nhận ra nơi đây? Triệu Bân vô ý thức hỏi. Từng nghe qua, là đầu hẹn gặp lại, này tinh hải cũng không xác định vị trí, thường cách một đoạn năm tháng, liền sẽ di động như vậy một lần, hoặc 10 năm hoặc 100 năm, thời hạn cũng không xác định, về phần sẽ chuyển đến đó, cũng không cố định phương vị, tương truyền, nó tiền thân chính là thần minh cốt nhục, bởi vì năm tháng quá xa xưa, mới lắng đọng diễn thành cái này tinh hải, trong đó tự thành một càn khôn, có quỷ dị trói buộc. Trói buộc, cũng hoặc là nói, là tu áp chế. Ta hiểu. Triệu Bân mắt tránh tinh quang, cuối cùng là minh bạch bất niệm thiên vì sao liều mạng hướng cái này chạy. Táng tiên biển áp chế tu vi, có thể làm hắn đất độ kiếp, như bị áp chế đến cùng một cảnh giới, chúng tiên vương muốn giết hắn coi như không dễ dàng như vậy, mà bất niệm thiên cũng có thể có cái cơ hội thở dốc. Thì ra là thế, Vân Thương Tử cũng bỗng nhiên tỉnh ngộ. Hai người nghĩ không kém, bất niệm thiên chính là mục đích này. Là nàng vận khí tốt, cũng hoặc hai bọn họ mệnh không có đến tuyệt lộ, nàng đến trước từng gặp mảnh này tinh hải, không biết năm nào chuyển đến phiến tinh không này, thật vừa đúng lúc bị nàng đụng vào, lúc này mới nghĩ đến hướng cái này chạy. Cái đó là, táng tiên biển. Chúng tiên vương ánh mắt cũng khá dễ sử dụng, đánh thật xa liền nhìn thấy. Hôm nay thật đúng là có thú, thần long thấy đầu mà không thấy đuôi táng tiên biển, lại đến cái này tĩnh mịch tinh không, đến cũng tốt, đợi chu diệt bất niệm thiên. Bọn hắn không ngại đi vào, thật tốt nghiên cứu một phen. Nhưng chuẩn bị kỹ càng, bất niệm thiên một tiếng cạn ngữ. Thời khắc chuẩn bị, Triệu Bân ánh mắt óng ánh sinh huy. Dứt lời, hắn liền cảm giác một cỗ nhu hòa lực lượng, đem hắn quyển ra tử phủ, đem hắn đẩy hướng táng tiên biển, nương theo hắn mà đi, còn có đầy trời lôi điện, hắn chính là độ kiếp chính chủ, lôi như bóng với hình. Oanh! Triệu Bân như kinh hồng xẹt qua hư miểu, rơi vào táng tiên biển. Ngay lập tức, hắn liền cảm giác nặng nề áp lực, là táng tiên biển trói buộc, thật sự áp chế tu vi, nhưng bực này áp chế, rất nhanh liền bị thiên uy phá diệt, thiên kiếp là lão đại, cái gì đều phải nhường đường. Thiên kiếp như ảnh tùy hành. Khắp thiên tuyệt diệt lôi điện từ phía trên mà xuống. Đến, Triệu Bân quát một tiếng chấn thiên khung, bàng bạc khí huyết mãnh liệt lăn lộn. Hắn là cái yêu nghiệt, nghịch thiên cấp yêu nghiệt,
Bất Niệm Thiên gánh không được kiếp, hắn cái này lại có thể ngạnh cương, là tắm rửa lấy lôi điện, một đường chơi lên trời xanh, liên miên lôi điện bị nó oanh diệt. Hắn ngỗ nghịch, làm tức giận tối tăm ý chí. Càng bá đạo hơn lôi, lồng mộ táng tiên tinh hải. Lôi điện xen lẫn lôi hải, lại một lần biến khổng lồ, đúng như từng mảnh sóng biển, đem hắn bao phủ, nhưng cũng vẻn vẹn bao phủ, mặc cho từng đạo lôi đình mang theo quyền lực hủy diệt, lại không làm gì được hắn. Bất Niệm Thiên cũng nhập tinh hải, lại là bỏ chạy hắn phương. Không có thiên kiếp độc hại, nàng như chút được gánh nặng, kiệt lực khử diệt trong cơ thể sát ý, tái tạo tàn tạ tiên khu, cái này đích xác là cơ hội thở dốc, Triệu Bân trong thời gian ngắn chết không được, nàng có thể làm rất nhiều chuyện. Động hư nhất trọng, Bất Niệm Thiên thì thào một câu. Đây chính là táng tiên biển áp chế, đỉnh phong tiên vương cũng không ngoại lệ. Sư huynh từng nói qua, này tiên biển có thể xưng làm tiên giới một chỗ dị địa, bởi vì độc lập càn khôn bên ngoài, đều bởi vì tôn kia thần minh khi còn sống quá cường đại, nó cốt nhục có dấu pháp tắc, mới có bực này trói buộc. Bất Niệm Thiên, ngươi thật là biết tìm địa phương. Chúng tiên vương cũng đến, từng cái cười lạnh không thôi. Có thể làm đỉnh phong cảnh tiên vương, tự nhiên đều không phải người ngu, làm sao có thể không biết Bất Niệm Thiên tới đây ngụ ý, thật sự cho rằng cho độ kiếp người, tìm một cái đất độ kiếp, chúng ta liền giết không chết hắn rồi. Nói đến độ kiếp người, chúng tiên vương đều nhìn về độ kiếp lôi hải. Như vậy xem xét, đám người tập thể híp mắt mắt, thần sắc biểu lộ ra khá là kinh ngạc. Loại kia dị tượng, trong truyền thuyết vĩnh hằng tiên thể. Hắc Huyên lão tổ một câu trầm ngâm, lão mắt thâm thúy không nhìn. Không người trả lời, bởi vì đó chính là vĩnh hằng tiên thể dị tượng, khó trách sẽ có như bá đạo thiên kiếp, khó trách liền Bất Niệm Thiên. Đều gánh không được lôi điện, nguyên là một mạch nghịch thiên huyết thống thiên kiếp. Vĩnh hằng, lại vẫn thật có truyền thừa tại thế. Cái khác ta không muốn, này huyết mạch về lão phu. Không cùng ngươi mạnh, ta muốn Đại La Tiên Tông thánh vật. Chúng tiên vương ngươi một lời ta một câu, nói chuyện cái kia tặc vui vẻ. Hôm nay chính xác may mắn na, lại còn có một cái niềm vui ngoài ý muốn. Nhiều như vậy người, chỉ có mặt trời lặn tiên vương trầm mặc, mặt mày dữ tợn dọa người, trong mắt nhuộm đầy huyết quang, hắn là nhận ra Triệu Bân, hắn hai cái nhập phàm hóa thân, đều là bị tiểu tử này diệt. Vạn vạn không nghĩ tới, người độ kiếp đúng là Triệu Bân. Cũng vạn vạn không nghĩ tới, tên kia lại xông qua Hồng Trần Đường. Sử thượng đệ nhất tôn Hồng Trần Tiên, mà lại còn là một mạch đáng sợ huyết thống, cũng không thể tiện nghi người khác, hắn khẩu vị tương đối lớn, không chỉ muốn Bất Niệm Thiên, liền cái này vĩnh hằng truyền thừa, hắn cũng nhìn chúng. Chia binh hai đường, chớ để nàng chạy. Kim lạnh pháp vương quát, mang theo đao đuổi sát Bất Niệm Thiên. Cùng hắn một đạo còn có âm ma chân tiên, Hắc Huyên lão tổ cùng Khô Diệt tiên vương. Về phần còn lại bốn vị, thì canh giữ ở nơi này, yên lặng chờ vĩnh hằng độ thiên kiếp. Siêu. Bất Niệm Thiên độn pháp huyền diệu, vẫn như cũ chỉ trốn không chiến. Lúc trước bị lôi điện đánh cho quá thảm, nàng cần thời gian chữa thương. Bốn tôn tiên vương từ không cho nàng cơ hội, một đường truy một đường đánh. Phốc. Thiên kiếp dưới, Triệu Bân lần thứ nhất đẫm máu. Màu vàng máu tươi, tại màu đen trong sấm sét, lộ ra dị thường bắt mắt, nhưng cũng chỉ một nháy mắt, liền bị lôi điện bổ diệt, thời gian đầy đủ lâu, lăng thiên lôi đình đã khủng bố đến cực hạn. Chớ chết mới tốt, Tuyệt Thiên lão tổ lo lắng nói. Bọn hắn vẫn chờ nhặt có sẵn, như vĩnh hằng bị thiên kiếp đánh chết, chẳng phải là rất xấu hổ. Bọn hắn vẫn như cũ không lên trước, liền ngăn ở bốn phương, một khi thiên kiếp kết thúc, sẽ ngay lập tức ra tay. Định dậy ngươi sống không bằng chết. Mặt trời lặn tiên vương cười dữ tợn đáng sợ, đầy dẫy hung ác bạo ngược chi quang. Vĩnh hằng tiên thể hắn muốn định, mang về thật tốt tính toán năm đó sổ sách, ngươi thế nào như vậy trâu bò lạc. Lão tử liền hai cái nhập phàm hóa thân, toàn mẹ nó bị ngươi diệt, đến tiên giới còn muốn chạy. Tới, một khối vui a vui a. Triệu Bân oanh diệt một mảnh lôi điện, thẳng đến cái này phương. Hắn đến lúc này, đầy trời lôi đình cũng đi theo tới. Chấn giữ nơi đây bốn tiên vương, cũng không khỏi nhăn lông mày, rất hiển nhiên, độ kiếp tiểu tử kia, muốn tới một cái kích thích, muốn kéo bọn hắn một khối độ thiên kiếp, là cái gọi là vui a vui a. Thật có ngươi. Mặt trời lặn tiên vương cười lạnh một tiếng, cái thứ nhất lùi lại phía sau. Cái khác ba tôn tiên vương đi đứng, cũng dị thường trơn tru. Nếu là tại ngoại giới, bọn hắn không ngại giết đi vào giáo huấn một phen. Bây giờ mà, thân ở táng tiên biển,
bọn hắn đều bị áp chế tu vi, nhiều nhất chẳng qua động hư cảnh, cấp bậc ngang cấp, đi vào cũng là tốn công mà không có kết quả, tạm lánh vi diệu, chờ thiên kiếp kết thúc. Đi đâu? Triệu Bân tốc độ kinh hồng, một bước vượt ngang Hạo Vũ. Có lẽ là đánh giá thấp tốc độ của hắn, Bát Cực Thiên Quân lui chậm chút, tại chỗ nhập thiên kiếp phạm vi, đổ ập xuống chính là dừng lại lôi, cũng như lúc trước âm ma chân tiên, toàn thân đều bốc lên khói đen. Ngươi muốn chết? Bát Cực Thiên Quân lôi đình tức giận, đúng là không lùi mà tiến tới. Hắn đường đường đỉnh phong tiên vương, cũng không thể vô duyên vô cớ ăn thiệt thòi, chịu một trận này xét đánh, hắn cũng phải để thằng danh kia, nếm chút khổ sở, cho dù là đả diệt, cũng sẽ không tiếc. Oanh! Hắn một trường rộng rãi bàng bạc, nặng nề như núi lớn. Triệu Bân liền cường thế, đối mặt chính là một cái tiếc trời quyền. Một quyền này có lôi trợ uy, nhẹ nhõm phá đối phương trưởng ấn, không chỉ phá, còn đem Bát Cực Thiên Quân, oanh nghênh trời lật cái ngã nhào, xương bàn tay trong nháy mắt nổ tung, máu tươi thì bị sét đánh diệt. Có chút nội tình mà. Thấy Bát Cực Thiên Quân bị oanh lật, Xích Quỷ lão đạo chọn lông mày. So sánh bọn hắn, Mặt Trời Lặn Tiên Vương coi như bình tĩnh, cái này thế gian đến tiểu tử, hoàn toàn chính xác rất không tầm thường, ngày xưa tại phàm giới, cùng cấp bậc đối chiến, liên chạm hắn hai cái hóa thân, tự nhiên rất có căn cơ. Nhưng, hắn cũng không phải hóa thân có thể so sánh. Nếu không phải sợ thiên kiếp, hắn sớm giết đi qua. Nhữ đáng chết. Bát Cực Thiên Quân giận, không ngờ giết vào thiên kiếp bên trong. Nhìn hắn mặt mo, là nóng bỏng một mảnh, lại không muốn bắt sống Vĩnh Hằng, muốn triệt để đem nó đả diệt. Hắn thành tiên vương lâu như vậy, đầu về ném khỏi đây bao lớn người, lại bị một cái nhỏ hậu bối oanh lật. Đập chết ngươi. Triệu Bân tiếng quát chấn thiên, đầu đội lên lôi hải giết tới. Đây là tại táng tiên chi hải, đồng dạng đều bị tu vi áp chế, cùng cấp bậc cảnh giới, ai sợ ai a? Hắn ngay cả đồng giai thần minh đều chém qua, sẽ sợ một cái đỉnh phong tiên vương, cả hai kém nhất thiên nhất địa. Oanh! Phốc! Trong tiếng ầm ầm có hộc máu âm thanh. Hô to nói lớn Bát Cực Thiên Quân, lại lật cái ngã nhào. Lần này tổn thương càng thê thảm hơn, nửa cái cánh tay đều nổ thành máu xương, một hơi lão huyết phun bá khí ầm ầm, trong mắt rất nhiều kinh hãi, tiểu tử này cái gì cái quái thai, vì sao lại có như thế lực lượng bá đạo? Hắn cái này một cái chớp mắt lắc thần, lôi điện xuống tới. Sau đó, lại là một mảnh bắn bay máu và xương. A! À, Bát Cực Thiên Quân kêu gào, rung động Hạo Vũ. Nhưng, giống lại vang lên sáng, cũng không trở ngại hắn gặp sét đánh, kia che ngập bầu trời lôi đình, một đạo càng so một đạo mãnh liệt, đỉnh phong tiên vương thân thể, đều bị đánh không thành hình người. Chết mới tốt! Thân ở ngoại vi Mặt Trời Lặn Tiên Vương, trong lòng một tiếng u cười. Cái này, cũng là ăn quỷ đến người cùng Tuyệt Thiên lão tổ tâm tư. Như Bát Cực Thiên Quân chôn thây, kia sau đó chia cắt chiến lợi phẩm lúc, bọn hắn cũng còn có thể lấy thêm một phần. Nói cho cùng, bọn hắn không phải quá mệnh giao tình, chỉ là lợi ích thúc đẩy đồng minh. Chẳng qua lời nói đi cũng phải nói lại, Vĩnh Hằng Tiên Thể Thiên Kiếp, hoàn toàn chính xác đủ mạnh đủ bá đạo, hơi không chú ý ngạch, chính là thân tử đạo tiêu, nguyên nhân chính là như thế, bọn hắn ánh mắt mới vô cùng cực nóng. Như đem tiểu tử này bắt, kia phải là bao lớn một trận tạo hóa. Phốc! Ba người cười lạnh lúc, Bát Cực Thiên Quân lại đẫm máu. Hắn đi đứng vẫn là chậm, một nửa thân thể đều bị lôi điện bổ diệt. Không người thương hại, Triệu Bân truy hung hãn, cái khác tam đại tiên vương thì trong lòng mừng thầm. Đây cũng không phải là bọn hắn khuyến khích, là Bát Cực Thiên Quân cứng rắn muốn đi lên góp, thật sự cho rằng đây là tại ngoại giới. Đây chính là táng tiên biển. Tu vi tuyệt đối áp chế, cùng cấp bậc nghĩ đỉnh lấy thiên kiếp tuyệt sát Vĩnh Hằng Thiên Thể. Sợ là nghĩ quá tốt đẹp, điểm ấy đều không nghĩ minh bạch, người không chịu chùy ai chịu chùy. Vẫn là bọn hắn gà tặc, cất tay đặt kia xem kịch. Bây giờ cục diện này, chậm rãi chờ liền tốt, đáng sợ như thế thiên phạt, cho dù Vĩnh Hằng Thiên Thể có thể vượt qua, cũng nhất định là gần chết chi thân, đưa tay liền có thể trấn áp. Chớ thất thần, mau tới trợ chiến. Một phương khác. Truyền đến âm ma chân tiên phẫn nộ gào thét. Bên cạnh mắt nhìn lên, kia hàng sắc mặt, không phải bình thường đen, còn có Kim Luân Pháp Vương, Hắc Uyên lão đạo cùng Khô Diệt Tiên Vương, sắc mặt cũng không thế nào đẹp mắt, bốn người liên hợp truy sát Bất Niệm Thiên, không những không đuổi kịp, còn mệt hơn quá sức. Chính xác phế vật, Mặt Trời Lặn Tiên Vương lưu lại một đạo hóa thân, thẳng đến phương kia. Lời giống vậy, Xích Quỷ đạo nhân cùng Tuyệt Thiên lão tổ cũng đang mắng, Bất Niệm Thiên đã tổn thương như vậy thảm trọng.
cái này đều bắt không được. Muốn các ngươi làm gì dùng? Hai người cũng không giết, trước khi đi cũng đều lưu lại hóa thân. Đây cũng không phải bình thường hóa thân, là có thể nghịch hướng kêu gọi bản tôn. Lên trời không đường, xuống đất không cửa. Mặt trời lặn tiên vương trên đầu lơ lửng mặt trời, người thứ nhất giết đến. Bất niệm thiên nhìn cũng không nhìn, quay người trốn vào không gian, lại hiện thân nữa, đã là khác một mảnh tinh không, xích quỷ đạo nhân cùng tuyệt thiên lão tổ cùng nhau giết tới, đều tế bản mệnh khí, một đao một kiếm hoành treo thương miểu, đao uy bá liệt, kiếm minh chói tai, ép bất niệm thiên một bước lảo đảo. Chân áp, kim luân pháp phương đằng đằng sát khí mà đến, bản mệnh khí uy áp thiên địa. Sau đến khô diệt tiên vương cùng hắc uyên lão đạo, cũng đều vung cánh tay lên một cái, thi phong thiên cấm pháp. Bất niệm thiên thần sắc đạm mạc, cưỡng ép ổn định thân hình, một trường đánh nát mặt trời lặn tiên vương mặt trời, lần thứ hai trốn vào không gian, chính diện ngạnh chiến nàng tất nhiên là không địch lại, nhưng nếu luận mở độn bản lĩnh, ở đây không một người là nàng đối thủ. Chính yếu nhất chính là, lần này không có khốn thần kết giới trói buộc. Trời đất bao la, còn không mặc nàng chạy tới chạy lui. Đi đâu? Bắt hắn lại. Hét to tiếng vang đầy táng thiên biển, đều là chúng tiên vương giận mắng.